Đô thị mạnh nhất Hoàn Khố. Diệp Thần Phong. Chương 1641, Lão Đại Huy Vũ. Dưới nền đất, bên trái trong mật thất, trên cái hộp tản ra hào quang hoa văn từ từ mở đi, Diệp Thần Phong một lần nữa đem hộp nắm trong tay, chỉ nghe Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, này hoa văn bên trong sức mạnh cũng có giới hạn, trải qua lần này phóng thích sau đó e sợ này hoa văn bên trong sức mạnh còn thừa không có mấy. Đối với ngươi trên căn bản không có tác dụng. Diệp Thần Phong nhìn trên mặt đất Khương Tề Thạch cùng Chuông Nghi Niên thi thể, hắn cũng cảm giác được hoa văn bên trong sức mạnh kịch liệt giảm bớt rồi, về sau muốn dùng chiếc hộp này làm âm thầm thì không được rồi. Diệp Thần Phong tiện tay đem hộp ném vào một bên, nếu Luyện Huyết Tông hai tên lão tổ đều đã bị chết, như vậy kế tiếp chính là phần kết công tác, tuy rằng Luyện Huyết Tông tông chủ có luân hồi cảnh thực lực, nhưng Diệp Thần Phong không phải còn có Bạch Tiểu Nhu đây này mà. Có Bạch Tiểu Nhu động thủ đối phó Luyện Huyết Tông tông chủ Trần Ngàn Võ là thừa sức rồi. Mà dưới nền đất bên trái mật thất bên ngoài, Hà Bình, Hoàng Sung Nghĩa cùng hãng rít ràng các loại diệp môn đệ tử, vừa vặn tại Luyện Huyết Tông hai vị lão tổ đột nhiên hướng xuống lòng đất, bọn hắn đã bị Luyện Huyết Tông hai vị lão tổ thật khí thế sợ đến không nhẹ, bọn hắn căn bản không dám đến bên trái cửa mật thất đi quan sát, bọn hắn đương nhiên cũng nghe được trong mật thất một ít động tĩnh. Nhưng bọn họ cũng không rõ ràng trong mật thất rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hà Bình phất phất tay, nói ra, chúng ta tiếp tục đào móc đi. Niết bàn cảnh cường giả là chúng ta cả đời cũng không cách nào đến độ cao. Ai? Hoàng Sung Nghĩa cũng thở dài một hơi, hắn song quyền nắm chặt, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, hắn thấp giọng quát nói, lẽ nào chúng ta thật sự phải chết ở chỗ này sao? Hạng rít ràng là cắn chặt hàm răng. Nói ra, thiên hỏa tiền bối cũng bị Luyện Huyết Tông người khống chế lại rồi. Chúng ta vẫn có thể làm sao bây giờ? Hà Bình, Hoàng Sung Nghĩa cùng hãng rít ràng cũng không tiếp tục ẩn giấu nội tâm tuyệt vọng, bọn hắn vì không cho Diệp Cửa những đệ tử khác tại trong tuyệt vọng chết đi, bọn hắn đã ẩn giấu ròng rã một tháng. Làm liền để những người khác Diệp môn đệ tử cảm thấy chả có hy vọng, này ròng rã một tháng để ba người bọn hắn đã cả người tiêu tụy. Diệp Cửa những đệ tử khác cũng không phải đầu óc kẻ ngu xuẩn, bọn hắn trước đó cũng vẫn là lừa mình dối người mà thôi, bọn hắn chỉ là không muốn tiếp thu hiện thực, Luyện Huyết Tông cường hãn đã bày tại trước mắt của bọn hắn biết cho dù Diệp Thần Phong vị tông chủ này trở về, chỉ sợ cũng không cách nào xoay chuyển cục diện được rồi. Bởi vì là lần trước Diệp Thần Phong rời đi Diệp Cửa thời điểm, thực lực chỉ có thần niệm cảnh mà thôi. Tại Hà Bình đám người vạch trần trước mắt tình thế. Cùng với còn lại Diệp môn đệ tử không lại lừa mình dối người sau. Không khí của hiện trường trong nháy mắt lâm vào trong trầm tĩnh. Những người này từng cái cùng nhìn nhau, bọn hắn có thể từ lẫn nhau trong con ngươi nhìn thấy, có cuồn cuộn không đoạn tuyệt vọng đang bốc lên đến. Cộc, cộc, cộc. Tiếng bước chân ầm ập từ bên trái trong mật thất truyền ra, phá vỡ hiện trường vắng lặng. Hà Bình lập tức tỉnh táo lại, nói ra các ngươi trả lăng làm gì, nhanh chóng đào móc. Hà Bình biết Luyện Huyết Tông hai vị niết bàn cảnh lão tổ cũng không dễ trêu. Còn nữa bây giờ đào móc đã tiến hành đến cuối cùng, bọn hắn những người này giá trị lợi dụng hầu như không có, nếu như bọn hắn dám ở Luyện Huyết Tông hai vị lão tổ trước mặt làm càn, như vậy chỉ sợ bọn họ trực tiếp sẽ bị đập chết. Đi ngang qua Hà Bình nhắc nhở sau, ở đây những người còn lại từng cái lập tức phản ứng lại, nhưng bọn họ vẫn là đã chậm một bước, bọn hắn còn chưa có bắt đầu đào móc. Một bóng người liền từ bên trái trong mật thất đi ra. Hà Bình, Hoàng Trung Nghĩa cùng hãng rít ràng ba người này, bọn hắn đã làm tốt vừa chết chuẩn bị. Nhưng khi bọn họ nhìn rõ ràng từ trong mật thất đi ra bóng người sau, ba người bọn hắn trong nháy mắt có loại cảm giác nghẹt thở rồi. Con mắt trợn lên so với đèn lồng còn lớn hơn, miệng há lớn, lại mở lớn, muốn nói chuyện, trong cổ họng lại không phát ra được thanh âm nào. Về phần cái khác Diệp môn đệ tử, bọn hắn cũng trong nháy mắt ngây người như phỗng rồi, bọn hắn thậm chí cho rằng hết thảy trước mặt là ảo giác, thế là, những này Diệp môn đệ tử bắt đầu lấy tay lưng vuốt mắt. Xoa nhẹ một lần, trước mặt ảo giác không có biến mất. Xoa nhẹ hai lần, trước mặt ảo giác vẫn không có biến mất. Xoa nhẹ ba lần, những này Diệp môn đệ tử hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, bởi vì bọn họ biết trước mắt cũng không phải ảo giác. Hà Bình, Hoàng Sung Nghĩa, hãng rít ràng, làm sao? Lẽ nào ba người các ngươi không quen biết ta cái này lão đại rồi? Diệp Thần Phong trong tay kéo Khương Tề Thạch cùng Chuông Nghi Niên thi thể, trên mặt hắn hiện lên cửu biệt gặp lại nụ cười.
Tiếp lấy, Diệp Thần Phong vừa nhìn về phía ở đây còn lại Diệp môn đệ tử, tiếp tục nói các ngươi cũng từng cái thất thần làm gì. Không quen biết ta người tông chủ này. Diệp Thần Phong mở miệng nói chuyện sau đó ở đây không có ai sẽ cho rằng tất cả những thứ này là ảo giác rồi. Hà Bình, Hoàng Xung Nghĩa cùng hãng rít ràng đám người, bọn hắn nhìn xem Diệp Thần Phong kéo ở trong tay Khương Tề Thạch cùng Chuông Nghi Niên, bọn hắn từng cái trong lòng là phiên giang đảo hải, trong cổ họng thanh âm phảng phất bị kẹt chặt rồi, từng cái sắc mặt đỏ bừng lên cực kỳ. Này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Niết bàn cảnh Khương Tề Thạch cùng Chuông Nghi Niên càng nhưng đã bị chết. Hơn nữa xem bộ dáng là chết trong tay Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong là lúc nào về Diệp cửa? Các loại nghi vấn bồi hồi tại Hà Bình đám người trong đầu, vừa vặn bọn hắn chả cho rằng Niết bàn cảnh là bọn hắn cả đời cũng không cách nào đến. Nhưng trong nháy mắt, Diệp Thần Phong lại xuất hiện, trong tay hơn nữa còn kéo đã chết thấu Khương Tề Thạch cùng Chuông Nghi Niên. Này không thể nghi ngờ cho Hà Bình đám người đã mang đến nhất cổ mãnh liệt xung kích. Diệp Thần Phong thấy Hà Bình đám người chả chưa có lấy lại tinh thần đến, hắn lại mở miệng nói, vừa vặn ta giả trang thành Luyện Huyết Tông cái kia mặt sắt có nam nhân, hai cái này lão đầu tây cũng bị ta giết đi, lại dám đến ta Diệp cửa ngang ngược, bọn hắn đúng là chán sống rồi. Lại một lần nữa nghe được Diệp Thần Phong giải thích, Hà Bình đám người cuối cùng cũng coi như tiếp nhận rồi trước mắt đã phát sinh đi tới tất cả, Hà Bình, Hoàng Xung Nghĩa cùng hãng rít ràng ba người này. Bọn hắn kích động thân thể run rẩy, lão đại của bọn hắn trở về rồi, lão đại của bọn hắn không chỉ có trở về rồi, hơn nữa còn giết Luyện Huyết Tông hai tên lão tổ, ba người bọn họ không hẹn mà cùng hô, lão đại uy vũ. Còn lại Diệp môn đệ tử cũng từng cái lần nữa khôi phục tinh thần, hô tông chủ vạn tuế. Diệp Thần Phong cười cười, nói ra các ngươi chịu khổ, trước tiên giải quyết Luyện Huyết Tông những người khác, chúng ta lại cẩn thận ôn chuyện. Diệp Thần Phong kéo ngỏm rồi Chuông Nghi Niên cùng Khương Tề Thạch, hắn từng bước hướng về trên mặt đất trong đại điện đi đến. Hà Bình đám người từng cái kích động vạn phần đi theo Diệp Thần Phong phía sau. Mà lúc này bên trong đại điện, Luyện Huyết Tông tông chủ Trần Ngàn Võ, bởi vì hắn cũng không hề cảm ứng Diệp môn trong ngoài khí tức, cho nên hắn chả cũng không biết bọn hắn Luyện Huyết Tông hai tên lão tổ đã bị chết. Dưới nền đất bảo vật lập tức liền cũng bị khai quật ra rồi. Luyện Huyết Tông tông chủ bao quát tất cả đại trưởng lão, trong lòng bọn họ đều tràn đầy mong đợi, ở đây Luyện Huyết Tông trưởng lão dồn dập đối Trần Ngàn Võ mở miệng. Tông chủ, các loại một cái khác chôn giấu có bảo vật mật thất mở ra, cái này trong tông môn người là có thể toàn bộ giết chứ. Cuối cùng cũng coi như lại có thể bữa ăn ngon một bữa. Đem so sánh bảo vật mà nói, ta hiện tại càng chờ mong có thể bữa ăn ngon dừng lại. Ở đây Luyện Huyết Tông tạo hóa cảnh trưởng lão. Trên mặt bọn họ hiện lên thâm trầm nụ cười, này Luyện Huyết Tông công pháp tu luyện phi thường ác độc, chính là luyện hóa những người khác huyết dịch đến tăng cao thực lực. Luân hồi cảnh tam trọng thiên trung kỳ Trần Ngàn Võ, hắn khoát tay áo một cái, nói ra, từ khi bị buộc lùi vào U Minh quỷ vực bên trong, ta cũng đã lâu không có thoải mái bữa ăn ngon rồi, cái này tông môn các đệ tử, chính là chúng ta Luyện Huyết Tông rời đi U Minh quỷ vực sau đệ nhất bữa phong phú san yến. Tại Trần Ngàn Võ vừa dứt lời thời khắc, một đạo âm trầm âm thanh từ đi về dưới nền đất trong cửa động truyền ra, muốn bắt ta Diệp cửa đệ tử cho rằng bữa ăn ngon. Chỉ sợ các ngươi còn chưa đủ tư cách. Diệp Thần Phong từ trong động khẩu trấn định đi ra, hắn tiện tay đem kéo ở trong tay Khương Tề Thạch cùng Chuông Nghi Niên cho ném ra ngoài. Ầm, ầm. Hai tiếng, đã chết thấu Chuông Nghi Niên cùng Khương Tề Thạch, thân thể của bọn họ được vứt xuống Trần Ngàn Võ đám người trước mặt. Luyện Huyết Tông Trần Ngàn Võ đám người, bọn hắn đang nhìn đến đã bị chết hai vị lão tổ, sắc mặt của bọn họ không khỏi kịch biến, trong lúc nhất thời ngược lại là có chút chưa hoàn hồn lại rồi. Diệp Thần Phong ý thức hơi động, đang ở hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới Bạch Tiểu Nhu, người liền xuất hiện tại Diệp Thần Phong bên cạnh. Diệp Thần Phong chỉ vào Trần Ngàn Võ, nói ra Tiểu Nhu, ngoại trừ người này tạm thời để lại người sống bên ngoài, những người còn lại đều giải quyết xong đi. Bạch Tiểu Nhu đối Diệp Thần Phong là muốn gì được đó, dưới cái nhìn của nàng những người này khẳng định lại là chọc tới của nàng Diệp Đại Ca rồi. Bạch Tiểu Nhu trong cơ thể luân hồi cảnh tam trọng thiên sơ kỳ thật khí thế phun trào, trên mặt biểu lộ trở nên vô cùng băng lãnh, thân ảnh của nàng hướng về Luyện Huyết Tông những tạo hóa đó cảnh trưởng lão lao đi rồi. Bạch Tiểu Nhu thủ trưởng liên tiếp đẩy ra, từng luồng cực hạn lạnh lẽo không ngừng bao phủ ở đây tạo hóa cảnh Luyện Huyết Tông trưởng lão.
cực hạn lạnh lẽo nhanh chóng thẩm thấu tiến vào Luyện Huyết Tông trưởng lão trong cơ thể, Bạch Tiểu Nhu tay phải thon dài 10 ngón nắm chặt, hoa tuyết tỏa ra. Thẩm thấu tiến Luyện Huyết Tông trưởng lão trong cơ thể lạnh lẽo trở nên cuồng bạo lên, hàn khí không ngừng từ những người này trong cơ thể bốc lên, bọn hắn căn bản vô pháp hóa giải trong cơ thể lạnh lẽo. Hiska zzza, Hiska zzza, Hiska zzza. Luyện Huyết Tông trưởng lão y phục trên người dồn dập nát tan, một từng đóa bông tuyết đồ án tại trên người bọn hắn chán phóng ra. Đợi đến hoa tuyết đồ án che kín Luyện Huyết Tông trưởng lão toàn thân thời điểm. Xì xì, xì xì, xì xì. Thanh âm không ngừng vang lên, chỉ thấy từng cây băng thứ nhanh chóng từ các đại Luyện Huyết Tông bên trong thân thể đâm xuyên ra ngoài, từng cây băng thứ bị máu tươi nhiễm đỏ rồi. Những này Luyện Huyết Tông trưởng lão là một tên tiếp theo một tên biến thành nhím, biến thành đã bị chết con nhím. Luyện Huyết Tông tông chủ Trần Ngàn Võ, hắn nhìn xem lần lượt chết thảm Luyện Huyết Tông trưởng lão, tuy rằng thực lực của hắn so với Bạch Tiểu Nhu muốn cao hơn một cái tiểu tầng thứ, nhưng lực chiến đấu của hắn xa xa yếu hơn Bạch Tiểu Nhu, thời khắc này, hắn thậm chí có loại không dám ý động thủ rồi, hắn muốn xoay người đào tẩu. Bất quá, Bạch Tiểu Nhu trong nháy mắt ngăn cản Trần Ngàn Võ đường đi. Người lãnh đạm nói, trên thế giới này không ai có thể bắt nạt của ta Diệp đại ca. Đứng sau lưng Diệp Thần Phong Hà Bình đám người, bọn hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Nhu cường hãn sức chiến đấu sau, bọn họ là âm thầm nuốt nước miếng, bọn hắn không biết Bạch Tiểu Nhu là từ đâu nhô ra. Nhưng là bọn hắn cảm giác được lão đại của bọn hắn thật sự là quá trâu tách ra rồi, có thể làm cho như vậy sức chiến đấu cường hãn nữ nhân đều muốn gì được đó, như vậy lẽ nào còn không kiểu như trâu bò sao? Chương 1642, mở ra nghi hoặc. Đêm lạnh như nước, Diệp cửa bên trong đại điện, Diệp Thần Phong ngồi ở đại điện chính giữa trên mặt ghế. Bạch Tiểu Nhu an tĩnh tựa vào Diệp Thần Phong trong lồng ngực, trong miệng nàng khí tức có phần hỗn loạn, dù sao một lần giải quyết nhiều như vậy tạo hóa cảnh cường giả, đối ở trong cơ thể linh khí tiêu hao vẫn là vô cùng to lớn. Trải qua Bạch Tiểu Nhu động thủ sau đó Diệp môn trong ngoài còn sống Luyện Huyết Tông người. Chỉ còn dư lại Luyện Huyết Tông tông chủ Trần Ngàn Võ rồi. Mà giờ khắc này, Trần Ngàn Võ cũng như con chó chết, nằm ở Diệp cửa đại điện. Khiếp sợ không thể ngôn ngữ rồi, hắn là càng ngày càng nhìn không thấu của mình người sư phụ này rồi. Hà Bình các loại hết thảy Diệp cửa đệ tử, bọn hắn một mực cung kính đứng ở Diệp Thần Phong phía dưới, bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần Phong trong ánh mắt tràn đầy sùng kính. Diệp Thần Phong vừa về đến, tình huống tuyệt vọng liền trong nháy mắt được thay đổi trở về, bây giờ tại Diệp cửa đệ tử trong lòng. Diệp Thần Phong chính là thần, chính là không gì không làm được thần. Dù sao trước kia tại Diệp cửa đệ tử trong mắt, Niết Bàn cảnh cường giả đã là bọn hắn đuổi theo không kịp tồn tại, mà bây giờ Niết Bàn cảnh cường giả lại đã bị chết ở tại Diệp Thần Phong trong tay, này làm cho hết thảy Diệp môn đệ tử là nhiệt huyết sôi trào. Diệp Thần Phong nhìn xem trong lồng ngực đổ mồ hôi tràn trề Bạch Tiểu Nhu. Hắn có chút áy náy nói, Tiểu Nhu, khổ cực ngươi rồi. Xem ra Diệp Thần Phong thực lực nhất định muốn mau chút đuổi theo Bạch Tiểu Nhu mới được rồi. Hắn nhưng không muốn về sau một mực để Bạch Tiểu Nhu động thủ. Bạch Tiểu Nhu khuôn mặt lộ ra ngọt ngào nụ cười, nói ra, Diệp đại ca, Tiểu Nhu mới không mệt đây. Tiểu Nhu nguyện ý vì ngươi làm hết thảy sự tình. Nhìn thấy Bạch Tiểu Nhu đối với mình ỉ lại, nghe được Bạch Tiểu Nhu chân thành lời nói. Diệp Thần Phong trong lòng là ấm áp, hắn ôn nhu vuốt một chút Bạch Tiểu Nhu béo mập mũi, nói ra Tiểu Nhu. Về sau Diệp đại ca ta cũng nhất định có thể bảo vệ ngươi. Nghe vậy, Bạch Tiểu Nhu nở nụ cười, cười đến mức dị thường động lòng người, tuy rằng người ngây thơ không hiểu tình cảm giữa nam nữ, nhưng nàng vẫn là mở miệng nói, Diệp đại ca, ta làm thích ngươi đối với ta nói lời như vậy đây. Bạch Tiểu Nhu tổng cảm giác bên trong lòng mình ngọt xì xì. Phảng phất là uống mật bình thường. Diệp Thần Phong tạm thời để Bạch Tiểu Nhu từ trong lồng ngực của hắn đi ra, hắn từ trên ghế đứng lên, hắn nhìn lên trời hỏa lão người. Hắn nhìn xem ở đây hết thảy Diệp môn đệ tử, hắn cực kỳ chân thành nói thiên hỏa. Còn có các vị Diệp môn đệ tử, là ta đã về trễ rồi, là ta để mọi người chịu khổ, nói thật, ta là một cái không xứng chức tông chủ. Thiên hỏa lão nhân vội vàng đứng lên nói ra, sư phụ. Ngài đây là nói gì vậy? Nếu không có ngài trở về, chúng ta nhất định sẽ được Luyện Huyết Tông người giết. Sư phụ ngài trước khi rời đi, ngài thanh Luyện Huyết Tông giao cho ta, nhưng ta phụ sư phụ kỳ vọng của ngài a hát.
Hà Bình mấy người cũng mở miệng nói, lão đại, là chúng ta không dùng, là chúng ta vô năng, Diệp Môn chỉ biết có một mình ngươi tông chủ, những người khác coi như là niết bàn cảnh cường giả, bọn hắn cũng không tư cách làm Diệp cửa tông chủ. Đúng, tông chủ, ngài cũng đừng có tự trách, là chúng ta quá vô dụng, ngài nhưng là chúng ta Diệp cửa trụ cột tinh thần A Hát. Tông chủ, ở trên thế giới này, ta liền ta lão tử của cũng không phục, nhưng ta liền phục tông chủ ngài. Diệp cửa những đệ tử còn lại cũng từng cái bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, bầu không khí ngược lại là trở nên sống động, mọi người đều quên một cái nguyệt tới nay không thoải mái. Diệp Thần Phong ép một chút tay, ra hiệu hiện trường yên tĩnh lại, hắn nhìn thấy Diệp Môn đệ tử biểu hiện, trong lòng của hắn phi thường cảm động, thực lực của những người này tuy rằng thấp kém, nhưng đối với Diệp Thần Phong là tuyệt đối trung thành. Diệp Thần Phong dự định muốn xịn hao ớt bồi dưỡng một cái những người này, không riêng yếu bồi nuôi thực lực của bọn họ, còn muốn từ đó tuyển ra người thích hợp tuyển, truyền thụ cho bọn hắn chế thuốc cùng luyện khí, dù sao Diệp Thần Phong một người tinh lực có hạn, hắn nhất định muốn bồi dưỡng được một nhóm thuộc về mình luyện dược sư cùng luyện khí sư. Đương nhiên đối với những thứ này người duy nhất một điểm yêu cầu chính là đối Diệp Thần Phong yếu tuyệt đối trung thành, tuyệt đối sẽ không phản bội Diệp Thần Phong. Cái kế hoạch này tại Diệp Thần Phong trong lòng xông ra, bất quá, yếu thực hành cái kế hoạch này không cần nóng lòng nhất thời, Diệp Thần Phong còn tốt hơn háo ốt hoàn thiện một cái. Diệp Thần Phong đi tới như con chó chết nằm dưới đất Trần Ngàn Võ trước mặt. Diệp Thần Phong sở dĩ không có giết Trần Ngàn Võ, trong lòng của hắn tràn đầy một nỗi nghi hoặc, hắn yếu đem sự nghi ngờ này mở ra, hắn tại Thiên Vân Thành gặp ma tu quỷ diện nhà sư, trở về Diệp Môn lại gặp luyện huyết tông. Những này ma đạo tông cửa người theo lý tới nói sẽ không tăng bước ra U Minh quỷ vực, cho nên Diệp Thần Phong hoài nghi trong đó phải hay không có âm mưu gì. Nằm dưới đất Trần Ngàn Võ, bên trong thân thể của hắn huyệt đạo bị phong, hắn liền cắn lưỡi tự sát sức mạnh cũng không có, trong miệng dùng hết toàn lực nói, muốn giết cứ giết. Diệp Thần Phong đối Trần Ngàn Võ cũng sẽ không có nửa điểm thương hại, dù sao vừa vặn Trần Ngàn Võ đám người chả đang thương lượng thanh Diệp cửa đệ tử cho rằng bữa ăn ngon. Nếu như Diệp Thần Phong không có đúng lúc chạy về, như vậy Diệp cửa đệ tử tuyệt đối sẽ chết phi thường thê thảm. Diệp Thần Phong nhìn xem Trần Ngàn Võ lạnh nhạt nói, nếu như ngươi nguyện ý phối hợp, như vậy ta có thể cho ngươi chết thống khoái, nhưng nếu như ngươi không muốn phối hợp, như vậy nhưng đừng có trách ta tàn nhẫn. Gần đoạn thời gian các ngươi người trong ma đạo liên tiếp rời đi U Minh quỷ vực, trong đó phải hay không có âm mưu gì? Diệp Thần Phong thấy Trần Ngàn Võ câm miệng không nói lời nào. Hắn tùy ý nhún nhún vai, tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại lên, đem linh khí tập trung đến trong ngón tay, khép lại ngón tay nhanh chóng điểm vào Trần Ngàn Võ trên người năm cái trong huyệt đạo. Diệp Thần Phong tiếp tục nói, ta đem trên người ngươi cảm giác đau phóng đại 1000 lần, hơn nữa ta còn cho ngươi dù như thế nào cũng sẽ không bất tỉnh đi, ngươi đã không muốn mở miệng, như vậy ta liền không khách khí. Răng rác, răng rác, răng rác, a hát a hát a hát. Tiếng xương gãy cùng tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt âm thanh trong nháy mắt vang lên. Diệp Thần Phong một cước trực tiếp giẫm tại Trần Ngàn Võ cánh tay phải bên trên, vừa vặn Diệp Thần Phong điểm 5 cái huyệt đạo, có thể thanh Trần Ngàn Võ cảm giác đau phóng to 1000 lần, đồng thời không cho Trần Ngàn Võ đau nhức ngất đi. Nếu như chỉ có một đơn được giẫm xương vỡ đầu, như vậy Trần Ngàn Võ dù sao cũng là luân hồi cảnh cao thủ, hắn vẫn có thể chịu được. Nhưng cảm giác đau tại phóng to 1000 lần sau đó hắn đau trong nháy mắt mồ hôi lạnh tràn trề, hai con ngươi tử đều phải từ hốc mắt trong trợn lồi ra, khóe mắt mơ hồ ngấn lệ tốc biến. Cái ta có chính là thời gian cùng ngươi chậm rãi chơi, ta sẽ đem trên người ngươi xương một cái dẫm nát tan, hơn nữa ngươi nghĩ ngất đều ngất không được. Diệp Thần Phong bình thản nói ra, ác ma, cái này căn bản là ác ma, Trần Ngàn Võ hiện tại chỉ muốn cái chết. Hắn không muốn lại chịu đến hành hạ, hắn dùng hết toàn lực mở miệng nói, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Tiếp lấy, Trần Ngàn Võ lại hư nhược đứt quãng nói ra, người trong ma đạo sở dĩ sẽ rời đi U Minh quỷ vực. Này chính là lại qua mấy tháng ma Nitrogen trời muốn thức tỉnh rồi, chỉ cần ma Nitrogen thiên hỏa hắn dưới tay thập đại ma tướng xuất hiện, như vậy địa huyền giới sẽ không còn là chính đạo tông môn được rồi. Ha ha ha! Trần Ngàn Võ hư nhược cười to nói, rất nhanh. Các ngươi rất nhanh cũng sẽ dưới đi theo ta, chúng ta luyện huyết tông người đều chờ các ngươi. Ma Nitrogen Thiên, Diệp Thần Phong đối với địa huyền giới lịch sử không hiểu rõ lắm, ngược lại là một bên thiên hỏa sắc mặt lão nhân trắng bệch kịch biến.
Mà Diệp Thần Phong tại nhíu nhíu mày, sau đó hắn rút ra sau lưng Hắc Huyền Kiếm. Hắc Huyền Kiếm trực tiếp đâm vào Trần Ngàn Võ trái tim bên trong. Diệp Thần Phong tuy rằng chưa từng nghe nói Ma Nitrogen Thiên, thế nhưng hắn có loại cảm giác, này Ma Nitrogen Thiên tuyệt đối không đơn giản. Diệp Thần Phong nhìn hướng Thiên Hỏa lão nhân, hắn mở miệng nói ra, Thiên Hỏa, người đối với ta nói một chút này Ma Nitrogen ngày lai lịch, này Ma Nitrogen Thiên cũng không đơn giản chứ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1643, Nát Kiếm, Bảo Kiếm. Kinh quá Thiên Hỏa lão nhân một phen tự thuật sau, Diệp Thần Phong đối Ma Đế Huyết Thiên có bước đầu hiểu được, hắn biết rồi 300 năm trước cái kia chàng chính đạo cùng ma đạo đại chiến, nếu không có này Ma Đế Huyết Thiên cùng hắn dưới tay thập đại ma tướng, e sợ ma đạo liền trốn U Minh Quỷ vực tư cách cũng không có, tất cả ma đạo tông môn hội được chính đạo cho một lần hủy diệt. Chính đạo tông môn người cũng biết Ma Đế Huyết Thiên lâm vào trong giấc ngủ say, mà U Minh Quỷ vực được ma đạo cho hoàn toàn nắm trong tay. Này U Minh Quỷ vực bên trong hiểm cảnh trồng chất, chính đạo tông môn muốn đi vào U Minh Quỷ vực triệt để che diệt ma đạo, này nhất định muốn trả giá cực kỳ đánh đổi nặng nề, cho nên không có bất kỳ chính đạo tông môn nguyện ý tiến vào U Minh Quỷ vực đi đánh giết ma đạo tông cửa, tại chính đạo tông môn trong mắt, ma đạo tông môn đã là không đáng sợ rồi. Bây giờ từ Luyện Huyết Tông tông chủ Trần Ngàn Võ khẩu chúng phải biết Ma Đế Huyết Thiên yếu thức tỉnh rồi, Thiên Hỏa trên mặt lão nhân che kín ưu sầu. Hắn nói ra, sư phụ, này Ma Đế Huyết Thiên yếu thức tỉnh sự tình, còn lại chính đạo tông môn người khẳng định còn không biết, lần này Ma Đế Huyết Thiên thức tỉnh, nhất định sẽ trên đất huyền giới nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ. Sư phụ, chúng ta nhất định muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta có muốn hay không thông báo còn lại chính đạo tông môn người. Diệp Thần Phong lắc lắc đầu, những tông môn khác chết sống không mắc mớ gì đến hắn, hắn đúng là có thể đi thông báo một chút thủy gia. Vân Tiên Tông cùng Lạc Nhật Đảo các loại tông môn, để những tông môn này đều sớm chuẩn bị sẵn sàng. Về phần những kia cùng Diệp Thần Phong không có liên hệ chút nào tông môn, cho dù Diệp Thần Phong bọn hắn đi báo cho, đối phương sẽ tin tưởng Diệp Thần Phong lời của bọn hắn sao? Diệp Thần Phong không phải là tự bôi xấu người. Xem ra bao phủ địa huyền giới bão táp lại không lâu nữa yếu thổi lên, Diệp Thần Phong hiện tại nhất định phải mau sớm tăng cao thực lực, trước mắt muốn phải nhanh chóng tăng cao thực lực. Tiến vào Long Nguyên trong bí cảnh là hy vọng duy nhất. Diệp Thần Phong dự định tại Diệp Môn dừng lại trong giây lát, hai ngày sau, hắn liền lập tức rời đi, hắn cũng không làm được bỏ lỡ Long Khương bí cảnh mở ra. Thiên Hỏa, chuyện này không cần nói cho những tông môn khác rồi, chúng ta Diệp Môn chỉ là một cái môn phái nhỏ mà thôi, đối phương e sợ không những sẽ không tin tưởng chúng ta mà nói không chắc bọn hắn chả sẽ cho rằng chúng ta Diệp Môn cấu kết ma đạo tông cửa đây. Diệp Thần Phong cau mày nói ra, Thiên Hỏa lão nhân dù sao cũng là từng va chạm xã hội người rồi, hắn biết mình sư phụ Diệp Thần Phong nói không sai, hắn gật đầu nói, được, sư phụ, như vậy tự chúng ta liền trước chuẩn bị sẵn sàng đi. Ta cũng không thích cùng những tông môn kia liên hệ. Diệp Thần Phong đối với một đám Diệp môn đệ tử, nói ra, mọi người nghỉ ngơi trước một buổi tối đi. Đợi ngày mai lại đem dưới nền đất bảo vật triệt để khai quật ra. Diệp Thần Phong trong lòng cũng hiếu kỳ này dưới nền đất đến cùng chôn giấu bảo vật gì. Hà Bình các loại Diệp môn đệ tử, bọn hắn khi nghe đến Diệp Thần Phong lời nói sau, Hà Bình trực tiếp mở miệng nói, lão đại, ngài đây là nói gì vậy? Chúng ta không dùng tới nghỉ ngơi, chúng ta này phải lão đại ngài đào móc dưới lòng đất bảo vật. Đúng, tông chủ, chúng ta còn tinh thần đây. Chúng ta căn bản không dùng tới nghỉ ngơi, hiện tại cũng căn bản không khép được con mắt. Thật sự là đêm nay giống như là đang nằm mơ, tông chủ ngài xoay chuyển cục diện thủ đoạn, ta bây giờ nghĩ lại trả nhiệt huyết sôi trào đây này. Đúng, tông chủ, chúng ta chịu an không ngủ được, có thể vì tông chủ ngài làm việc, chính là vinh hạnh của chúng ta. Ở đây còn lại Diệp môn đệ tử cũng từng cái kích động mở miệng nói, bọn hắn nguyên bản uể oải không phấn chấn đã sớm vô ảnh vô tung biến mất rồi. Diệp Thần Phong nhìn thấy những này Diệp môn đệ tử kích động cùng hưng phấn dáng dấp. Hắn thật cũng không tốt nói cái gì nữa rồi, chỉ là phất phất tay. Diệp cửa đệ tử thấy Diệp Thần Phong đồng ý, sau đó bọn hắn từng cái lần thứ hai hướng về dưới lòng đất đi đến. Rất nhanh, bên trong đại điện cũng chỉ còn sót lại Diệp Thần Phong, Bạch Tiểu Nhu cùng Thiên Hỏa lão nhân. Thiên Hỏa lão nhân trong lòng là càng nghĩ càng sầu lo, hắn nói ra, sư phụ, địa huyền giới e sợ sẽ đại loạn nữa à.
ma đạo cùng chính đạo ở giữa cửu hận không đội trời chung, e sợ ma đế huyết thiên một thức tỉnh, hết thảy không chiếm được đại tông môn che chở môn phái nhỏ, sẽ bị ma đạo tông môn cho vô tình tàn sát. Diệp Thần Phong khẳng định nói, Thiên Hỏa, người yên tâm, ta bảo đảm chúng ta Diệp môn tuyệt đối không có việc gì. Diệp Thần Phong cùng Thiên Hỏa lão nhân tại bên trong đại điện hàn huyên một buổi tối, mà Bạch Tiểu Nhu nhưng là lại trở về hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới rồi. Tại sắc trời bên ngoài chậm rãi sáng lúc thức dậy, Hà Bình, Hoàng Sung Nghĩa cùng hãng rít ràng ba người này, bọn hắn vội vội vàng vàng từ đi về dưới nền đất cửa động bên trong chạy ra, Hoàng Sung Nghĩa nó tức mở miệng nói, lão đại, dưới lòng đất lại đào ra một chỗ mật thất, lúc này hẳn là chân chính chôn giấu có bảo vật được rồi. Nghe vậy Diệp Thần Phong cùng Thiên Hỏa lão nhân bay thẳng đến dưới nền đất lao đi rồi. Tại đến dưới nền đất nơi sâu xa nhất sau, quả nhiên bên phải cũng đào ra một cái mật thất, chính như trước đó luyện huyết tông hai vị lão tổ suy đoán như thế, dưới lòng đất tổng cộng có hai cái trái phải mật thất, bên trái mật thất là dùng để che giấu tai mắt người, bên phải mật thất hẳn là mới thật sự là chôn giấu có bảo vật. Dưới lòng đất bên phải mật thất dày nặng cửa đá đóng thật chặt. Diệp Thần Phong bàn tay đặt tại trên cửa đá, trong gân mạch linh khí dòng sông vận chuyển, bàn tay hơi dùng sức, hắn phát hiện cửa đá chỉ là rung động nhúc nhích một chút, liền không còn gì khác phản ứng. Thế là Diệp Thần Phong đối với Thiên Hỏa lão nhân, nói ra, Thiên Hỏa chúng ta đồng thời dùng sức. Diệp Thần Phong cùng Thiên Hỏa tay của ông lão trưởng đồng thời đặt tại trên cửa đá, hai người bọn họ phát huy ra chính mình cực hạn sức mạnh. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Dây nặng cửa đá lúc này mới bị chậm rãi đẩy ra. Làm Diệp Thần Phong đi vào cửa đá sau lưng trong mật thất lúc, nguyên bản đen nhánh mật thất đột sát phát sáng lên. Chỉ thấy tại mật thất trên vách tường khảm nạm từng khối hội phát sáng tảng đá. Cái này mật thất vẫn tính là tương đối rộng mở, ở cái này trong mật thất để rất nhiều linh thạch thượng phẩm, bảo tồn hoàn chỉnh linh thảo cùng các loại pháp khí, về phần linh khí chỉ có số ít mấy cái, mà linh khí bên trên bảo khí là một kiện cũng không có. Diệp Thần Phong đối linh thạch thượng phẩm là không thích rồi, dù sao hắn ban đầu ở viễn cổ thần ma trong mộ địa rời chống huyết hồn tộc bảo khố. Hắn hỗn độn trong chiếc nhẫn nhiều nhất chính là linh thạch thượng phẩm rồi, về phần các loại linh thảo cũng có rất nhiều. Diệp Thần Phong thô sơ giản lược quét mắt một lần sau đó trong lòng của hắn là thất vọng, hắn chỉ là đem một ít chế thuốc có thể đủ đến linh thảo thu nhập hỗn độn trong chiếc nhẫn, còn lại đồ vật hắn là căn bản coi thường. Hắn nói ra, Hà Bình, các ngươi đem tất cả đồ vật đều chuyển tới mặt trên đi thôi. Nếu như nơi này có các ngươi muốn võ khí, các ngươi có thể chính mình chọn. Nghe vậy, Hà Bình đám người lập tức kích động trước thân thể run rẩy rồi, hết thảy Diệp môn đệ tử đồng thời động thủ, toàn bộ trong mật thất bảo vật rất nhanh sẽ bị lấy sạch. Những của cải này tại cái khác đại tông môn trong mắt hay là đã không tệ, thế nhưng tại Diệp Thần Phong trong mắt những này căn bản cũng không tính bảo vật gì. Tiểu tử, ngươi xem một chút bên trái trên vách tường thanh kiếm kia. Chính lúc Diệp Thần Phong muốn cùng Thiên Hỏa lão nhân cùng rời đi chỗ này mật thất thời điểm. Lão Hắc Giang Vận Thiên thanh âm vang lên. Diệp Thần Phong chỉ có thể đối với Thiên Hỏa lão nhân, nói ra, Thiên Hỏa, người đi lên trước đi. Nơi này so sánh yên tĩnh, ta muốn ở chỗ này tu luyện một hồi. Trên trời hỏa lão người sau khi rời đi, Diệp Thần Phong đánh giá bên trái trên vách tường thanh kiếm kia, trong lòng của hắn không vui nói, Lão Hắc, người không có ở cùng ta đùa giỡn hay sao? Người nên sẽ không nói cho ta thanh này gì xét kiếm chính là bảo kiếm chứ? Chỉ thấy bên trái trên vách tường xác thực mang theo một cái kiếm bản to, cái này kiếm bản to độ dài, độ rộng cùng Hắc Huyền kiếm gần như, thế nhưng trên vách tường cái này kiếm bản to mặt ngoài che lấp một tầng dày đặc rỉ sắt, liền thanh kiếm này nguyên bản màu sắc đều không nhìn ra rồi, hơn nữa thanh kiếm này căn bản cũng không có mũi kiếm, chỉnh thanh kiếm lưỡi kiếm đều hố to hố nhỏ, tại trong mắt người khác liền là một khối đồng nát sắt vụn, chẳng trách liền Diệp môn đệ tử cũng không có đem thanh kiếm này cầm đi. Lão Hắc Giang Vận Thiên lại hồi đáp, tiểu tử, ta chính là chí tôn luyện khí sư, lẽ nào ta còn hội liền bảo kiếm đều phân biệt không được sao? Thanh kiếm này chính là bảo kiếm, người đi đưa nó lấy xuống nhìn kỹ hãng nói. Nghe được Lão Hắc trả lời sau đó Diệp Thần Phong một lần nữa đánh giá bên trái trên vách tường thanh này rỉ sắt kiếm bản to rồi, hắn nắm chặt rồi thanh kiếm này chuôi kiếm, liền trên chuôi kiếm đều là một tầng rỉ sắt rồi, nắm lấy đi có phần đâm tay. Tại Diệp Thần Phong đem trên vách tường rỉ sắt kiếm bản to lấy xuống sau đó hắn tay nắm chuôi kiếm trưởng một trận đau đớn,
chỉ thấy lòng bàn tay của hắn lại bị đánh ra máu rồi, tiên huyết không ngừng sáp nhập vào che kín rỉ sắt chuôi kiếm bên trong. Đang bị Diệp Thần Phong tiên huyết hòa vào sau, trên chuôi kiếm rỉ sắt dĩ nhiên nhanh chóng cở ra, toàn bộ chuôi kiếm hiện ra màu xanh, trở nên mới tinh vô cùng. Chẳng lẽ này thật đúng là một thanh bảo kiếm sao? Chương 1644, trọng kiếm vô phong thứ hai thức. Nguyên bản theo Diệp Thần Phong, cái này che kín dày đặc một tầng rỉ sắt kiếm, tại sáp nhập vào máu tươi của hắn sau đó chỉnh đem kiếm hội hoàn toàn đạt được lột xác rồi. Thế nhưng, kết quả đây, tại trên chuôi kiếm một tầng rỉ sắt rút đi sau đó trên thân kiếm rỉ sắt là không chút nào rút đi dấu hiệu rồi, tuy rằng độ dài, độ rộng cùng Hắc Huyền kiếm gần như, thế nhưng cái này che kín rỉ sắt kiếm không khỏi quá nhẹ rồi chứ. Nắm trong tay hầu như cảm giác không ra trọng lượng đến. Lão Hắc, ta tại sao không có cảm giác được thanh kiếm này đặc thù? Vừa nãy thanh kiếm này trên chuôi kiếm rỉ sắt cở ra, ta còn tưởng rằng thanh kiếm này hội lộ ra diện mạo thật rồi, người xác định thanh kiếm này là bảo kiếm. Thanh kiếm này căn bản liền một điểm trọng lượng cũng không có. Nhưng chính lúc Diệp Thần Phong tiếng nói vừa vặn hạ xuống. Diệp Thần Phong trong bàn tay mãnh liệt nhiều chỗ nhất cổ trọng lực, này cỗ trọng lực là từ trong tay màu xanh trên chuôi kiếm chuyển tới. Hơn nữa trọng lực đang không ngừng tăng lên, rất nhanh sẽ vượt qua Hắc Huyền kiếm mang đến cho hắn trọng lực rồi. Diệp Thần Phong trong gân mạch linh khí dòng sông nhanh chóng vận chuyển, trong tay hắn thanh kiếm này trên người che kín rỉ sắt kiếm là càng ngày càng nặng, Diệp Thần Phong phảng phất cảm giác trong tay chính mình nâng một ngọn núi lớn bình thường. Hắc Huyền kiếm không chỉ rất nặng cực kỳ, chả đối Diệp Thần Phong linh khí có ức chế lực, mà cái này che kín rỉ sắt kiếm đơn riêng chỉ là có trọng lượng mà thôi. Bất quá, trọng lượng của nó đã rất xa vượt qua Hắc Huyền kiếm rồi. Che kín rỉ sắt kiếm bản to trọng lượng chả đang không ngừng tăng cường, Diệp Thần Phong trong gân mạch linh khí dòng sông là vận chuyển tới cực hạn, hắn gân xanh trên trán nổi lên, mồ hôi hột không ngừng từ trên gương mặt của hắn bốc lên, trong miệng là cắn răng thật chặt răng. Diệp Thần Phong là hai cái tay đồng thời nắm màu xanh chuôi kiếm rồi, hắn hai cánh tay hơi có chút rung động run lên. Cái này che kín rỉ sắt kiếm trọng lượng quả thực cho người tuyệt vọng. Ầm, ầm. Hai tiếng, Diệp Thần Phong dưới bàn chân mặt đất nổ tung, hắn hai cái chân trực tiếp lâm vào trong lòng đất, hơn nữa hắn thân thể chả đang không ngừng trầm xuống. Diệp Thần Phong muốn lập tức ném ở trong tay che kín rỉ sắt kiếm nhưng hắn chính là một cái người không chịu thua. Hắn không ngừng khởi động trong gân mạch linh khí dòng sông, cảnh này khiến hắn thân thể bên trong gân mạch đều có chút mơ hồ đau nhói. Diệp Thần Phong đem linh khí toàn bộ tập trung đến trên lòng bàn tay, hai bàn tay là nắm thật chặt màu xanh chuôi kiếm. Đợi đến hai cái đại chân toàn bộ chui vào mặt đất chi về sau, che kín rỉ sắt trên thân kiếm trọng lượng cuối cùng là đình chỉ gia tăng rồi. Diệp Thần Phong quần áo trên người đều bị mồ hôi cho thấm ướt, hắn hầu lung bên trong chậm rãi thở ra một hơi, hắn cực kỳ cẩn thận từ trong lòng đất bật đi ra, làm hai chân của hắn lần nữa chạm vào mặt đất thời điểm. Cho dù hắn đã vô cùng cẩn thận rồi, hắn hai cái chân nhỏ vẫn là lâm vào trong lòng đất bởi vậy có thể thấy được thanh kiếm này trọng lượng rồi. Hắc Huyền kiếm tuy rằng vừa có trọng lượng, lại đối với linh khí có ức chế lực, thế nhưng Hắc Huyền kiếm trọng lượng cùng ức chế lực cũng không đến nỗi thái quá. Mà Diệp Thần Phong trong tay che kín rỉ sắt kiếm bản to, nó mặc dù không có đối với linh khí ức chế lực, thế nhưng trọng lượng của nó lại nặng thái quá. Để Diệp Thần Phong không thể không điều động trong thân thể hết thảy linh khí đi nắm chặt thanh kiếm này. Cái này che kín rỉ sắt kiếm bản to, muốn so Hắc Huyền kiếm khó mà khống chế hơn nhiều. Diệp Thần Phong xuất hiện tại cầm trong tay cái này che kín rỉ sắt kiếm, hắn thân thể căn bản vô pháp tự do hành động, hắn đem hãm xuống mặt đất bên trong hai cái chân nhỏ rút đi ra lúc này hắn là càng thêm cẩn thận rồi, hắn hai cái chân nhẹ nhàng dẫm tại trên mặt đất, trong thân thể linh khí là duy trì cân bằng. Lúc này cuối cùng cũng coi như chỉ là trên mặt đất lưu lại hai cái bàn chân ấn, nhưng duy trì trạng thái như thế này thực sự quá cực khổ, Diệp Thần Phong trong gân mạch linh khí dòng sông không ngừng vận chuyển, hắn trong thân thể linh khí đang nhanh chóng tiêu hao. Diệp Thần Phong hai chân căn bản không dám khắp nơi đi chuyển động, e sợ nhúc nhích hai chân của hắn lại sẽ lập tức hãm vào trong lòng đất. Tiểu tử, hiện tại biết ta không có cảm giác sai rồi chứ? Vừa vặn máu tươi của ngươi sáp nhập vào chuôi kiếm bên trong thanh kiếm này xem như là nhận chủ rồi, thanh kiếm này phẩm bậc tối thiểu nhất là hạ phẩm bảo khí, bây giờ thanh kiếm này hẳn là vẫn không có chân chính tán đồng bọn ngươi đến thực lực của ngươi triệt để đạt được nó tán đồng rồi, nó hẳn là liền sẽ lộ ra nguyên bản diện mạo,
trên thân kiếm rỉ sắt cũng sẽ toàn bộ cở ra. Trước ngươi không phải một mực ngại hắc huyền giáp cùng hắc huyền kiếm quá nhẹ rồi sao? Hiện tại có thanh kiếm này, sau đó ngươi về sau liền mang theo thanh kiếm tu luyện đi. Bất luận lúc nào cũng không muốn đem thanh kiếm này lấy xuống, lúc trước ngươi cũng đã thể nghiệm qua hắc huyền kiếm cùng hắc huyền giáp mang cho ngươi đến đúng lúc chỗ chứ. Lão hắc Giang Vận Thiên lải nhải mở miệng nói ra. Diệp Thần Phong hai cánh tay đã hơi tê tê rồi, trước hắn đã thích ứng hắc huyền kiếm cùng hắc huyền giáp rồi, hắn thật sự cũng nghĩ tới yếu cho trên người mình tăng thêm nữa một ít trọng lượng, đối với hắn như vậy tu luyện cũng mới có lợi, chỉ là trong tay cái này che kín rỉ sắt kiếm không khỏi cũng quá nặng đi chứ. Càng làm cho Diệp Thần Phong tức giận là cái này đáng chết kiếm lại vẫn không có tán đồng hắn, này làm cho Diệp Thần Phong trong lòng là giận không chỗ phát tiết. Diệp Thần Phong không chịu thua, tính cách bị triệt để kích phát ra, hắn bắt đầu tay phải đơn tay nắm trong tay che kín rỉ sắt kiếm, sắc mặt hắn nghẹn đến có phần đỏ lên, hắn nhìn thấy trên chuôi kiếm có khắc thanh vân. Hai chữ, thế là, Diệp Thần Phong nói lầm bầm, về sau thanh kiếm này tự kêu là thanh vân kiếm đi. Ta lại không tin, ta còn khống chế không được thanh kiếm này rồi. Diệp Thần Phong phải cầm trong tay thanh vân kiếm, hắn bắt đầu ở trong mật thất đi lên. Trong gân mạch linh khí dòng sông là không ngừng nhanh chóng vận chuyển. Ầm, 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 ầm. Dưới đất là một lần lại một lần mỗi nổ tung, Diệp Thần Phong hai chân là một lần lại một lần hãm vào trong lòng đất. Một giờ đi qua, hai giờ đi qua, thẳng đến sau năm tiếng. Diệp Thần Phong phảng phất là từ trong nước sông mò đi ra ngoài giống nhau, bất quá, hắn có thể đủ đơn tay cầm thanh vân kiếm đi lại, hai chân sẽ không lại xa vào đến trong lòng đất rồi. Thế nhưng tại hành tẩu trong quá trình, Diệp Thần Phong hay là muốn đối với cần cẩn thận. Diệp Thần Phong thân thể bên trong linh khí tiêu hao không sai biệt lắm, hắn dừng lại nghỉ ngơi một hồi, nuốt mấy viên bổ linh đan khôi phục linh khí, sau đó hắn lần thứ hai nắm thanh vân kiếm đi lại lên. Diệp Thần Phong nhìn xem thanh vân kiếm trên thân kiếm rỉ sắt không chút nào rút đi dấu hiệu, trong lòng của hắn là bất đắc dĩ thở dài một hơi, xem ra muốn chiếm được thanh kiếm này tán đồng. Căn bản không phải chuyện một sớm một chiều. Diệp Thần Phong cảm thụ thanh vân kiếm cực hạn trọng lượng, hắn nhìn xem che kín rỉ sắt thân kiếm, hắn nhìn xem loang loang lổ lổ căn bản không có mũi kiếm lưỡi kiếm, trong đầu hắn đột nhiên nghĩ đến trọng kiếm vô phong đệ nhị thức vô phong cũng có phong. Trọng kiếm vô phong thức thứ nhất nhất kiếm phá thiên dưới, Diệp Thần Phong đã tu luyện đến cảnh giới đại thành rồi. Trọng kiếm vô phong tam thức, nhất kiếm phá thiên dưới. Vô phong cũng có phong cùng trọng kiếm ngưng sơn hà, này tam thức mỗi một thức đều chia làm cảnh giới tiểu thành cùng cảnh giới đại thành. Diệp Thần Phong nhìn xem hố to hố nhỏ thanh vân kiếm lưỡi kiếm, này không tự chính vừa vặn phù hợp vô phong cũng có phong tu luyện yêu cầu sao. Diệp Thần Phong trong đầu lập tức hiện lên tu luyện vô phong cũng có phong pháp môn. Cùn kiếm vô phong, giết địch không vui. Cùn kiếm có phong, phá địch ngàn vạn. Hóa vô phong vì có phong, hóa cùn kiếm vì lợi kiếm. Mũi kiếm phá thương khung, trọng kiếm vô phong đệ nhị thức vô phong cũng có phong pháp môn, không ngừng tại Diệp Thần Phong trong đầu bồi hồi. Cầm trong tay thanh vân kiếm Diệp Thần Phong, thời khắc này, hắn phảng phất quên được thanh vân kiếm cực hạn trọng lượng, hắn tiến vào một loại phi thường trạng thái huyền diệu bên trong. Trên người tản ra kiếm khí bén nhọn đến, cả người phảng phất chính là một thanh lợi kiếm bình thường. Diệp Thần Phong đem thanh vân kiếm cắm vào trong lòng đất, hắn trong con người tránh qua hai ánh kiếm. Diệp Thần Phong song quyền nhanh chóng hướng lên trước mặt vách tường oanh ra. Ầm, ầm. Hai tiếng, trên vách tường chỉ là nhiều hơn hai cái dấu vết mờ mờ, này bốn phía vách tường là dùng đặc thù tài liệu chế thành, không phải dễ dàng như vậy có thể hủy diệt. Tại cảm giác được vách tường cường độ sau, Diệp Thần Phong khẩu bên trong thấp giọng thì thầm, mũi kiếm phá thương khung. Mũi kiếm phá thương khung. Mũi kiếm phá thương khung. Liền để cho ta tới mở mang vô phong cũng có phong power đi. Diệp Thần Phong trong gân mạch linh khí dòng sông vận chuyển tới cực hạn, hắn nhanh chóng đem thanh vân kiếm từ trong lòng đất rút ra, hắn đem trong thân thể linh khí thôi phát đã đến cực hạn, hắn cực kỳ miễn cưỡng có thể vung lên thanh vân kiếm rồi. Thanh vân kiếm chậm rãi hướng lên trước mặt cứng rắn vách tường vạch tới. Diệp Thần Phong trong thân thể là kiếm khí dâng trào, vô phong cũng có phong. Chi, chi. Chi, thanh vân kiếm hố to hố nhỏ lưỡi kiếm hoa ở trước mặt trên vách tường, phát ra một trận tiếng cọ sát chói tai. Đợi đến thanh vân kiếm cùng vách tường chia lìa, trên vách tường nhiều hơn một đạo tinh tế kiếm ngân. Sát theo đó,
Đạo này kiếm ngân bên trong bạo phát ra kiếm khí bén nhọn, này kiếm khí cho người một loại vô cùng sắc bén cảm giác, phảng phất có thể một kiếm cắt ra thương khung bình thường. Ầm, 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 ầm. Trên vách tường kiếm ngân mở rộng, chỉnh mặt vách tường trong nháy mắt nổ tung than sụp xuống. Phải biết vừa vặn Diệp Thần Phong dùng xong quyền dùng sức oanh kích, cũng chỉ là ở trên vách tường để lại dấu vết mờ mờ mà thôi. Mà Diệp Thần Phong mới vừa vặn lĩnh ngộ vô phong cũng có phong, đem thành nhỏ cảnh giới vô phong cũng có phong triển khai ra, chỉnh mặt đặc thù tài liệu vách tường liền trong nháy mắt nổ tung sụp xuống. Bởi vậy có thể thấy được vô phong cũng có phong uy lực. Chương 1645, kích động, điên cuồng, kèm theo một mặt vách tường nổ tung sụp xuống, toàn bộ mật thất cũng lập tức trở nên lảo đảo lên. Thi triển trọng kiếm vô phong đệ nhị thức vô phong cũng có phong Diệp Thần Phong, hắn đã sớm là thở hổn hển rồi, thân thể bên trong linh khí tiêu hao lợi hại, xem ra hắn vẫn là không cách nào thích ứng Thanh Vân kiếm mang đến cho hắn cực hạn trọng lực. Diệp Thần Phong nhìn xem lảo đảo mật thất, hắn lập tức thối lui ra khỏi trong mật thất, khi hắn vừa mới rời đi mật thất thời điểm. Ầm ầm, một tiếng, chỉnh gian mật thất trong nháy mắt toàn bộ than sụp xuống. Trọng kiếm vô phong có tam thức, một thức so với một thức cường. Diệp Thần Phong biết mình vô phong cũng có phong đã bước vào cảnh giới tiểu thành rồi, nhưng chỉ là cảnh giới tiểu thành vô phong cũng có phong, điều này cũng muốn so cảnh giới đại thành nhất kiếm phá thiên dưới power phải mạnh hơn rất nhiều. Diệp Thần Phong mặc cho mồ hôi từ trên gương mặt lướt xuống, hắn xem trong tay trên thân kiếm bao trùm một tầng dỉ sắt Thanh Vân kiếm, hắn đem sau lưng Hắc Huyền kiếm thu nhập hỗn độn trong nhẫn, đem Thanh Vân kiếm treo ở sau lưng, về sau này Thanh Vân kiếm liền thay thế Hắc Huyền kiếm rồi. Sau đó, Diệp Thần Phong lại đem Hắc Huyền giáp cũng cởi ra, đồng dạng đem Hắc Huyền giáp thu nhập hỗn độn trong chiếc nhẫn, bây giờ một cái Thanh Vân kiếm trọng lượng rất xa vượt ra khỏi Hắc Huyền kiếm cùng Hắc Huyền giáp tổng số. Tại đem Hắc Huyền kiếm cùng Hắc Huyền giáp thu nhập hỗn độn trong nhẫn sau, Diệp Thần Phong trên người nhất thời dễ dàng không ít, nhưng một cái tia ung dung thật sự là như muối bỏ biển được rồi. Diệp Thần Phong trong thân thể linh khí thời thời khắc khắc đều tới sau lưng Thanh Vân kiếm tập trung, chỉ cần hắn hơi chút vừa buông lỏng, hắn thân thể cũng sẽ bị Thanh Vân kiếm ép hãm vào trong lòng đất. Đối với bây giờ Diệp Thần Phong tới nói, Hắc Huyền kiếm cùng Hắc Huyền giáp đối với hắn không tạo nên tác dụng quá lớn rồi. Nếu bây giờ đã tìm được vật thay thế, đen như vậy Huyền kiếm cùng Hắc Huyền khải sớm tự nhiên có thể công thành lui thân rồi. Trên lưng treo một cái dỉ sét loang lổ kiếm bản to Diệp Thần Phong, hắn một đường rời khỏi dưới nền đất, về tới Diệp cửa bên trong đại điện. Diệp Thần Phong dự định sáng mai liền rời khỏi Diệp môn, nguyên bản Diệp Thần Phong là muốn đem Diệp cửa đệ tử đưa vào hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới, nhưng như vậy chẳng khác gì là giới hạn chế trụ Diệp môn đệ tử tự do. Về phần bây giờ tại bên trong tiểu thế giới Hạ Tử Ninh đám người, các nàng là tâm cam tình nguyện ở lại bên trong tiểu thế giới. Bất quá, theo Diệp Thần Phong cho dù Diệp cửa đệ tử cũng nguyện ý ở lại bên trong tiểu thế giới, hắn tạm thời chả không có ý định đem bọn hắn toàn bộ đưa vào bên trong tiểu thế giới. Dù sao chỉ có đã trải qua đau khổ mới sẽ trưởng thành, Diệp Thần Phong không cách nào một mực che chở Diệp cửa đệ tử, tương lai bọn hắn nhất định phải chính mình một mình chống đỡ một phương. Cho nên, Diệp Thần Phong chuẩn bị lợi dụng một ngày, giúp Diệp cửa đệ tử làm chuẩn bị thật đầy đủ sau, hắn sẽ rời đi Diệp môn. Tại trở về Diệp môn bên trong đại điện sau, Diệp Thần Phong lập tức để hết thảy Diệp môn đệ tử đến đại điện tập hợp. Rất nhanh, Thiên Hỏa lão nhân cùng một đám Diệp môn đệ tử liền xuất hiện tại bên trong đại điện. Thiên Hỏa lão nhân thực lực tại luân hồi cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, Diệp Thần Phong mở miệng nói, Thiên Hỏa, người tại luân hồi cảnh tam trọng thiên đỉnh phong hẳn là dừng lại không ít thời gian đi nha. Thiên Hỏa lão nhân trong lòng mặc dù có nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là thành thành thật thật hồi đáp, sư phụ, ta đã tại luân hồi cảnh tam trọng thiên đỉnh phong dừng lại 10 năm rồi. Diệp Thần Phong gật gật đầu, hắn tạm thời đem sau lưng Thanh Vân kiếm lấy xuống, cắm vào một bên trong lòng đất. Tại đem Thanh Vân kiếm lấy xuống trong nháy mắt, Diệp Thần Phong nhất thời cảm giác cả người nhẹ nhanh bay. Diệp Thần Phong lại nói, Thiên Hỏa, hôm nay ta liền giúp ngươi đột phá đến tứ trọng thiên sơ kỳ đi. Diệp Thần Phong từ lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cái kia bên trong biết được, có một loại tứ phẩm đan dược tên là về chuyển luân hồi đan, có thể làm cho luân hồi cảnh cường giả trong nháy mắt tăng lên một cái tiểu tầng thứ. Diệp Thần Phong nhưng là liền nửa bước ngũ phẩm đan dược đoạt thiên tạo hóa đan đều có thể luyện chế ra đến rồi,
hắn chỉ thiếu chút nữa là có thể hoàn toàn bước vào ngũ phẩm luyện dược sư hàng ngũ. Tứ phẩm đan dược đối với bây giờ Diệp Thần Phong tới nói, căn bản là điều chắc chắn được rồi. Luyện chế về chuyển luân hồi đan các loại linh thảo, Diệp Thần Phong hỗn độn trong chiếc nhẫn cũng phi thường đầy đủ hết, hắn cũng không hề lại nói nhảm nhiều rồi. Đem địa chi trung phẩm hỏa long đỉnh cùng các loại linh thảo lấy sau khi đi ra. Diệp Thần Phong lật bàn tay một cái, thanh viêm nhất thời từ trong bàn tay của hắn trốn ra ngón tay búng một cái, thanh viêm nhất thời bay vào hỏa long đỉnh bên trong. Tiếp lấy Diệp Thần Phong liền đem các loại linh thảo lần lượt ném vào hỏa long đỉnh bên trong. Diệp Thần Phong thủ pháp vô cùng thuần thục lão luyện, lại tăng thêm hỏa long đỉnh phẩm bậc không thấp, luyện chế khởi đan dược đến ngược lại là đơn giản không ít. Một bên Thiên Hỏa lão nhân hắn nghe được Diệp Thần Phong phải giúp hắn tăng cao thực lực, lại nhìn thấy Diệp Thần Phong lấy ra lò thuốc, này rõ ràng chính là tại chế thuốc ma. Thiên Hỏa lão nhân khẽ nhíu chân mày, hắn biết mình sư phụ nhưng là luyện khí sư a. Hắn cũng không biết mình sư phụ vẫn là luyện dược sư, này trên trời hỏa lão người xem ra quá điên cuồng, ở trên thế giới này căn bản không ai có thể chế thuốc cùng luyện khí toàn bộ tinh thông. Mà ở Tràng Hà Bình, Hoàng Sung Nghĩa cùng hãng rít ràng các loại Diệp môn đệ tử, bọn hắn cũng biết Diệp Thần Phong chính là luyện khí sư được rồi, về phần Diệp Thần Phong thân phận của luyện dược sư, ở đây không có bất kỳ người nào biết rõ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Diệp Thần Phong cẩn thận điều khiển thanh viêm, từ hỏa long đỉnh bên trong từ từ bay ra khỏi nhất cổ đan hương tương lai, này làm cho Thiên Hỏa lão nhân lông mày càng nhăn càng chặt rồi, hắn tự nói, lẽ nào sư phụ thật đúng là một tên luyện dược sư sao? Trên trời hỏa lời của lão nhân âm hạ xuống không bao lâu sau. Diệp Thần Phong liền đem hỏa long đỉnh bên trong thanh viêm thu lại rồi, từ bên trong dược đỉnh bay ra đan hương vị càng thêm nồng nặc. Chỉ thấy ba viên đan dược màu trắng chính an tĩnh nằm ở trong dược đỉnh, từ ba viên đan dược màu trắng thượng tản ra mê người ánh sáng lộng lẫy. Diệp Thần Phong tiện tay đem hai viên về chuyển luân hồi đan thu nhập bình sứ trong, về phần mặt khác một viên về chuyển luân hồi đan nhưng là đưa cho Thiên Hỏa lão nhân, nói ra, Thiên Hỏa, người bây giờ cái gì đều không cần hỏi nhiều, trước tiên ăn vào viên đan dược kia lại nói. Thiên Hỏa lão nhân mặc dù có một bụng nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là nghe theo Diệp Thần Phong lời nói, hắn tại nuốt vào về chuyển luân hồi đan sau, hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Về phần mặt khác hai viên về chuyển luân hồi đan, trong đó một viên chính là Diệp Thần Phong vì Bạch Tiểu Nhu chuẩn bị. Diệp Thần Phong nhìn xem chính đang tiêu hóa dược lực Thiên Hỏa lão nhân, hắn cũng không muốn làm lỡ thời gian, hắn lần thứ hai bắt đầu chế thuốc. Lúc này, Diệp Thần Phong luyện chế đều là nhất phẩm dưỡng linh đan, bổ linh đan cùng nhị phẩm. Tam phẩm một ít còn lại đan dược, những đan dược này chính là Diệp Thần Phong vì Diệp môn đệ tử chuẩn bị. Thân là tứ phẩm luyện dược sư, thậm chí một cái chân đã bước vào ngũ phẩm luyện dược sư rồi, Diệp Thần Phong luyện chế khởi nhất phẩm, nhị phẩm cùng tam phẩm đan dược là thuận buồm xuôi gió. Tại Diệp Thần Phong không ngừng luyện chế đan dược trong quá trình, Thiên Hỏa lão nhân đem về chuyển luân hồi đan dược lực toàn bộ dung hợp, hắn trong thân thể luân hồi cảnh tam trọng thiên đỉnh phong bình cảnh trong nháy mắt được giải khai. Thực lực thuận lợi khóa nhập tứ trọng thiên sơ kỳ, này làm cho mũi tên hỏa lão nhân là kích động sắc mặt đỏ lên. Cùng ngày hỏa lão người từ mặt đất đứng lên, cũng muốn hỏi Diệp Thần Phong thời điểm, hắn nhìn thấy chính mình sư phụ Diệp Thần Phong chả đang luyện chế đan trong dược, hắn đem lòng tràn đầy kích động ép chế trụ, hắn an tĩnh ở một bên chờ đợi, hắn cảm giác được suốt vừa vặn chính mình dùng đan dược, hẳn là tối thiểu nhất là tứ phẩm đan dược. Ở đây Diệp môn đệ tử, bọn hắn đồng dạng là an tĩnh các loại trông coi, trên mặt bọn họ dồn dập lộ ra thần sắc kích động. Sắc trời bên ngoài từ từ tối lại, Diệp Thần Phong tại chân đủ luyện chế ra một ngày đan dược sau, hắn cuối cùng là đem hỏa long đỉnh thu hồi hỗn độn trong chiếc nhẫn, đem thanh viêm thu hồi bên trong đan điền. Diệp Thần Phong tổng cộng luyện chế ra 50 bình nhất phẩm đan dược, 30 bình nhị phẩm đan dược và 20 bình tam phẩm đan dược. Diệp Thần Phong luyện chế đan dược tốc độ có thể nói là nhanh đến mức cực hạn, hắn chậm rãi hộc ra một ngụm trọc khí, hắn nhìn xem đầy mặt nghi ngờ Thiên Hỏa lão nhân cùng Diệp môn đệ tử, hắn mở miệng nói ta đích xác vừa là luyện khí sư, cũng là luyện dược sư, ta bây giờ luyện khí trình độ tại ngũ phẩm luyện khí sư phẩm bậc, mà luyện tô thủy chuẩn tại tứ phẩm luyện dược sư phẩm bậc. Trên mặt đất những này ta luyện chế đan dược, ta hy vọng các ngươi có thể hảo hảo lợi dụng, ta hy vọng ta lần sau trở về có thể nhìn thấy một cái bất đồng Diệp môn. Đương nhiên điểm trọng yếu nhất là,
lần sau trở về ta sẽ tại ngươi bên trong tuyển ra một số người, bồi nuôi bọn hắn trở thành luyện dược sư cùng luyện khí sư. Diệp Thần Phong câu nói sau cùng nói ra khỏi miệng, toàn bộ diệp cửa trong đại điện trong nháy mắt sôi trào lên, ở đây những này diệp môn đệ tử, ở trong mắt bọn họ luyện dược sư cùng luyện khí sư là cao cao không thể với tới tồn tại, nhưng bây giờ bọn hắn lại có cơ hội trở thành luyện dược sư cùng luyện khí sư. Này để cho bọn họ là hoàn toàn điên cuồng, mà quan trọng nhất là tông chủ của bọn họ Diệp Thần Phong chính là thuốc khí đồng tu, chuyện này quả thật kiểu như châu bò không thể lại kiểu như châu bò đi nha. Ngũ phẩm luyện khí sư, tứ phẩm luyện dược sư, hai loại thân phận thả tại trên người một người, trên trời hỏa lão nhân hòa diệp cửa đệ tử xem ra, này, đây quả thực là một cái kỳ tích. Thiên hỏa sắc mặt lão nhân cũng kích động đỏ lên một mảnh, hắn nói ra, sư phụ, thiên hỏa nguyện ý vĩnh viễn đi theo ngài, sư phụ nhìn trời hỏa ân tình, thiên hỏa cả đời cũng sẽ không quên. Lão đại, ta Hà Bình đời này có thể có ngươi cái này lão đại, ta chết cũng không tiếc. Hà Bình hưng phấn run rẩy, lão đại, ta tin tưởng Diệp Môn một ngày nào đó sẽ trở thành địa huyền giới hàng đầu thế lực. Hoàng Sung Nghĩa cũng kích động mở miệng nói, hạng dít dàng cũng lập tức nói ra, đúng, bởi vì chúng ta Diệp Môn có một cái tuyệt đối kiểu như châu bò tông chủ. Tông chủ vạn tuế, tông chủ vạn tuế, ở đây Diệp Môn đệ tử cũng từng cái lôi kéo hầu lung hô, từng cái trên cổ kêu là nổi gân xanh. Thời khắc này bọn họ là hoàn toàn nhiệt huyết sôi trào lên, bởi vì sở hữu Diệp Môn đệ tử đều thấy được hy vọng, nhìn thấy tương lai Diệp Môn xưng bá địa huyền giới hy vọng. Chương 1646, gặp lại người quen. Sáng sớm ngày thứ hai, một vệt bóng đen tại trên bầu trời bay trên trời. Bóng đen này sau lưng treo một cái gì xét loang lổ kiếm bản to, nếu như được hắn tu luyện người nhìn thấy, nhất định sẽ tưởng rằng từ đâu cái trong đống rác nhặt được. Bóng đen này ở trên bầu trời tốc độ phi hành chỉ có thể coi như là bình thường, hắn hai cái lông mày thật chặt nhíu lại, trên mặt là một bộ cực kỳ cật lực biểu lộ, mồ hôi thật giống không cần tiền tựa như, từ hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới lỗ chân lông bên trong bốc lên. Bóng đen này chính là sau lưng treo thanh vân kiếm Diệp Thần Phong rồi. Ngày hôm qua Diệp Thần Phong tự cấp Diệp Môn đệ tử luyện chế xong đan dược sau đó hắn liền ngay cả đêm tại Diệp cửa nghiễm ác trên sân bố trí một cái trận pháp. Trận pháp này chính là Lão Hắc cùng Lão Bạch truyền thụ cho hắn, trận pháp này một khi mở ra, có thể đưa đến phép che mắt tác dụng, để đi qua tu luyện người không cách nào phát hiện Diệp cửa tồn tại, có trận pháp này sau đó Diệp Môn thì càng thêm an toàn bộ rồi. Đương nhiên bố trí tại Diệp cửa trận pháp là cực kỳ tiêu hao linh thạch, trận pháp tác dụng chỉ có thể duy trì một năm sau nhất định muốn một lần nữa bỏ thêm vào một nhóm linh thạch đi vào, lúc này mới có thể tiếp tục duy trì trận pháp tác dụng. Bất quá, tại Diệp trong môn phái, liền ngay cả thiên hỏa lão nhân đối với trận pháp cũng là một chữ cũng không biết, nhưng Diệp Thần Phong lần này tiến vào Long Nguyên bí cảnh, lại từ Long Nguyên trong bí cảnh đi ra, trong đó tiêu tốn thời gian chắc chắn sẽ không vượt qua một năm. Trước mắt khoảng cách Long Nguyên bí cảnh mở ra, thời gian vẫn là vô cùng đầy đủ, Diệp Thần Phong dự định đi đường vòng đi một chuyến Vân Tiên Tông, dù sao trong tay hắn nhiều hơn một viên long cốt lệnh, cái này long cốt khiến đương nhiên không thể lãng phí. Tại Diệp Thần Phong chu vi thích hợp tiến vào Long Nguyên bí cảnh, chỉ có Vân Tiên Tông thiếu chủ Tả Phi Bạch cùng Lạc Nhật Đảo thiếu chủ Ngô Lực Phàm, Lạc Nhật Đảo khoảng cách quá xa, nếu như Diệp Thần Phong chạy đi Lạc Nhật Đảo lời nói, hắn căn bản không kịp tiến vào Long Nguyên bí cảnh rồi. Ngược lại là Vân Tiên Tông khoảng cách cũng không phải quá xa, chỉ muốn hơi chút lượn quanh một chút nói, cái này cũng không hội làm lỡ Diệp Thần Phong chạy tới mở ra Long Nguyên bí cảnh địa phương, dù sao Diệp Thần Phong bây giờ thời gian vẫn là vô cùng đầy đủ. Sau lưng treo thanh vân kiếm Diệp Thần Phong, hắn ở trên bầu trời là cực kỳ chật vật phi hành, hắn cơ hồ là mưu đủ sức lực, hắn nhất định muốn trong thời gian ngắn nhất thích ứng cái này thanh vân kiếm. Cũng còn tốt Diệp Thần Phong mình là chính là luyện dược sư, tại trong thân thể linh khí tiêu hao sau đó hắn lập tức hội dùng bổ linh đan, như thế thứ nhất. Dọc theo con đường này hắn ngược lại không ngừng lại nghỉ ngơi, chỉ là cả hiện ra phải vô cùng chật vật, quần áo trên người cả ngày đều là ẩm ướt thát thát, hắn mồ hôi trên người là không có một khắc dừng lại. Sau 15 ngày, nóng hừng hực thái dương đọng ở trên bầu trời, địa huyền giới, Vân Tiên Tông dưới chân núi. Hôm nay Vân Tiên Tông cực kỳ náo nhiệt, tại dưới chân núi có rất nhiều tu luyện người tại hướng về trên đỉnh núi Vân Tiên Tông đi đến. Những người này đại thể đều là mười mấy tuổi đến hai mươi mấy tuổi thanh niên cùng thiếu nữ,
đương nhiên tại có phần thanh niên cùng thiếu nữ bên người trả bồi bạn đàn ông trung niên hoặc là trung niên nữ nhân, những này trung niên nam nhân và nữ nhân, bọn hắn hẳn là thanh niên cùng thiếu nữ cha mẹ. Hôm nay chính là Vân Tiên Tông công khai đệ tử chọn lựa. Này Vân Tiên Tông trên đất huyền giới lấy tư cách tam phẩm tông môn, cũng coi là nhất lưu tông môn, trước tới tham gia Vân Tiên Tông đệ tử chọn lựa người đương nhiên không phải số ít rồi. Tại dưới chân núi trong đám người, một tên ăn mặc màu tím sợi tơ quần áo, ngũ quan phi thường cân xứng, vóc người phi thường có liệu nữ nhân người lông mày hơi nhíu, nàng nhìn thấy có nhiều người như vậy tới tham gia Vân Tiên Tông đệ tử chọn lựa, người biết cạnh tranh khẳng định phi thường kịch liệt. Nếu như Diệp Thần Phong tại nơi này, hắn nhất định có thể nhận ra nữ nhân này không phải là Bắc Vân Thành Tần gia Tần Sương Sương ma. Ban đầu ở Bắc Vân Thành thời điểm, Nam Nguyên Vương triều hộ quốc tướng quân nhi tử Trương Văn Hiên cùng Linh Dược Cốc năm trưởng lão Vương Vĩnh Tinh đám người, bọn hắn liên hợp lại hãm hại Diệp Thần Phong, muốn đem Diệp Thần Phong mệnh ở lại Bắc Vân Thành. Mà lúc trước được Diệp Thần Phong đã cứu mệnh Tưởng Vân Nương người thân là Nam Nguyên Vương triều công chúa, người cuối cùng dĩ nhiên lựa chọn đã tin tưởng Trương Văn Hiên liền như vậy mắc thêm lỗi lầm nữa đi xuống. Mà ở lúc đó khẩn cấp nhất bước ngoặt, chính là Bắc Vân Thành Tần gia gia chủ con gái Tần Sương Sương. Người lựa chọn bí mật trợ giúp Diệp Thần Phong người nhìn chúng rồi Diệp Thần Phong tương lai hội nhất phi trùng thiên, tại mọi người trong tộc phụ nữ đều là gia tộc vật hy sinh, Tần Sương Sương chỉ muốn tương lai Diệp Thần Phong có thể giúp nàng ngồi trên Tần gia gia chủ vị trí. Sau đó, Diệp Thần Phong lần nữa trở về Bắc Vân Thành thời điểm, vừa vặn Tần Sương Sương lâm vào trong nguy cơ, Diệp Thần Phong giúp Tần Sương Sương thanh Bắc Vân Thành mấy cái khác gia tộc lão tổ tiêu diệt, giúp Tần Sương Sương nắm trong tay Tần gia. Để Tần Sương Sương ngồi lên rồi Tần gia gia chủ vị trí. Từ khi lần kia phân biệt sau đó Tần Sương Sương cùng Diệp Thần Phong liền lại cũng chưa từng gặp mặt rồi. Tần Sương Sương cũng biết mình cùng Diệp Thần Phong cũng không phải cùng người của một thế giới. Mấy ngày nay Tần Sương Sương tầm mắt cũng mở rộng, người cũng nghĩ thông suốt rất nhiều. Người biết không có thể an nhàn ở lại Bắc Vân Thành rồi. Người muốn có được thực lực mạnh hơn, vừa vặn Vân Tiên Tông đệ tử chọn lựa, cho nên Tần Sương Sương liền đến thử một lần rồi. Tại Tần Sương Sương bên cạnh trả đi theo một tên 18 tuổi tả hữu thiếu nữ, này trên mặt thiếu nữ hiện lên hưng phấn vẻ, người một mặt sùng bái nhìn xem Tần Sương Sương, người chính là Tần Sương Sương em họ Tần Khả. Lúc trước Diệp Thần Phong trợ giúp Tần Sương Sương trưởng khống Tần gia, tại Tần Sương Sương khống chế Tần gia trong đoạn thời gian này, nữ nhân địa vị đã nhận được hoàn toàn tăng cao, Tần gia hết thảy nữ tính đều coi Tần Sương Sương là làm thần tượng. Tỉ như trước mặt Tần Khả, người cũng không biết lúc trước Tần Sương Sương sau lưng Diệp Thần Phong. Bây giờ Tần Sương Sương thực lực tại hợp biển cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ tầng thứ, mà Tần Khả Nhi nhưng là tại thông linh cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ tầng thứ. Tần Khả Nhi kéo Tần Sương Sương, nói ra, Sương Sương tỷ, người nói chúng ta có thể thuận lợi gia nhập Vân Tiên Tông sao? Kỳ thực ta cũng đã sớm không muốn ở lại Bắc Vân Thành Tần gia rồi, nếu như cả đời ở lại Tần gia. Như vậy chúng ta nhất định sẽ không trở thành chân chính cường giả, chúng ta lần này len lén chạy ra, thật hy vọng có thể thuận lợi gia nhập Vân Tiên Tông. Tần Sương Sương cũng lặng lẽ gật gật đầu, thế nhưng người biết bây giờ tình huống không thể lạc quan. Mà chính lúc Tần Sương Sương yếu lôi kéo Tần Khả Nhi tiếp tục hướng về đỉnh núi Vân Tiên Tông đi ủy thời điểm. Chỉ thấy đám người chung quanh bên trong vang lên tiếng đùa cợt, tất cả mọi người từng cái sau này nhìn tới rồi. Tên kia là ai? Lẽ nào hắn vừa vặn bơi xong sao? Hơn nữa còn là ăn mặc quần áo bơi lội. Đây thực sự là một cái kỳ hoa a hát. Các ngươi nhìn tên kia sau lưng một cái kiếm bản to, các ngươi nói ra hỏa này đến cùng có bao nhiêu nghèo. Sau lưng của hắn thanh này kiếm bản to đều dỉ thành như vậy, hắn lại vẫn cõng lấy. Sẽ không phải là từ nơi nào nhặt được chứ? Ta căn bản từ ra hỏa này trên người cảm giác không giận nổi tới, loại này không biết từ nơi nào nhô ra dế nhũi. Hắn cũng muốn gia nhập Vân Tiên Tông. Hắn quả thực là tại nằm mộng ban ngày. Diệp Thần Phong nghe chung quanh tiếng đùa cợt, trong lòng của hắn là một trận bất đắc dĩ, những người này khẩu bên trong trào phúng đối tượng đương nhiên là hắn, hắn cũng vừa mới vừa đến Vân Tiên Tông dưới chân núi, hắn trước kia cũng không biết hôm nay chính là Vân Tiên Tông đệ tử chọn lựa. Diệp Thần Phong trong thân thể linh khí là cực gây nên thu lại, hết thảy linh khí hầu như đều tới sau lưng thanh vân kiếm thượng tập trung. Hắn không muốn lãng phí một tia một hào linh khí, cho nên ở đây những người khác căn bản cảm giác không ra Diệp Thần Phong trên người có sóng linh khí. Trải qua này 15 ngày không ngừng thích ứng,
Diệp Thần Phong đối với sau lưng Thanh Vân kiếm cực hạn trọng lượng, hắn có thể đủ làm được như thường hành tẩu cùng phi hành, thế nhưng Thanh Vân kiếm mang đến cho hắn trọng lượng, đây là khiến hắn có phần không chịu nổi. Mà Nguyên vốn chuẩn bị hướng về đỉnh núi đi đến Bắc Vân Thành Tần gia Tần Sương Sương, người cũng hiếu kỳ xoay người liếc mắt nhìn, nhưng chỉ là liếc mắt nhìn, tầm mắt của nàng liền lại cũng không rời ra, trên mặt nàng hiện lên một vệt không dám tin vẻ mặt, người dĩ nhiên gặp gỡ ở nơi này Diệp Thần Phong. Gặp cái này tại người trong đầu lái đi không được nam nhân. Diệp Thần Phong cũng không muốn cùng chung quanh những người này tính toán, hắn tiếp tục hướng về đỉnh núi đi đến, nhưng tại bước ra ba bước sau, ánh mắt của hắn cũng nhìn thấy Tần Sương Sương, tại hơi sững sờ sau đó hắn cười nói, Tần Sương Sương, ngươi cũng ở nơi đây. Ngươi là tới tham gia Vân Tiên Tông đệ tử chọn lựa. Ngươi không muốn làm Tần gia gia chủ. Tần Sương Sương nhìn xem Diệp Thần Phong dáng dấp chật vật, trong lòng nàng cũng cho rằng Diệp Thần Phong là tới tham gia Vân Tiên Tông đệ tử chọn lựa, dù sao tại người lúc trước hiểu rõ trong, Diệp Thần Phong chính là không môn không phái người, nếu như Diệp Thần Phong không phải tới tham gia Vân Tiên Tông đệ tử chọn lựa. Như vậy hắn tới làm gì? Tần Sương Sương đang hơi phục hồi tinh thần lại sau đó người che giấu trong lòng mừng rỡ cùng kích động, nói ra, Diệp Thần Phong, người cũng không phải tới tham gia Vân Tiên Tông đệ tử chọn lựa ma. Lẽ nào ta lại không thể tới sao? Tần Sương Sương giọng nói chuyện bên trong nhiều hơn mấy phần u oán cùng oan ức, trong lòng nàng đối Diệp Thần Phong là tràn đầy hảo cảm, nhưng từ lần trước từ biệt sau đó Diệp Thần Phong lại không tin tức. Chương 1647, mà ngươi, có thể lăn. Vân Tiên Tông dưới chân núi. Chu Vi trước tới tham gia đệ tử chọn lựa thanh niên, bọn hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong cùng Tần Sương Sương bắt đầu trò chuyện. Trong lòng bọn họ mắng một câu, một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Dù sao Tần Sương Sương dáng dấp tuyệt đối cũng coi là đẹp, mà Diệp Thần Phong quần áo trên người ẩm ướt cộc cộc, hoàn toàn bị chính hắn mồ hôi cho thấm ướt, sau lưng còn đeo một cái gì xét loang lổ kiếm bản to, vừa nhìn chính là một cái bất nhập lưu nhân vật. Bất quá, người chung quanh cũng chỉ là ngoài miệng nói rồi hai câu, bọn hắn cũng không có muốn đối Diệp Thần Phong động thủ ý tứ. Từng cái tiếp tục hướng về trên đỉnh núi Vân Tiên Tông đi đến. Tần Sương Sương em họ Tần Khả, người cũng không có cảm giác xuất Diệp Thần Phong thực lực, hơn nữa từ Diệp Thần Phong chật vật như vậy bề ngoài phán đoán, người cho rằng Diệp Thần Phong nhiều lắm tại thông linh cảnh, người thật không biết mình tỉ tỉ, làm sao sẽ cùng Diệp Thần Phong người như vậy biết. Người cảm thụ người chung quanh ánh mắt khác thường, người cảm giác mình trên mặt nóng hừng hực. Tần Khả Nhi lôi kéo Tần Sương Sương cánh tay, nói ra, Sương Sương tỷ, người kia là ai à? Các ngươi quen nhau sao? Chẳng lẽ nói hắn là Sương Sương tỷ người trong lòng? Tần Sương Sương gò má có phần ửng đỏ, người căn bản không có để ý tới người chung quanh lời đàm tiếu, tuy rằng người đồng dạng không có cảm giác xuất Diệp Thần Phong thực lực, nhưng lần trước lúc chia tay, Diệp Thần Phong đã có thần niệm cảnh nhất trọng thiên thực lực. Theo Tần Sương Sương, lấy Diệp Thần Phong tốc độ tu luyện, bây giờ cũng đã bước vào thần niệm cảnh nhị trọng thiên đi nha. Người nhưng sẽ không nghĩ tới bây giờ Diệp Thần Phong thực lực đã bước vào tạo hóa cảnh rồi. Tần Khả Nhi thấy tỷ tỷ của mình không để ý đến người, người ánh mắt nhìn có phần chật vật Diệp Thần Phong. Nói ra, xem ở ngươi và Sương Sương tỷ biết phân thượng, nếu như ngươi cũng có thể tiến vào Vân Tiên Tông, như vậy về sau ta cùng Sương Sương tỷ sẽ chiếu cố ngươi. Tần Khả Nhi ngữ khí là vẻ người lớn mọc ngang. Hai tay cắm ở bên hông, muốn cố ý làm ra vẻ thành thục, mà Tần Sương Sương lại là gò má càng thêm đỏ bừng rồi, nàng nói, Khả Nhi, ngươi nói nhăng gì đấy. Diệp Thần Phong khoát tay áo một cái, nói ra, không sao, ta không sẽ cùng tiểu hài tử bình thường so đo. Ngươi không phải là yếu tham gia Vân Tiên Tông đệ tử chọn lựa sao? Chúng ta một lần lên đi. Tần Khả Nhi khi nghe đến Diệp Thần Phong lời nói sau, người tức giận bĩu môi ba. Người đem lồng ngực của mình cứng lên. Nhìn một chút Diệp Thần Phong, trên mặt biểu lộ giống như là đang nói, bổn tiểu thư nơi nào nhỏ. Diệp Thần Phong trong lòng đối Tần Sương Sương vẫn còn có chút hảo cảm, dù sao ban đầu là Tần Sương Sương đối với hắn duỗi ra cứu viện. Nếu như lần này Tần Sương Sương không cách nào tiến vào Vân Tiên Tông lời nói. Như vậy hắn rồi cùng Vân Tiên Tông lão tổ Tả Đức Nguyên nói một tiếng đi. Đến lúc đó muốn cho Tần Sương Sương gia nhập Vân Tiên Tông còn không phải chuyện một câu nói ma. Tần Sương Sương cùng Diệp Thần Phong sóng vai hướng về đỉnh núi Vân Tiên Tông đi đến, mà tức giận Tần Khả Nhi nhưng là đi theo sau,
Tần Sương Sương nói ra, Diệp Thần Phong, ta nghe nói Nam Nguyên Vương triều công chúa Tưởng Vân Đình, hộ quốc tướng quân nhi tử Trương Văn Hiên cùng lão tổ đều chết hết, bây giờ Nam Nguyên Vương triều là hoàn toàn suy yếu rồi. Còn có Linh Dược Cốc Dược Vương Thành bị hủy rồi, Linh Dược Cốc ngũ trưởng lão Vương Vĩnh Tinh cũng đã chết, ngươi có thể không cần nghĩ báo thù. Mối thù này đã có người giúp ngươi báo. Tần Sương Sương đương nhiên sẽ không đoán được Diệp Thần Phong chính là địa huyền giới lưu truyền sôi sùng sục công tử thần bí rồi. Tại Tần Sương Sương nhắc tới Linh Dược Cốc thời điểm, Tần Khả Nhi lập tức lẻn đến phía trước đến. Người cực kỳ cao ngạo đối Diệp Thần Phong, nói ra, người nên cũng đã từng nghe nói công tử thần bí a. Cái kia công tử thần bí nhưng là phá hủy Dược Vương Thành, giết Luyện Khí Tông đại trưởng lão, tại Âm Minh Tông thượng trả đại náo một phen nhân vật. Công tử thần bí nhưng là có thể điều khiển động nửa bước tiên khí lưu ly cung điện, lĩnh ngộ hỏa chi kiếm ý cùng phượng hoàng áo nghĩa người a hát. Quan trọng nhất là hắn còn rất trẻ, hắn là ta Tần Khả Nhi thần tượng, hắn là ta Tần Khả Nhi người trong lòng, nếu như ta có thể gả cho công tử thần bí, cái kia thì tốt biết bao a hát. Tần Khả Nhi nói ra địa huyền giới liên quan với công tử thần bí các loại đồn đãi. Tần Sương Sương lập tức bưng kín Tần Khả Nhi miệng, nói ra, Khả Nhi, có mấy lời không thể nói lung tung, lẽ nào họa là từ miệng mà ra đạo lý ngươi không hiểu sao? Được rồi, người ta không phải quá kích động mà. Công tử thần bí chính là ta ưa thích nam nhân, ta về sau lén lút ở trong lòng yêu thích tổng xong chưa? Tần Khả Nhi vểnh môi nói ra. Sau lưng treo thanh vân kiếm Diệp Thần Phong, trong lòng của hắn là một trận thẹn thùng, hắn không nghĩ tới Tần Khả Nhi tiểu nha đầu này lại còn là hắn người ái mộ. Diệp Thần Phong bĩu môi. Nói ra, tiểu nha đầu, ta dám khẳng định công tử thần bí đối như ngươi vậy tiểu hài tử không có hứng thú. Tần Khả Nhi trừng lên Diệp Thần Phong, quát, ngươi mới là tiểu hài tử đây. Cả nhà ngươi đều là trẻ con. Diệp Thần Phong, Tần Sương Sương cùng Tần Khả Nhi một đường đi lên đỉnh núi, bọn hắn đi tới Vân Tiên Tông quảng trường. Lúc này, Vân Tiên Tông trên quảng trường trước tới tham gia đệ tử chọn lựa có khoảng 500 người. Tại quảng trường từ trái sang phải, tổng cộng dựng đứng 5 khối dày nặng bia đá. Tấm bia đá này tên là Trắc Linh Bia, chính là dùng để kiểm tra người tu luyện linh căn, bình thường linh căn càng xuất chúng, thành tựu tương lai cũng càng phi phàm. Trắc Linh Bia từ dưới lên trên được phân chia thành 10 tầng, dưới đáy vừa đến tầng 3 đại biểu hạ phẩm linh căn, chính giữa tầng 3 đại biểu trung phẩm linh căn, mặt trên tầng 3 đại biểu thượng phẩm linh căn. Về phần đỉnh chóp nhất một tầng đại biểu cực phẩm linh căn, địa huyền giới đã nắm chắc ngàn năm chưa từng xuất hiện cực phẩm linh căn người rồi. Chỉ có đã tới trung phẩm linh căn mới có thể gia nhập Vân Tiên Tông. Nếu như Tần Sương Sương có thể dựa vào thực lực của mình gia nhập Vân Tiên Tông, như vậy Diệp Thần Phong cũng không có ý định vận dụng quan hệ, cho nên hắn muốn phải bồi Tần Sương Sương thi kiểm tra xong rồi, hắn lại đi tìm Vân Tiên Tông lão tổ rồi. Dù sao hắn và Tần Sương Sương cũng coi như là quen biết một hồi. Diệp Thần Phong, Tần Sương Sương cùng Tần Khả Nhi ba người này, bọn hắn xếp hạng khối thứ 5 Trắc Linh Bia trước mặt. Vân Tiên Tông đệ tử chọn lựa đều là do ngoại môn trưởng lão cùng đệ tử nội môn phụ trách, chỉ có xuất hiện cực kỳ có thiên phú người tu luyện, lúc này mới sẽ kinh động nội môn trưởng lão. Tại mỗi một khối Trắc Linh Bia bên cạnh đều đứng đấy một tên đệ tử nội môn. Đứng ở khối thứ 5 Trắc Linh Bia bên cạnh, chính là một gã khoảng 30 tuổi thanh niên, thực lực của hắn tại hợp biển cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, hắn là Vân Tiên Tông đệ tử nội môn, gia gia của hắn chính là Vân Tiên Tông ngoại môn trưởng lão, tên của hắn gọi là Hạng Dễ Dàng. Cái này Dễ Dàng ánh mắt một mực tại xếp hàng trong đám người qua lại quét mắt, ánh mắt của hắn rất nhanh sẽ tập trung vào Tần Sương Sương cùng Tần Khả Nhi trên người, này Tần Sương Sương thành thục đẹp đẽ. Tần Khả Nhi thanh thuần động lòng người, tuyệt đối là Vân Tiên Tông đệ tử chọn lựa bên trong hai đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến rồi. Hạng Dễ Dàng người này không có gì còn lại đặc thù ham muốn, hắn liền yêu thích nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp, rất rõ ràng Tần Sương Sương cùng Tần Khả Nhi đã bị hắn coi là con mồi. Đặc biệt là Tần Sương Sương còn tại hợp biển cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ thực lực, đây càng thêm để Hạng Dễ Dàng đã hài lòng. Dưới cái nhìn của hắn để Tần Sương Sương lấy tư cách hắn nữ nhân chân chính cũng không tệ. Bất quá, để Hạng Dễ Dàng khó chịu là, Tần Sương Sương dĩ nhiên cùng một cái dế nhũi vừa nói vừa cười, cái kia dế nhũi cả người ẩm ướt cộc cộc, sau lưng chả treo một cái gì xét loang lổ đồng nát sắt vụn,
trên mặt hắn vẻ mặt lập tức trở nên âm trầm lên. Tới nơi này tham gia Vân Tiên Tông đệ tử chọn lựa người, đại thể đều là không có bối cảnh thâm hậu, nếu có bối cảnh người, như vậy chả cần phải đến kiểm tra sao. Lại bảo hôm nay đệ tử chọn lựa chính là từ bên ngoài trưởng lão cùng đệ tử nội môn phụ trách, hạng dễ dàng ra ra lại là ngoại môn trưởng lão, hắn cũng là đệ tử nội môn, cho nên hắn ngược lại cũng có mấy phần tư cách nói chuyện rồi. Hạng dễ dàng thuần túy là loại kia người ngu ngốc mặt hàng, dưới cái nhìn của hắn Diệp Thần Phong người như thế, hắn có quyền trực tiếp loại bỏ ra ngoài, nếu như Diệp Thần Phong cùng Tần Sương Sương có quan hệ vậy thì không thể tốt hơn rồi. Đến lúc đó Tần Sương Sương vì Diệp Thần Phong cầu hắn, như vậy là hắn có thể đủ xuống tay với Tần Sương Sương rồi. Hạng dễ dàng để những người khác đệ tử nội môn thế thân vị trí của hắn, hắn hướng về Diệp Thần Phong, Tần Sương Sương cùng Tần Khả Nhi đi tới, hắn nhìn xem Diệp Thần Phong sau lưng dì xét loang lổ thanh vân kiếm, căn bản không cảm giác được Diệp Thần Phong trên người sóng linh khí, hắn chỉ vào Diệp Thần Phong, quát lên, tiểu tử, ngươi nghĩ rằng chúng ta Vân Tiên Tông là chỗ đổ rác sao? Ngươi nhìn xem chính mình này phó đả phẫn, ngươi quả thực là đang làm nhục chúng ta Vân Tiên Tông. Hạng dễ dàng lại nhìn một cái Tần Sương Sương cùng Tần Khả, ngữ khí ôn nhu nói, hai vị cô nương, ta biết hai người các ngươi không phải là cùng tiểu tử này một đường, hai người các ngươi có thể tiếp tục tham gia đệ tử chọn lựa. Tiếp lấy, hạng thay chủ chỉ Diệp Thần Phong, hắn chỉ cao khí ngang quát lên, mà ngươi, hiện tại có thể lăn. Hạng dễ dàng cố ý lộ ra nụ cười khinh thường, hắn cho rằng không có nữ nhân nào là không thích có quyền cùng có thực lực nam nhân, hắn là muốn dẫm lấy Diệp Thần Phong để biểu hiện của mình uy vũ, nhưng có vẻ như hắn có phải hay không dẫm sai rồi người. Hắn có tư cách dẫm Diệp Thần Phong sao? Chỉ sợ hắn liền cho Diệp Thần Phong sách giày tư cách cũng không có chứ. Chương 1648, không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa. Diệp Thần Phong nguyên bản tâm tình coi như không tệ, này Vân Tiên Tông đệ tử nội môn hạng dễ dàng đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn như con ruồi như thế ong ong kêu loạn, cảnh này khiến Diệp Thần Phong khẽ cau mày, nếu không phải xem ở Vân Tiên Tông lão tổ Tả Đức Nguyên phân thượng, Diệp Thần Phong đã sớm diệt trước mặt hạng dễ dàng rồi. Diệp Thần Phong liếc mắt là đã nhìn ra hạng dễ dàng chỉ sợ là coi trọng Tần Sương Sương cùng Tần Khả Nhi rồi. Quần áo được ướt đẫm mồ hôi Diệp Thần Phong. Hắn không nghĩ tại Vân Tiên Tông gây sự, hắn lạnh nhạt nói, ta cũng không phải tới tham gia đệ tử chọn lựa, ta chỉ là cùng hai người bọn họ tới tham gia, các loại hai người bọn họ thi kiểm tra xong rồi, ta liền sẽ rời đi. Trên thế giới này có mấy người liền yêu thích được đà lấn tới, người khác nhượng bộ, còn tưởng rằng là người khác sợ sệt, trước mắt hạng dễ dàng chính là loại này tâm thái. Hạng dễ dàng khóe miệng nụ cười khinh thường càng thêm nồng nặc mấy phần, nói ra tiểu tử. Nơi này là Vân Tiên Tông, ngươi đã cũng không phải tới tham gia đệ tử chọn lựa, như vậy ngươi bây giờ lập tức biến mất ở trước mặt ta, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho ta động thủ sao? Một khi ta động thủ thật rồi, ngươi rất có thể muốn đi thấy Diêm Vương ra rồi, vẫn là cho ta ngoan ngoãn cút ngay. Ta nhưng là Vân Tiên Tông đệ tử nội môn. Diệp Thần Phong chân mày nhíu càng ngày càng gấp rồi, hắn là xem ở Vân Tiên trưởng thượng tổ Tả Đức Nguyên trên mặt mũi, hắn mới nhường nhịn. Nhưng này không đời bề ngoài hắn sẽ một mực nhường nhịn đi xuống, mà một bên Tần Sương Sương ngược lại là mở miệng, ngươi dựa vào cái gì để bằng hữu ta rời đi? Lẽ nào này chính là các ngươi Vân Tiên Tông khí độ sao? Bằng hữu ta dựa vào cái gì không thể tham gia đệ tử chọn lựa? Bằng hữu ta thực lực tối thiểu mạnh hơn ngươi, hắn nhất định có thể trở thành Vân Tiên Tông đệ tử nội môn. Theo Tần Sương Sương Diệp Thần Phong sở dĩ nhường nhịn, chỉ sợ là lo lắng nơi này là Vân Tiên Tông địa bàn. Tần Khả Nhi cũng phi thường không thích trước mặt hạng dễ dàng, nhưng nàng cũng cảm thấy Diệp Thần Phong quá mức mềm yếu rồi, trong con ngươi xinh đẹp không khỏi tránh qua một tia xem thường. Tần Khả Nhi cũng nói, đúng, ta Sương Sương tỷ nói không sai, dựa vào cái gì không khiến người ta tham gia đệ tử chọn lựa. Được Tần Sương Sương cùng Tần Khả Nhi như thế nháo trò, nghiễm ác trên sân toàn bộ ánh mắt tập trung đến bên này. Vân Tiên Tông ngoại môn trưởng lão cùng đệ tử nội môn đang nhìn đến là hạng dễ dàng sau, bọn hắn từng cái là lắc lắc đầu, bọn họ cũng đều biết hạng dễ dàng phẩm tính, đương nhiên hạng dễ dàng ra ra hạng đông tên cũng nhìn thấy màn này. Hạng đông danh tác vì ngoại môn trưởng lão, hắn vẫn là vô cùng thiên vị của mình người cháu này, chỉ cần hạng dễ dàng không có chọc không nên dây vào người, như vậy liền mặc cho hạng dễ dàng đi dần vặt đi.
Dù sao Diệp Thần Phong đám người là tới tham gia đệ tử chọn lựa, nhất định là không có bất kỳ bối cảnh thâm hậu. Cái này đông tên ca ca chính là Vân Tiên Tông nội môn trưởng lão, hơn nữa tại nội môn trưởng lão bên trong địa vị cũng không thấp, đây mới là hạng đông tên cùng hạng dễ dàng lớn nhất dựa vào núi. Cái này đông tên ca ca dưới gối không có con cháu ngược lại đồng dạng là thanh hạng dễ dàng cho rằng cháu trai ruột đối xử. Bình thường Vân Tiên Tông đệ tử nội môn cùng ngoại môn trưởng lão đều sẽ cho hạng đông tên cùng hạng dễ dàng chuyện này đối với ông cháu một ít mặt mũi, đây đều là xem ở hạng đông danh ca ca phân thượng. Hôm nay Vân Tiên Tông đệ tử chọn lựa chính là ngoại môn trưởng lão cùng đệ tử nội môn phụ trách, bây giờ hạng dễ dàng ở nơi này gây sự, này khiến người khác là mở một con mắt nhắm một con mắt, phản chính ở trong mắt bọn họ Diệp Thần Phong đám người chính là không quá quan trọng người. Hạng dễ dàng biết hiện tại nhất định muốn mau chóng xử lý xong chuyện nơi đây, hắn cảm giác không ra Diệp Thần Phong trên người sóng linh khí, hắn liếc nhìn Tần Sương Sương, hắn cười lạnh nói, người đã nói tiểu tử này thực lực mạnh hơn ta, như vậy ta ngược lại thật ra phải xem thử xem rồi, nếu như hắn có thể đủ đánh bại ta, như vậy hắn liền có thể trở thành Vân Tiên Tông đệ tử. Nói tỉnh trễ, khi đó thì nhanh, tại vừa dứt lời dưới, hạng dễ dàng liền đối với Diệp Thần Phong động thủ. Này làm cho Tần Sương Sương sắc mặt căng thẳng, người mặc dù biết Diệp Thần Phong có thần niệm cảnh thực lực, thế nhưng tại Vân Tiên Tông nơi này ra tay đánh nhau, chỉ sợ bọn họ nghỉ muốn gia nhập Vân Tiên Tông. Diệp Thần Phong đối mặt hạng dễ dàng đột nhiên công kích, dưới chân hắn bước chân lui về phía sau 5 bước, trên người nhưng vẫn là không có bất kỳ một tia sóng linh khí. Diệp Thần Phong trong lòng kiên trì đã bị làm hao mòn sạch sẽ. Tiếng nói của hắn cũng biến thành lạnh xuống, ta biết các ngươi lão tổ Tả Đức Nguyên, để Tả Đức Nguyên đi ra gặp ta đi. Lời này vừa nói ra, ha ha ha, hạng dễ dàng là cất tiếng cười to, quát lên, tiểu tử, ngươi đùa gì thế? Chỉ ngươi chả nhận thức chúng ta lão tổ, nếu như ngươi biết chúng ta lão tổ, như vậy ngươi còn dùng phải xem tới tham gia nơi này đệ tử chọn lựa. Diệp Thần Phong thanh âm không thấp. Nghiễm ác chàng còn lại ngoại môn trưởng lão cùng đệ tử nội môn đều nghe được. Hạng dễ dàng ra ra hạng đông tên, hắn đứng xa xa nhìn Diệp Thần Phong, quát lên, dám bắt chúng ta lão tổ ở nơi này giả danh lừa bịp, tiểu tử này là chết chưa hết tội rồi, chúng ta không cần nhúng tay. Hạng đông tên cũng không có cảm giác xuất Diệp Thần Phong thực lực, bất quá, Diệp Thần Phong trang phục đủ dế nhũi, lần sau trước tới tham gia đệ tử chọn lựa, Diệp Thần Phong thực lực có thể cao đi nơi nào. Tần Sương Sương là sắc mặt càng thêm lo lắng, người biết Diệp Thần Phong hẳn không phải là một cái nói mạnh miệng người, lẽ nào Diệp Thần Phong thật sự nhận thức Vân Tiên Tông lão tổ. Tần Khả Nhi trong con ngươi xinh đẹp đối Diệp Thần Phong khinh bỉ càng thêm nồng nặc, nàng nói, Sương Sương tỷ, người bạn này rất ưa thích nói mạnh miệng rồi, hắn cho rằng hắn là ai. Đồng dạng ta cũng không thích Vân Tiên Tông cái này cái gọi là đệ tử nội môn. Chúng ta vẫn là không muốn tham gia Vân Tiên Tông đệ tử chọn lựa trước quay về Bắc Vân Thành rồi hãy nói. Lúc trước Diệp Thần Phong đang vì Tả Đức Nguyên hóa giải trong thân thể kịch độc sau, Tả Đức Nguyên đưa cho Diệp Thần Phong một viên Vân Tiên khiến này Vân Tiên khiến chỉ có Vân Tiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão mới có thể nắm giữ. Mà chính lúc Diệp Thần Phong muốn đem Vân Tiên khiến nắm lúc đi ra. Hợp biển cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong hạng dễ dàng, hắn lần nữa động thủ, hơn nữa mỗi một chiêu đều là sát chiêu. Dường như muốn đem Diệp Thần Phong một chiêu chí mạng. Diệp Thần Phong trên người từ đầu đến cuối không có sóng linh khí, hắn khoảng chừng tránh né hạng dễ dàng chiêu thức, trong lòng của hắn nhẫn nại đã vượt qua cực hạn, hắn đã không có ý định lấy ra Vân Tiên khiến đến rồi, nếu hạng dễ dàng muốn chịu chết như vậy Diệp Thần Phong sẽ tác thành hắn. Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa. Diệp Thần Phong thân ảnh đứng vững. Một bên Tần Khả Nhi nhỏ giọng nói, Sương Sương tỷ. Người bằng hữu này là thất bại rồi, hắn có lẽ mới thông linh cảnh thực lực chứ. Hắn tốc độ né tránh ngược lại không tệ. Mà chu vi trước tới tham gia đệ tử chọn lựa người, bọn hắn một cái hóa miệng tám lưỡi. Đây không phải dưới chân núi cái kia dế nhũi sao? Hắn lại dám cùng Vân Tiên Tông đệ tử nội môn đối kháng. Quả thực là không biết sống chết. Này dế nhũi vừa vặn còn nói nhận thức Vân Tiên Tông lão tổ đây. Hắn cho là mình là cái thá gì? Hạng dễ thấy Diệp Thần Phong đứng vững, hắn một lần lại một lần công kích không tới Diệp Thần Phong, trong lòng của hắn đang khó chịu lắm. Hạng dễ dàng hung tàn quát lên, tiểu tử, có bản lĩnh ngươi cũng đừng trốn, ngươi cái này tôm chân mềm, ngươi vẫn tính là nam nhân sao? Trong lúc nói chuyện,
Hạng dễ dàng lần nữa hướng về Diệp Thần Phong đã phát động ra công kích. Lúc này, Hạng dễ thấy Diệp Thần Phong thật không có tránh né, trên mặt hắn là hiện lên một vệt nụ cười, hắn đem trong thân thể linh khí thôi phát đã đến cực hạn, một trường hướng về Diệp Thần Phong ngực vỗ tới rồi, quát lên, tiểu tử, ta liền để ngươi chết đau nhức mau một chút, dám đối với chúng ta Vân Tiên Tông lão tổ vô lễ, đây là ngươi nên được kết cục. Nguyên bản Hạng dễ dàng là không có mượn cớ giết chết Diệp Thần Phong, bây giờ Diệp Thần Phong giả mạo chính mình nhận thức Vân Tiên Tông lão tổ, này chính hợp Hạng dễ dàng tâm ý. Hạng dễ dàng ra Hạng Đông tên, hắn không sao cả nhìn xem tình cảnh này. Tần Khả Nhi nhưng là thở dài nói, Sương Sương tỷ, bằng hữu của ngươi chết chắc rồi. Tần Sương Sương nhưng là trầm mặc không nói, người biết Diệp Thần Phong tuyệt đối sẽ không chết. Chính như Tần Sương Sương dự liệu như vậy, tại Hạng dễ dàng thủ trưởng yếu chạm vào Diệp Thần Phong ngực thời điểm, Diệp Thần Phong tay phải dò ra, hắn cực kỳ nhẹ nhõm liền tóm lấy Hạng dễ dàng cổ tay, mà trên người hắn vẫn không có nửa điểm sóng linh khí. Phải biết Diệp Thần Phong thịt thân cường độ nhưng là có luân hồi cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, lại tăng thêm hắn liếc mắt là đã nhìn ra Hạng dễ dàng nhược điểm, đối phó Hạng dễ dàng loại này rác rưởi, quả thực là bắt vào tay. Hả, nguyên bản ở đây những người khác cho rằng muốn nghe đến Diệp Thần Phong tiếng kêu thảm thiết rồi, mà kết quả bọn hắn lại nhìn thấy Diệp Thần Phong tiện tay đem Hạng dễ dàng cổ tay bắt được, điều này sao có thể? Vừa nãy Hạng dễ dàng một trường kia nhưng là tràn ngập sức mạnh, mà Diệp Thần Phong trên người lại không có một chút nào sóng linh khí. Hạng dễ dàng nụ cười trên mặt đóng lại, hắn nhìn không thấu Diệp Thần Phong rồi, hắn quát lên, người buông ra ta, người lập tức buông ra ta. Hạng dễ dàng cảm giác cổ tay của mình được nghìn cân lực lượng khống chế được, hắn căn bản tránh thoát không được, sắc mặt của hắn nghẹn đến đỏ lên một mảnh. Nơi xa Hạng dễ dàng ra Hạng Đông tên. Hắn cũng cảm thấy không đúng, hắn lập tức đứng ra quát lên, tiểu tử, đừng vội tại Vân Tiên Tông ngang ngược, lập tức buông ra cháu ta. Đần mẹ mày, người lão đầu này mới vừa làm gì? Hiện tại đi ra nhiều lời, lão tử hôm nay khó chịu. Diệp Thần Phong nổi giận mắng, một tiếng, sau đó, Diệp Thần Phong một cước trực tiếp đá vào Hạng dễ dàng ngực, Hạng dễ dàng tâm mạch trong nháy mắt bị chấn đoạn rồi, cả người lập tức tắt thở. Diệp Thần Phong tiện tay đem Hạng dễ dàng thân thể hướng về bên cạnh ném đi. Lúc này, Diệp Thần Phong trên người vẫn không có bất kỳ sóng linh khí, hắn cứ như vậy tùy ý một cước muốn hợp biển cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong Hạng dễ dàng mệnh. Này làm cho ở đây những người khác đều trợn tròn mắt, đặc biệt là Tần Khả Nhi nha đầu này. Hạng dễ dàng ra Hạng Đông tên nhìn thấy cháu của mình được Diệp Thần Phong giết sau đó hắn tại hơi sững sờ sau đó trong lòng của hắn tức giận là hoàn toàn bạo phát ra. Hầu lung bên trong quát khàn cả giọng tiểu rác rưởi, người muốn chết người đây là tại muốn chết. Hạng Đông tên được phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, hắn bóng người bay thẳng đến Diệp Thần Phong lao đi rồi, muốn lập tức giúp cháu của mình Hạng dễ dàng báo thù. Chương 1649, trong nháy mắt vạn biến. Tạo hóa cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong khí thế, từ Hạng Đông tên trên người phóng lên trời. Cháu của mình được Diệp Thần Phong giết. Cái này Đông tên lửa giận trong lòng hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, tại bóng người hướng về Diệp Thần Phong lao đi đồng thời, bàn tay phải của hắn hóa thành móng vuốt, tấn mãnh hướng về Diệp Thần Phong giò ra, Lưu Vân Chảo. Trong không khí trong nháy mắt xuất hiện một con do linh khí ngưng tụ mà thành to lớn móng vuốt, con này to lớn móng vuốt power phi phàm, phảng phất như phải đem bốn phía không khí toàn bộ đều cào nát rồi. Con này to lớn móng vuốt hướng về Diệp Thần Phong cả người tóm tới. Từ Diệp Thần Phong tùy ý một cước đem hợp biển cảnh Hạng dễ dàng đá chết, lại tới Hạng dễ dàng ra Hạng Đông danh chấn tay, tất cả những thứ này đều phát sinh quá đột nhiên, chu vi trước tới tham gia đệ tử chọn lựa người, bọn hắn âm thầm nuốt nước miếng, một mặt nhìn có chút hả hê nhìn xem Diệp Thần Phong. Tạo hóa cảnh cao thủ, liền tạo hóa cảnh cao thủ đều tự mình ra tay rồi, này dế nhúi biết mình đang làm gì sao? Hắn lại dám tại Vân Tiên Tông giết người. Này dế nhũi nếu có thể từ tạo hóa cảnh trong tay cường giả sống sót, ta lập tức đem đầu của mình cắt đi làm cầu để đá. Tần Sương Sương nghe chung quanh tiếng bàn luận, lúc này, sắc mặt của nàng cũng biến thành khó coi, người muốn đi ngăn ở Diệp Thần Phong trước người, thế nhưng lấy tốc độ của nàng đây căn bản không còn kịp rồi, người cũng không cho là Diệp Thần Phong có thể đỡ tạo hóa cảnh cường giả một đòn, dù sao chia tay lần trước, Diệp Thần Phong thực lực mới thần niệm cảnh nhất trọng thiên mà thôi. Tần Sương Sương em họ Tần Khả,
người tại phục hồi tinh thần lại sau đó trong lòng nàng đối Diệp Thần Phong xem thường toàn bộ biến mất rồi, nàng nói, Sương Sương tỷ, người bạn này là cái nam nhân chân chính, đáng tiếc hắn căn bản không ngăn được tạo hóa cảnh cường giả công kích. Tại Tần Khả Nhi trong khi nói chuyện, to lớn móng vuốt đã tới gần Diệp Thần Phong rồi, cách đó không xa Hạng Đông tên, sắc mặt hắn dữ tợn cực kỳ, trong miệng lớn tiếng quát lên, tiểu tử, người đi chết đi cho ta. Cả người ẩm ướt cộc cộc Diệp Thần Phong, hắn đem sau lưng dỉ xét loang lổ Thanh Vân kiếm rút ra, tình cảnh này tại trong mắt người khác có một ít buồn cười, dù sao Thanh Vân kiếm vẻ ngoài quá giống đồng nát sắt vụn rồi. Diệp Thần Phong cũng không lại thu lại khí thế, trước đó hắn thu lại khí thế, chỉ là vì tiết kiệm trong cơ thể linh khí, dù sao hắn vẫn không có hoàn toàn thích ứng Thanh Vân kiếm. Diệp Thần Phong trong cơ thể tạo hóa cảnh nhất trọng thiên trung kỳ thật khí thế cũng tản ra đi ra. Này làm cho chu vi trước tới tham gia đệ tử chọn lựa người là trong nháy mắt lâm vào trong khiếp sợ, bọn hắn những này tới tham gia đệ tử chọn lựa, không có một cái thực lực đến thần niệm cảnh, thực lực của bọn họ đều tại thần niệm cảnh dưới, ở trong mắt bọn họ tạo hóa cảnh người đã là tuyệt thế cao thủ rồi. Những người này tuyệt đối không ngờ rằng trong miệng mình dế nhúi. Dĩ nhiên sẽ là tạo hóa cảnh cường giả, này để trong lòng bọn họ triệt để không thăng bằng, chẳng có gì ghê gớm. Chỉ là tạo hóa cảnh nhất trọng thiên trung kỳ mà thôi, động thủ Vân Tiên Tông trưởng lão nhưng là có tạo hóa cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong thực lực. Đúng, tiểu tử này cũng không nhìn một chút Vân Tiên Tông là địa phương nào. Đây là hắn có thể ngang ngược địa phương sao? Tần Sương Sương hoàn toàn không để ý đến chu vi những người khác ước ao ghen tị thanh âm rồi, người trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy khó mà tin nổi, Diệp Thần Phong dĩ nhiên, thậm chí có tạo hóa cảnh thực lực. Nhưng sau khi khiếp sợ, Tần Sương Sương lập tức lại lâm vào lo lắng bên trong, bởi vì Diệp Thần Phong thực lực vẫn không có Hạng Đông tên cao. Tần Khả hơi nhỏ miệng đã sớm kinh ngạc hợp bất long chủy. Nàng nói, Sương Sương tỷ, người bằng hữu này dĩ nhiên là tạo hóa cảnh cao thủ. Hắn đánh như thế nào giả trang một bộ dế nhũi dạng. Sương Sương tỷ, chúng ta phải làm gì? Chúng ta không thể mắt thấy bằng hữu của ngươi chết ở Vân Tiên Tông A Hát. Tại Diệp Thần Phong thật khí thế tản mát ra sau, Tần Khả Nhi biết Diệp Thần Phong tối thiểu có thể tại Hạng Đông tên trong tay sống qua mấy chiêu rồi. Cách đó không xa Hạng Đông tên tại cảm giác được Diệp Thần Phong thực lực sau, hắn chỉ là hơi chút sửng sốt một chút, quát lên, tiểu rác rưởi, lẽ nào ngươi phách lối tư bản sẽ là của ngươi chút thực lực này sao? Đừng nói giỡn, tới đất đi xuống theo ta Tôn Nhi đi. Lưu Vân Trảo. Tại cự móng vuốt lớn hầu như chà chạm vào Diệp Thần Phong thời điểm, Hạng Đông tên lần nữa thi triển ra chiến kỹ Lưu Vân Trảo. Trong không khí lần thứ hai ngưng tụ ra một cái cự đại móng vuốt, này cái thứ hai to lớn móng vuốt nhưng vẫn là hướng về Diệp Thần Phong chộp tới rồi. Mà giờ khắc này, Diệp Thần Phong cả người khí chất giống như một thanh sắc bén bảo kiếm. Diệp Thần Phong trong tay dỉ xét loang lổ Thanh Vân kiếm. Từ đó để lộ ra nhất cổ kiếm khí sắc bén. Trong cơ thể linh khí thôi phát đã đến cực hạn. Thanh Vân kiếm vung ra, cái thứ nhất to lớn móng vuốt trong nháy mắt ở trong không khí tán loạn rồi. Tại cái thứ nhất móng vuốt được Thanh Vân kiếm thượng kiếm khí bén nhọn tiêu diệt thời điểm, từ Thanh Vân kiếm bên trong bắn ra nhất cổ càng thêm kiếm khí bén nhọn, này nguồn kiếm khí vô cùng sắc bén, phảng phất có thể mang thương khung đều cắt ra bình thường. Vô phong cũng có phong. Từ Thanh Vân kiếm bên trong lướt ra ngoài một đạo kiếm khí. Một đạo cực kỳ nhanh kiếm khí. Kiếm khí này vừa ra, người chung quanh thân thể run run một cái, tuy rằng bọn hắn không có đối mặt tia kiếm khí này, nhưng là bọn hắn vẫn cứ có thể cảm giác được kiếm sắc bén mang. Cảnh giới tiểu thành vô phong cũng có phong, đã muốn so cảnh giới đại thành nhất kiếm phá thiên giới mạnh hơn rất nhiều, dù sao đây là trọng kiếm vô phong đệ nhị thức. Cực kỳ nhanh kiếm khí trong nháy mắt đem cái thứ hai to lớn móng vuốt cũng phá hủy. Thế nhưng, kiếm khí không có tiêu tan, hướng về Hạng Đông tên hông của giữa nhanh chóng lao đi. Hạng Đông tên lúc này cuối cùng cũng coi như biết Diệp Thần Phong không đơn giản, nhưng hắn căn bản vô pháp tránh thoát này một đạo kiếm khí rồi, bên trong thân thể của hắn linh khí trong nháy mắt tràn ra, tại quanh thân tạo thành một tầng linh khí bảo vệ, trong miệng khàn cả giọng hô, đại ca, nhanh tới cứu ta. Hạng Đông tên thanh âm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Ba. Một tiếng. Kiếm khí thuận lợi phá vỡ linh khí bảo vệ. Bạch. Một tiếng, Hạng Đông tên hông của giữa xuất hiện một đạo tỉ mỉ vết máu. Sát theo đó, từ nơi này đạo huyết ngấn bên trong tản ra cực kỳ kiếm khí bén nhọn.
ầm, 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 ầm. Vết máu trong nháy mắt mở rộng, Hạng Đông tên thân thể lập tức bạo liệt ra, ở trong không khí tạo thành một đoàn lại một đoàn xương máu. Cuối cùng Hạng Đông tên chỉ còn dư lại một cái đầu lẻ loi nằm ở trên mặt đất, con mắt trợn lên dường như đèn lồng. Chu Vi trước tới tham gia đệ tử chọn lựa người, bọn hắn sợ đến trái tim đều phải đình chỉ, bọn hắn trong miệng dế nhũi dĩ nhiên vượt cấp miểu sát Vân Tiên Tông ngoại môn trưởng lão. Tần Sương Sương cùng Tần Khả Nhi đôi tỉ muội này cũng là khiếp sợ không thể nói rồi. Mà chính lúc này, từ nơi không xa trong đại điện lướt ra ngoài hai bóng người, này hai bóng người đều là lão đầu. Trong đó một cái tạo hóa cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong lão đầu. Hắn chính là Hạng Đông tên ca ca Hạng Đông Ý, đồng dạng hắn cũng là Vân Tiên Tông nội môn trưởng lão, tại tất cả nội môn trưởng lão bên trong ngược lại là cũng có một chút địa vị. Một cái khác tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ lão đầu, hắn cũng là Vân Tiên Tông nội môn trưởng lão, tên của hắn gọi là Chu Phong Nam. Vừa vặn Hạng Đông Ý cùng Chu Phong Nam vừa lúc ở bên trong đại điện. Hai người bọn họ rõ ràng nghe được Hạng Đông tên tiếng kêu gào. Lúc trước Diệp Thần Phong giúp Vân Tiên Tông lão tổ Tả Đức Nguyên hóa giải kịch độc trong cơ thể lúc ấy có mấy danh Vân Tiên Tông trưởng lão cũng đang, Diệp Thần Phong liếc mắt một cái liền nhận ra Chu Phong Nam, tuy rằng hắn cũng không biết Chu Phong Nam danh tự, tuần này Phong Nam lúc trước cũng là theo chân Tả Đức Nguyên cùng đi hướng về Lạc Nhật Đảo. Hạng Đông Ý lúc trước vừa vặn chưa cùng theo Tả Đức Nguyên cùng đi hướng về Lạc Nhật Đảo, cho nên hắn nhưng cũng không quen biết Diệp Thần Phong. Đang nhìn đến Chu Phong Nam sau, Diệp Thần Phong điều chỉnh một cái lửa giận trong lòng. Mà Tần Sương Sương cùng Tần Khả Nhi cũng đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, Tần Sương Sương nói ra, Diệp Thần Phong, bất kể như thế nào, ta cũng sẽ cùng ngươi đứng chung một chỗ. Tần Khả Nhi cũng nói, tuy rằng ta không phải làm thích ngươi, nhưng ngươi vẫn tính là một người đàn ông, hôm nay bản cô nương cho dù cùng ngươi cùng chết rồi. Diệp Thần Phong thuận miệng cười nói, yên tâm. Chúng ta tuyệt đối không có việc gì. Tần Khả Nhi là gương mặt không tin, Tần Sương Sương cũng là giữ yên lặng. Làm Hạng Đông Ý cùng Chu Phong Nam đến hiện trường sau đó Hạng Đông Ý xem đến mặt đất thượng đệ đệ mình Hạng Đông tên đầu lâu cùng Hạng dễ dàng thi thể lúc, hắn lập tức chợt quát lên, nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Một tên đệ tử nội môn lập tức chỉ hướng Diệp Thần Phong, hắn không có giải thích quá nhiều, chỉ là nói ra Diệp Thần Phong chính là hung thủ. Bởi Diệp Thần Phong là nghiêng người, cho nên Chu Phong Nam cũng không hề trước tiên nhận ra Diệp Thần Phong đến, dưới cái nhìn của hắn có người dám ở Vân Tiên Tông giết người, chuyện này quả thật là quá cản rỡ. Mà Hạng Đông Ý khi biết hung thủ sau, trong cơ thể hắn khí thế trong nháy mắt để được đưa lên. Chu Vi tới tham gia đệ tử chọn lựa người, bọn hắn tại cảm giác được Hạng Đông Ý có tạo hóa cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong thực lực sau, lúc này, bọn họ là 100% triệt để khẳng định. Diệp Thần Phong chắc chắn phải chết rồi. Tại Hạng Đông Ý động thủ trong nháy mắt, Diệp Thần Phong cũng vừa hay xoay người lại. Chu Phong Nam đang nhìn đến Diệp Thần Phong dáng dấp lúc, hắn hơi sững sờ. Thân thể đột nhiên một cái run rẩy, hắn đối Diệp Thần Phong nhưng là ký ức chưa phai. Diệp Thần Phong chính là Vân Tiên trưởng thượng tổ Tả Đức Nguyên ân nhân cứu mạng A Hát. Đồng dạng chả là một gã ngũ phẩm luyện khí sư đây. Ban đầu ở lái về Lạc Nhật Đảo trên thuyền, Diệp Thần Phong còn giúp Tả Đức Nguyên tu bổ một cái linh khí bên trong linh trận đồ. Mắt nhìn cả người khí thế hung hăng Hạng Đông Ý vừa ra tay liền không có một chút nào hạ thủ lưu tình, đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh Tần Sương Sương cùng Tần Khả Nhi tại cảm giác được đối phương khí thế sau, hai người bọn họ sắc mặt trong nháy mắt trắng xanh một mảnh. Mà tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ Chu Phong Nam, hắn cũng lập tức từ ngây người bên trong tỉnh táo lại, hắn không chú ý cùng nhau đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Bóng người nhanh chóng truy cản kịp Hạng Đông Ý. Nhưng ở những người khác xem ra, bọn hắn còn tưởng rằng Chu Phong Nam cũng là động thủ đối phó Diệp Thần Phong, lại có một tên tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ cường giả động thủ, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong là không muốn chết cũng phải chết rồi. Chu Vi những này tới tham gia đệ tử chọn lựa người, bọn hắn nguyên bản đều cho rằng Diệp Thần Phong là dế nhũi, nhưng Diệp Thần Phong biểu xuất thực lực cường hãn. Trong lòng bọn họ đương nhiên hy vọng Diệp Thần Phong được một trưởng vỗ chết rồi. Tần Sương Sương cùng Tần Khả Nhi nhìn thấy lại có một tên cường hãn hơn tạo hóa cảnh cường giả động thủ, hai người bọn họ phải không lại ôm có bất kỳ hy vọng gì. Tần Khả Nhi đối với Diệp Thần Phong mở miệng nói, ta là vì ngươi mà chết, đời sau ngươi cần phải vì ta làm trâu làm ngựa. Diệp Thần Phong nhìn thấy Chu Phong Nam chạy tới,
hắn là hoàn toàn buông lỏng, ta đã nói rồi, chúng ta đều không có việc gì. Tần Khả Nhi một mặt tuyệt vọng nói ra, đến lúc này, ngươi cũng đừng có lại xính cường rồi. Thế nhưng, Tần Khả Nhi vừa dứt lời, Chu Phong Nam cùng Hạng Đông Ý sánh vai cùng nhau rồi, nhưng Chu Phong Nam động tác kế tiếp, ngoại trừ Diệp Thần Phong bên ngoài, này làm cho ở đây những người còn lại đều trợn tròn mắt. Chỉ thấy Chu Phong Nam một chưởng trực tiếp vỗ vào Hạng Đông Ý trên bờ vai, Hạng Đông Ý thân thể giống như một chỉ như diều đứt dây, hướng về bên phải bay ngược ra ngoài. Chu Phong Nam tại đem Hạng Đông Ý không chút lưu tình đánh bay sau đó hắn cực kỳ chăm chú chỉnh lý lại một chút quần áo, những người khác đều đối Chu Phong Nam cử động nghĩ mãi mà không ra. Mà Chu Phong Nam hoàn toàn không để ý đến người chung quanh ánh mắt, hắn cực kỳ cung kính từng bước hướng về Diệp Thần Phong đi tới, khom người một cái, hô, lão tổ tông, để ngài chịu ủy khuất. Lời này vừa nói ra, ở đây những người còn lại, bao quát đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh Tần Sương Sương cùng Tần Khả Nhi đôi tỉ muội này, bọn hắn toàn bộ trong nháy mắt mắt choáng váng, trong đầu tư duy là không xoay chuyển được đến rồi. Đường đường Vân Tiên Tông tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ nội môn trưởng lão, dĩ nhiên một mực cung kính xưng hô Diệp Thần Phong vì lão tổ tông. Đây là cái gì tình huống? Này tình thế cũng quá thay đổi trong nháy mắt đi nha. Chương 1650, lửa giận, thủ đoạn. Vân Tiên Tông trên quảng trường yên tĩnh, được Chu Phong Nam một trưởng đánh bay đi ra Hạng Đông Ý, hắn sắc mặt tái nhợt ngã xuống trên mặt đất, bên trong thân thể của hắn là một trận huyết khí dâng lên, chân mày nhíu thật chặt, trong đầu hắn suy nghĩ cũng đường ngắn, tại sững sờ chỉ chốc lát sau, Hạng Đông Ý lập tức từ trên mặt đất đứng lên. Cái này Đông Ý hoàn toàn cho rằng Chu Phong Nam là điên rồi, dĩ nhiên xưng hô một tiểu tử chưa ráo máu đầu vì lão tổ tông. Hắn nhìn trên mặt đất Hạng Đông tên đầu lâu cùng Hạng dễ dàng thi thể, bộ ngực hắn lửa giận dường như muốn nổ tung ra rồi, liên quan với Diệp Thần Phong sự tình, Vân Tiên Tông lão tổ Tả Đức Nguyên là hạ lệnh bảo mật, cho nên chứ lúc trước cùng Tả Đức Nguyên cùng đi hướng về Lạc Nhật đảo người biết Diệp Thần Phong bên ngoài, Vân Tiên Tông hắn dư trưởng lão đều là không biết Diệp Thần Phong nhân vật này. Hạng Đông Ý thực lực không có Chu Phong Nam mạnh, hắn nhẫn nhịn bên trong thân thể huyết khí dâng lên. Hắn tức giận quát lên, Chu Phong Nam, người này rốt cuộc là ý gì? Người dĩ nhiên xưng hô cái này hung thủ giết người vì lão tổ tông. Chu Phong Nam hoàn toàn không để ý đến Hạng Đông Ý ý tứ, hắn một mực cung kính đứng ở Diệp Thần Phong trước mặt, chờ đợi lắng nghe Diệp Thần Phong giáo huấn. Ở đây ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung vào Diệp Thần Phong cùng Chu Phong Nam trên người, Diệp Thần Phong tùy ý vỗ vỗ Chu Phong Nam vai, nói ra ta nhận ra ngươi. Lần trước ngươi cũng cùng đi Tả lão ca cùng đi hướng về Lạc Nhật đảo. Chu Phong Nam nghe được Diệp Thần Phong trả nhận ra hắn, hắn lập tức kích động sắc mặt đỏ lên, lần trước cùng đi Tả Đức Nguyên cùng đi hướng về Lạc Nhật đảo số tên trưởng lão, trong lòng bọn họ nhưng là thật tâm thật ý coi Diệp Thần Phong là làm lão tổ tông. Vừa đến Diệp Thần Phong giúp Tả Đức Nguyên hóa giải kịch độc trong cơ thể, phải biết Tả Đức Nguyên chính là Vân Tiên Tông chỗ căn cơ, thứ hai Diệp Thần Phong chả là một gã cấp bậc không thấp luyện khí sư. Luyện khí sư trên đất huyền giới địa vị luôn luôn phi thường cao. Hả, Chu Vi trước tới tham gia đệ tử chọn lựa người, còn có những đệ tử nội môn kia cùng ngoại môn trưởng lão. Bọn hắn nhìn xem Diệp Thần Phong tùy ý vỗ Chu Phong Nam vai, mà Chu Phong Nam trả một mặt kích động dáng dấp, bọn hắn từng cái suýt chút nữa kinh sợ đến mức từng đứt đoạn khí đi. Về phần đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh Tần Sương Sương cùng Tần Khả, hai người bọn họ là ngơ ngác nhìn Diệp Thần Phong. Trong đầu sớm đã là một mảnh trống không rồi. Hạng Đông Ý kiến Chu Phong Nam hoàn toàn không để ý đến ý của hắn. Hắn đã sớm là bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, hắn lần nữa quát lên, Chu Phong Nam, người đang giở trò quỷ gì? Đệ đệ ta cùng đệ đệ ta cháu trai bị giết rồi, đừng tưởng rằng ngươi có thể bảo vệ này tiểu rác rưởi, ta ngược lại thật ra muốn cho tông chủ đến phân xử thử rồi. Chu Phong Nam nghe được Hạng Đông Ý nhục mạ Diệp Thần Phong vì tiểu rác rưởi. Hắn nhìn hướng Hạng Đông Ý. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên âm trầm, phẫn nộ quát, Hạng Đông Ý, ngươi lập tức tới đây cho ta cho lão tổ tông quỳ xuống xin lỗi. Lão tổ tông, trước mặt cái này tiểu rác rưởi là Vân Tiên Tông lão tổ tông. Này đùa gì thế, nhưng chính lúc Hạng Đông Ý yếu khinh thường cất tiếng cười to lúc. Từ nơi không xa trong đại điện lại có mấy đạo bóng người đang nhanh chóng hướng về bên này xẹt qua đến. Hạng Đông Ý nhìn thấy đến hiện trường trưởng lão sau, hắn lập tức nói ra, Ngô trưởng lão, Tiền trưởng lão, Hồ trưởng lão,
Chu trưởng lão, Triệu trưởng lão, các ngươi tới cho ta phân xử thử. Hạng Đông Ý lời còn chưa nói hết, trong đó vừa vặn đến nơi này số tên trưởng lão, ánh mắt của bọn họ trước tiên tập trung vào Diệp Thần Phong trên người, số này tên trưởng lão bên trong có một phần lớn khi sơ cùng đi Tả Đức Nguyên đi hướng Lạc Nhật Đảo. Những trưởng lão này tại nhận ra thân phận của Diệp Thần Phong sau, thân thể của bọn họ không khỏi một cái run rẩy, bọn hắn trực tiếp không để ý đến một bên nói nhảm Hạng Đông Ý, không hẹn mà cùng chỉnh lý lại một chút quần áo, từng cái ngươi tranh giành ta cướp hướng về Diệp Thần Phong đi tới. Lại đi đến Diệp Thần Phong trước mặt sau, những này trưởng lão toàn bộ một mực cung kính khom lưng. Dồn dập hô, Lão Tổ Tông, Lão Tổ Tông. Những danh xưng này Diệp Thần Phong vì Lão Tổ Tông đều là Vân Tiên Tông nội môn trưởng lão, thực lực toàn bộ tại tạo hóa cảnh tầng thứ. Những này lão đầu nhi tại Vân Tiên trong tông có tuyệt đối quyền lợi, bây giờ những này lão đầu nhi dĩ nhiên toàn bộ tại một người trẻ tuổi trước mặt một mực cung kính. Hơn nữa còn luôn miệng xưng hô đối phương vì Lão Tổ Tông. Chu vi những kia tới tham gia đệ tử chọn lựa người. Trong đó vừa vặn lần nữa cười nhạo Diệp Thần Phong là dế nhũi người, bọn hắn tại thấy cảnh này sau, trái tim của bọn họ bỗng nhiên bị dọa đến đình chỉ, từng cái trực tiếp bất tỉnh ngã xuống trên mặt đất. Thế giới này quả thực quá điên cuồng, này dế nhũi dĩ nhiên là Liên Vân Tiên Tông nội môn trưởng lão cũng phải gọi là Lão Tổ Tông nhân vật. Tần Sương Sương cùng Tần Khả Nhi này hai tỷ muội, các nàng nhìn đứng ở Diệp Thần Phong trước mặt một mực cung kính, từng cái tạo hóa cảnh Vân Tiên Tông trưởng lão. Hai người bọn họ có một loại cảm giác nằm mộng, chuyện gì xảy ra, hôm nay không phải đệ tử chọn lựa sao, nhìn dáng dấp nơi này ngược lại là thật náo nhiệt ma. Một tên thanh niên nghênh ngang đi tới, chu vi tỉnh hồn lại đệ tử, bọn hắn từng cái xưng hô tên thanh niên này vì thiếu chủ. Tên thanh niên này chính là Vân Tiên Tông thiếu chủ Tả Phi Bạch rồi. Tại Tả Phi Bạch xuất hiện sau đó người chung quanh tạm thời đưa mắt tập trung đến Tả Phi Bạch trên người. Nghe được Vân Tiên Tông đệ tử đối Tả Phi Bạch xưng hô, ở đây những người còn lại cũng biết Tả Phi Bạch chính là Vân Tiên Tông thiếu chủ rồi. Mà khi người ở chỗ này vẫn còn đang suy tư Vân Tiên Tông thiếu chủ xuất hiện, hiện trường thế cuộc sẽ có hay không có thay đổi thời điểm. Chỉ thấy nguyên bản mãn bất kinh tâm Tả Phi Bạch, hắn kích động suýt chút nữa đại gọi ra, hắn nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong vào tới, hô, Lão Tổ Tông, ngài đến Vân Tiên Tông làm khách nữa à? Phi Bạch nhất định hảo hảo chiêu đãi Lão Tổ Tông ngài lần này nhất định phải tại Vân Tiên Tông nhiều ở mấy ngày a hát. Từ khi Âm Minh Tông thượng đánh một trận xong, Tả Phi Bạch đối Diệp Thần Phong là sùng bái đến tận xương tủy rồi, e sợ trên thế giới này Diệp Thần Phong chính là Tả Phi Bạch duy nhất sùng bái một người. Trong khi nói chuyện, Tả Phi Bạch lập tức dùng đưa tin dùng ngọc bài thông chi Lão Tổ Tả Đức Nguyên. Mà một bên còn chuẩn bị đối phó Diệp Thần Phong Hạng Đông Ý, hắn sớm đã là dọa mắt choáng váng, bất quá, trong con ngươi của hắn không ngừng lập lòe vẻ âm tàn. Tại Tả Phi Bạch dùng đưa tin ngọc bài vừa vặn thông báo Tả Đức Nguyên không bao lâu. Nhất cổ niết bàn cảnh thật khí thế liền bao phủ ở toàn bộ trên quảng trường, toàn thân áo trắng Tả Đức Nguyên trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Thần Phong bên cạnh, hắn ôm Diệp Thần Phong vai, cười nói, Diệp lão đệ, người cuối cùng cũng coi như đến của ta Vân Tiên Tông làm khách nữa à. Tả Đức Nguyên trên mặt là tràn đầy chân thành vui sướng. Ở đây Vân Tiên Tông người, bọn hắn đương nhiên biết Tả Đức Nguyên chính là Vân Tiên Tông lão tổ rồi, mà những kia tới tham gia đệ tử chọn lựa người, còn có Tần Sương Sương cùng Tần Khả, bọn hắn cảm thụ Tả Đức Nguyên trên người, để cho bọn họ không thở nổi khí tức, bọn hắn tự nhiên cũng đoán được Tả Đức Nguyên chính là Vân Tiên Tông lão tổ, chân chính niết bàn cảnh cường giả. Tần Sương Sương cùng Tần Khả Nhi nhìn thấy Tả Đức Nguyên cùng Diệp Thần Phong như thế tùy ý, rất rõ ràng Tả Đức Nguyên cùng Diệp Thần Phong trong lúc đó là ngang hàng tương giao. Nguyên lai Diệp Thần Phong thật sự nhận thức Vân Tiên Tông lão tổ. Hơn nữa quan hệ trả giỏi như vậy, Tần Sương Sương càng ngày càng nhìn không thấu Diệp Thần Phong rồi. Mà Tần Khả Nhi nhưng là càng thêm nhìn không thấu Diệp Thần Phong rồi. Diệp Thần Phong cũng cười nói, Tả lão ca, đã lâu không gặp. Rất nhanh, Tả Đức Nguyên liền xem đến mặt đất thượng Hạng Đông tên đầu lâu cùng Hạng Dễ Dàng thi thể, hắn lại chú ý tới cả người run cầm cập Hạng Đông Ý. Hắn hở hững mà hỏi, nơi này là chuyện gì xảy ra? Tả Đức Nguyên đoán đến nơi này vừa vặn nhất định là chuyện phát sinh rồi, hơn nữa còn có khả năng cùng hắn lão đệ Diệp Thần Phong có quan hệ, này làm cho trong lòng của hắn có phần không thoải mái. Nơi này chính là địa bàn của hắn, yếu là của hắn lão đệ ở nơi này bị thua thiệt,
hắn cái này lão ca còn mặt mũi nào mặt. Cuối cùng, một tên ngoại môn trưởng lão chiến chiến nguy nguy đi ra, đem sự tình từng chút nói ra, không có một chút nào thêm mắm dặm muối, từ hạng đổi chủ động đối Diệp Thần Phong hạ sát thủ, Diệp Thần Phong lần lượt nhượng bộ, lại tới Diệp Thần Phong không thể nhịn được nữa động thủ, sau đó thậm chí ngay cả hạng dễ dàng ra ra hạng đông tên cũng động thủ, tại hạng đông tên bị giết chết sau, hạng đông tên ca ca hạng đông ý lại động thủ. Nghe xong chỉnh kiện đầu đuôi sự tình sau, Tả Đức Nguyên trong lòng lửa giận là hoàn toàn trưng vọt lên, hắn biết Diệp Thần Phong ngay từ đầu nhường nhịn, nhất định là xem ở hắn cái này lão ca trên mặt mũi, này làm cho Tả Đức Nguyên trong lòng là càng thêm tội lỗi, hắn lão đệ Diệp Thần Phong khó được đi tới Vân Tiên Tông, dĩ nhiên cũng làm gặp chuyện như vậy. Tả Đức Nguyên liếc mắt nhìn hạng đồng ý, hắn lạnh lẽo nói ra, hạng đồng ý, từ hôm nay trở đi ngươi không ở là chúng ta Vân Tiên Tông trưởng lão rồi, ngươi rời đi đi. Tả Đức Nguyên sau đó rồi hướng Diệp Thần Phong, nói ra, lão đệ, ngươi có thể hay không nhìn tại lão ca trên mặt mũi. Diệp Thần Phong trực tiếp đã cắt đứt Tả Đức Nguyên lời nói ra, lão ca, nơi này hết thảy đều do ngươi làm chủ. Cách đó không xa hạng đồng ý, hắn thất hồn lạc phách muốn rời khỏi Vân Tiên Tông, trong lòng của hắn đối Diệp Thần Phong hận a hát. Hận không thể đem Diệp Thần Phong thiên đao vạn quả, hắn trong con ngươi tràn ngập sát ý nhìn sang Diệp Thần Phong. Tả Đức Nguyên đem hành động này xem ở trong mắt, được tạm thời áp chế lại phẫn nộ, lại một lần nữa trưng vọt lên, nguyên bản hắn còn muốn thả hạng đồng ý một lần, nhưng này hạng đồng ý ngàn vạn lần không nên tại lúc rời đi, lại vẫn đối Diệp Thần Phong biểu hiện ra sát ý. Tả Đức Nguyên trên người niết bàn cảnh khí thế hiển lộ, hư không vỗ ra một trường. Một trường này trực tiếp khắc ở hạng đồng ý ngực của hắn trong nháy mắt nổ tung, trái tim cũng lập tức trở nên chia năm xẻ bảy rồi. Cả người lập tức đi gặp Diêm Vương ra rồi. Tả Đức Nguyên nhìn về phía Diệp Thần Phong lúc, trên mặt lần thứ hai lộ ra nụ cười, nói ra, Diệp lão đệ, nguyên bản ta nghĩ tha hắn một lần, dù sao hắn chính là Vân Tiên Tông nội môn trưởng lão, bất quá, hắn lại vẫn đối lão đệ ngươi động sát ý, già như vậy ca ta liền tuyệt đối không để hắn lại được nữa. Diệp Thần Phong đối mặt Tả Đức Nguyên đích thực chí, trong lòng của hắn cũng là ấm áp. Tả Đức Nguyên dù sao cũng là Vân Tiên Tông lão tổ, chính hắn cũng là có một ít thủ đoạn tàn nhẫn, giết người lên đến căn bản sẽ không nháy một cái con mắt, huống chi hạng đồng ý hoàn toàn xúc phạm đã đến ranh giới cuối cùng của hắn, Diệp Thần Phong chính là ân nhân cứu mạng của hắn, trong lòng của hắn là chân tâm thật ý coi Diệp Thần Phong là làm lão đệ tới đối xử. Cái này đồng ý là mình đem mình đẩy hướng Diêm Vương Điện. Chương 1651, Cực Phẩm Linh Căn. Vân Tiên Tông trên quảng trường tình thế là biến đổi liên tục, hầu như nghiêng về một phía khuynh hướng Diệp Thần Phong bên này. Giữa bầu trời nóng hừng hực thái dương thiêu nướng đại địa. Trên quảng trường những kia trước tới tham gia đệ tử chọn lựa người, có phần vừa vặn bị sợ hôn mê bất tỉnh người, bọn hắn lại khôi phục tỉnh táo, nhưng trên người bọn hắn là không ngừng bốc lên mồ hôi lạnh đến, cho dù đỉnh đầu có nóng bỏng thái dương, bọn hắn cũng không cảm giác được bất kỳ một tia ấm áp. Bọn hắn vừa vặn nhưng là luôn mồm luôn miệng xưng hô Diệp Thần Phong vì dế nhũi, bọn hắn chỉ lo Diệp Thần Phong đối với bọn họ động thủ. Mà Diệp Thần Phong đã sớm đem Thanh Vân Kiếm thả lại sau lưng, hắn mới lười cùng những người này chấp nhặt, hắn đã chú định không phải là cùng những người này cùng một cấp độ, chỉ cần không xúc phạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, hắn vẫn là có thể tha thứ những này vô tri người. Vân Tiên Tông lão tổ Tả Đức Nguyên. Hắn mở miệng nói ra, chúng ta Vân Tiên Tông đệ tử chọn lựa chậm lại 3 ngày, những kia còn chưa kịp khảo nghiệm người, mời sau 3 ngày, trở lại Vân Tiên Tông tiếp thu kiểm tra. Tả Đức Nguyên bây giờ là không thể chờ đợi được nữa muốn cùng Diệp Thần Phong ôn chuyện rồi. Chu Vi trước tới tham gia lần chọn lựa này người, bọn hắn nghe được Tả Đức Nguyên lời nói sau, bọn hắn thấy Diệp Thần Phong không có làm khó bọn hắn sau, trong lòng bọn họ như được đại xá, từng cái rời đi Vân Tiên Tông trước. Bọn hắn đều sâu đậm hướng về Diệp Thần Phong biểu thị ra áy náy. Tần Sương Sương cùng Tần Khả Nhi đôi tỷ muội này, các nàng tuyệt đối không nghĩ có nghĩ đến sẽ là kết cục này, trước mắt Vân Tiên Tông đệ tử chọn lựa chậm trễ, hai người bọn họ mạn bất kinh tâm cũng muốn rời khỏi Vân Tiên Tông. Thế nhưng, Diệp Thần Phong lại lên tiếng, Tần Sương Sương, hai người các ngươi chờ một chút. Tiếp lấy, Diệp Thần Phong rồi hướng Tả Đức Nguyên, nói ra, Tả lão ca. Hai vị này là bằng hữu của ta. Bọn hắn muốn gia nhập ngươi Vân Tiên Tông, không biết Tả lão ca có thể hay không tạo thuận lợi.
Tả Đức Nguyên khoát tay áo một cái, cười nói, lão đệ, người đây không phải tại đánh mặt của ta ma. Giữa chúng ta cần gì khách khí như thế, như vậy đi. Người hai vị này bằng hữu, từ hôm nay trở đi chính là chúng ta Vân Tiên Tông đệ tử hạch tâm rồi, người xem coi thế nào. Nguyên bản trong đầu suy nghĩ vẫn không có triệt để phục hồi tinh thần lại, muốn rời khỏi Vân Tiên Tông Tần Sương Sương cùng Tần Khả, hai người bọn họ nghe được chỉ vì Diệp Thần Phong một câu nói, hai người bọn họ dĩ nhiên cũng làm trở thành Vân Tiên Tông đệ tử hạch tâm. Hai người bọn họ miệng vi vi mở ra, có loại dường như cảm giác nằm mộng. Phải biết đệ tử hạch tâm so với ngoại môn trưởng lão thân phận cũng cao hơn, lần sau Vân Tiên Tông nhưng là tam phẩm tông môn. Nếu như có thể trở thành Vân Tiên trong tông đệ tử hạch tâm, này muốn so Tần gia thân phận của gia chủ không biết cao hơn bao nhiêu lần đây. Dù sao Bắc Vân Thành Tần gia cũng chỉ là một cái gia tộc nhỏ mà thôi. Tần Khả Nhi tiểu nha đầu này là khuôn mặt hưng phấn, mà Tần Sương Sương tại phục hồi tinh thần lại sau. Người lại quật cường nói ra, Diệp Thần Phong, ta không muốn dựa vào quan hệ của ngươi gia nhập Vân Tiên Tông, ta muốn đường đường chính chính gia nhập Vân Tiên Tông. Tần Sương Sương cố lấy dũng khí, người cắn chặt môi, người cảm giác mình cùng Diệp Thần Phong ở giữa khoảng cách càng ngày càng xa, trong lòng nàng có một tia không cam lòng. Tần Khả Nhi thấy tỷ tỷ mình kiên quyết như thế, người cũng thu hồi hưng phấn, nói ra, đúng. Ta cũng yếu đường đường chính chính gia nhập Vân Tiên Tông. Tả Đức Nguyên ngược lại là cảm thấy Tần Sương Sương cùng Tần Khả Nhi có chút thú vị, hắn cười nói, được, đã như vậy. Hiện tại trước tới tham gia đệ tử chọn lựa người đều rời khỏi, chỉ còn dư lại hai người các ngươi rồi, như vậy các ngươi hiện tại liền thử một chút của mình linh căn đi. Các ngươi đưa tay đặt tại Trác Linh Bia thượng, nhanh chóng vận chuyển trong gân mạch linh khí dòng sông là được rồi. Tần Sương Sương cùng Tần Khả Nhi đối Tả Đức Nguyên lễ phép bái một cái, sau đó, các nàng hai tỷ muội liền đi tới một khối Trác Linh Bia trước. Này Trác Linh Bia tổng cộng chia làm vì 10 tầng. Thấp nhất tầng 3 thuộc về hạ phẩm linh căn, chính giữa tầng 3 thuộc về trung phẩm linh căn. Mặt trên tầng 3 thuộc về thượng phẩm linh căn, về phần đỉnh chóp nhất một tầng nhưng là thuộc về cực phẩm linh căn. Trên đất huyền giới đã nắm chắc ngàn năm chưa từng xuất hiện cực phẩm linh căn người rồi. Muốn gia nhập Vân Tiên Tông, tối thiểu yếu có trung phẩm linh căn mới có thể. Diệp Thần Phong nhìn xem quật cường Tần Sương Sương, hắn không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Hay là đây là Tần Sương Sương tại Diệp Thần Phong trước mặt duy nhất có thể kiên trì. Tần Sương Sương thủ trưởng đặt tại Trác Linh Bia thượng, người nhanh đã vận hành lên trong gân mạch linh khí dòng sông. Theo, linh khí dòng sông nhanh chóng vận chuyển. Trác Linh Bia tận dưới đáy một tầng được màu đỏ cho lấp đầy, tiếp lấy tận dưới đáy tầng thứ hai cùng tầng thứ ba cũng bị lấp đầy rồi. Sau đó màu đỏ thuận lợi xông vào chính giữa tầng ba tầng thứ nhất. Cuối cùng ngừng lưu tại chính giữa tầng 3 tầng thứ 2. Trung phẩm linh căn, hơn nữa còn cũng không phải hạ đẳng trung phẩm linh căn, Tần Sương Sương thuộc về trung đẳng trung phẩm linh căn, bực này tư chất đã coi như là không tệ, liền ngay cả Tả Đức Nguyên cũng gật gật đầu, nói ra, đúng vậy, tiểu nha đầu, về sau ngươi chính là chúng ta Vân Tiên Tông đệ tử, ngươi là dựa vào thực lực của mình gia nhập chúng ta Vân Tiên Tông. Tại Tần Sương Sương thi kiểm tra xong của mình linh căn sau đó Tần Khả Nhi cũng lập tức khảo nghiệm của mình linh căn, của nàng linh căn muốn so Tần Sương Sương thiếu một chút, màu đỏ ngừng lưu tại chính giữa tầng 3 tầng thứ nhất, bất quá, Tần Khả Nhi cũng có tư cách gia nhập Vân Tiên Tông, người tự tin liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong, thật giống tại nói là, không cần quan hệ của ngươi, chúng ta cũng có thể gia nhập Vân Tiên Tông. Tả Đức Nguyên cười nói, các ngươi hai nhà đầu này, sau này sẽ là chúng ta Vân Tiên Tông đệ tử. Đợi ngày mai ta lại cho các ngươi hai cái sắp xếp sư phụ. Một bên những kia lần trước cùng đi Tả Đức Nguyên cùng đi hướng về Lạc Nhật Đảo nội môn trưởng lão, bọn hắn mỗi một người đều nóng lòng muốn thử, nếu Tần Sương Sương cùng Tần Khả Nhi là bọn hắn lão tổ tông bạn của Diệp Thần Phong, bọn hắn tự nhiên muốn đem Tần Sương Sương cùng Tần Khả Nhi thu nhập môn hạ của chính mình được rồi. Bất quá, trước mắt thấy Tả Đức Nguyên không nói gì, bọn hắn cũng không dám hiện tại mở miệng. Vân Tiên Tông lão tổ Tả Đức Nguyên, hắn nhìn xem Diệp Thần Phong, nói ra, Diệp lão đệ, người có hứng thú hay không cũng thử một chút của mình linh căn. Lão ca ta ngược lại thật ra đối linh căn của ngươi phi thường hiếu kỳ, lão ca của ta linh căn thuộc về hạ đẳng thượng phẩm linh căn, ta xem lão đệ ngươi nên có trung đẳng thượng phẩm linh căn rồi. Tả Đức Nguyên cũng sẽ không hướng về cực phẩm linh căn đi tới nghĩ tới,
dù sao cực phẩm linh căn trên đất huyền giới có mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện rồi. Tả Phi Bạch cũng phi thường hứng thú nói ra, lão tổ tông, ngài liền thử một chút đi. Ta cũng rất tò mò, của ta linh căn là thượng đẳng trung phẩm linh căn. Tần Sương Sương cùng Tần Khả Nhi cũng một mặt ước ao nhìn xem Diệp Thần Phong. Điều này cũng làm cho Diệp Thần Phong cũng muốn biết mình một chút linh căn tại cái gì tầng thứ. Hắn tùy ý đi tới Trắc Linh Bia trước, đưa bàn tay đặt tại Trắc Linh Bia thượng, trong cơ thể nhanh chóng đã vận hành lên linh khí dòng sông, nói ra, được rồi, ta liền đến thử một chút của mình linh căn. Thấy Diệp Thần Phong bắt đầu kiểm tra của mình linh căn rồi, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Trắc Linh Bia thượng. Tần Khả Nhi hỏi, Sương Sương tỷ, ngươi nói người bạn này, hắn linh căn hội đến trình độ gì? Tần Sương Sương hồi đáp, vừa vặn Vân Tiên Tông lão tổ không phải tính toán qua ma. Gần như hẳn là ở chính giữa chờ thượng phẩm linh căn đi. Bực này linh căn e sợ chỉ có nhất phẩm trong tông môn thiên tài có thể so sánh với rồi. Tại Tần Sương Sương cùng Tần Khả Nhi trong khi nói chuyện. Trắc Linh Bia dưới đáy tầng 3 trong nháy mắt được màu đỏ cho lấp đầy, chính giữa tầng 3 cũng không có chút hồi hộp nào bị lấp đầy rồi. Màu đỏ thuận lợi xông vào mặt trên tầng 3, mặt trên tầng 3 tầng thứ nhất bị lấp đầy rồi, tầng thứ hai cũng bị lấp đầy rồi, thấy cảnh này Tả Đức Nguyên, hắn gật đầu cười, nói ra, lão đệ, ta quả nhiên không có đoán sai, ngươi nắm giữ trung đẳng thượng phẩm linh căn, ngươi. Tả Đức Nguyên trong miệng âm thanh đột nhiên im bặt đi. Bởi vì màu đỏ lại xông vào mặt trên tầng 3 tầng thứ 3. Thượng đẳng thượng phẩm linh căn. Tả Đức Nguyên, Tả Phi Bạch. Tần Sương Sương, Tần Khả Nhi cùng ở đây nội môn trưởng lão, bọn hắn từng cái trong nháy mắt trợn to hai mắt, thượng đẳng thượng phẩm linh căn có vẻ như cũng có mấy trăm năm không xuất hiện chứ. Tại Tả Đức Nguyên đám người thoáng tỉnh hồn lại thời điểm, con mắt của bọn họ lại trong nháy mắt trừng lớn, bắp thịt trên mặt không ngừng co quắp, chỉ thấy màu đỏ lại vọt vào Trắc Linh Bia đỉnh chóp nhất tầng thứ nhất. Cực phẩm linh căn. Trên đất huyền giới có mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện cực phẩm linh căn. Dĩ nhiên cứ như vậy sinh ra. Diệp Thần Phong cảm giác này Trắc Linh Bia có hạn chế, bằng không hắn suy đoán của mình linh căn không phải chỉ cực phẩm linh căn. Mà lão Hắc Giang Vận Thiên cũng mở miệng nói, tiểu tử, lúc này trong lòng ngươi suy đoán không có sai, cực phẩm linh căn không phải là trên thế giới này cao đẳng nhất linh căn, nói cách khác cực phẩm linh căn cũng không coi vào đâu, nơi này Trắc Linh Bia quá lạc ngũ. Diệp Thần Phong tùy ý đưa bàn tay thu lại rồi. Nếu để cho một bên rơi vào cực độ trong khiếp sợ Tả Đức Nguyên đám người, biết Diệp Thần Phong ý nghĩ trong lòng, hoặc là nghe được lão Hắc Giang Vận Thiên lời nói, chỉ sợ bọn họ cần phải muốn tức giận bất tỉnh đi. Cực phẩm linh căn chả không coi vào đâu. Toàn bộ huyền giới nhưng là có mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện cực phẩm linh căn nữa à. Chương 1652, báo cho. Xa xôi khoảng cách. Cực phẩm linh căn, đây chính là cực phẩm linh căn AH. Không nghĩ tới ta Tả Đức Nguyên sinh thời, vẫn có thể nhìn thấy nắm giữ cực phẩm linh căn người. Tả Đức Nguyên thân thể có một chút phát run, trong miệng hắn tự mình nói lầm bầm. Ngược lại, Tả Đức Nguyên vừa nhìn về phía một mặt không sao cả Diệp Thần Phong, nói ra, Diệp lão đệ, ngươi chẳng lẽ không kích động sao? Ngươi có nhưng là cực phẩm linh căn AH, ngươi biết cực phẩm linh căn đại biểu ý nghĩa sao? Ngươi làm sao có thể bình tĩnh như vậy? Một bên Tả Phi Bạch. Tần Sương Sương, Tần Khả Nhi cùng một đám nội môn trưởng lão, bọn hắn cũng là dồn dập không dám tin nhìn xem Diệp Thần Phong. Mà Diệp Thần Phong chỉ là tùy ý nhún nhún vai, nói ra, Tả lão ca, ngươi không dùng tới kích động như thế, ta đương nhiên biết cực phẩm linh căn ý nghĩa, đây cũng là địa huyền giới đỉnh cấp linh căn đi nha. Tả Đức Nguyên vội vã nói bổ sung, Diệp lão đệ, cực phẩm linh căn nhưng không riêng là địa huyền giới đỉnh cấp linh căn. Này cực phẩm linh căn trên đất huyền giới nhưng là có mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện rồi. Nguyên bản Tả Đức Nguyên cho rằng Diệp Thần Phong hẳn là yếu biểu hiện ra một điểm chấn kinh rồi, nhưng Diệp Thần Phong trên mặt vẫn là không có chút rung động nào. Hắn nói ra Tả lão ca, lần này ta đến Vân Tiên Tông là có chuyện thương lượng với ngươi. Ngược lại, Diệp Thần Phong rồi hướng Tần Sương Sương cùng Tần Khả, nói ra, hai người các ngươi bây giờ là Vân Tiên Tông đệ tử. Các ngươi có thể tại Vân Tiên Tông ở lại rồi. Tả Đức Nguyên trong lòng đối Diệp Thần Phong chấn định, hắn là cực kỳ bất đắc dĩ, hắn đối với Tần Sương Sương cùng Tần Khả, nói ra các ngươi hai cái này tiểu nha đầu, ta hiện tại cũng làm người ta giúp các ngươi sắp xếp nơi ở.
Tần Sương Sương có phần do dự đối với Diệp Thần Phong, nói ra, người có thể đến bên cạnh đến một phát sao? Ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Diệp Thần Phong không có từ chối, hắn và Tần Sương Sương đi rồi bên cạnh, Tần Khả Nhi nhưng là tò mò đi theo Tần Sương Sương bên cạnh. Tần Sương Sương vi vi ngọ nguậy môi, người thấp giọng hỏi, Diệp Thần Phong, Nam Nguyên Vương triều công chúa Tưởng Vân Đình đám người, bọn hắn hẳn là ngươi giết chứ? Linh Dược Cốc Dược Vương Thành cũng là được ngươi hủy diệt a? Ngươi phải là công tử thần bí chứ? Tần Khả Nhi khi nghe đến Tần Sương Sương lời nói sau, người trong nháy mắt nín thở, đôi mắt đẹp của nàng không nháy một cái nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Mà Tần Sương Sương trong lòng cũng là loạn tung tùng phèo. Trong lòng nàng không dám khẳng định Diệp Thần Phong chính là công tử thần bí, nhưng nhìn thấy Diệp Thần Phong cùng Vân Tiên Tông lão tổ đều xưng huynh gọi đệ, trực giác của nàng tự nói với mình, Diệp Thần Phong tuyệt đối cùng công tử thần bí có quan hệ. Diệp Thần Phong trong lòng coi Tần Sương Sương là làm bằng hữu chân chính đối xử, hắn thật cũng không cần phải nói dối, hắn nói ra, ngươi cho là ta là công tử thần bí. Ta chính là công tử thần bí đi. Diệp Thần Phong nói vô cùng nhạt nhưng, không tính phủ nhận, cũng không tính thừa nhận, thế nhưng Tần Sương Sương cả người như bị điện giật, người hiện tại khẳng định Diệp Thần Phong liền là công tử thần bí. Cái kia địa huyền giới lưu truyền sôi sùng sục công tử thần bí. Tần Sương Sương đôi mắt đẹp trước sau dừng lại ở Diệp Thần Phong trên mặt, người còn nhớ lúc trước lần thứ nhất cùng Diệp Thần Phong lúc gặp mặt đây. Khi đó Diệp Thần Phong mới thông linh cảnh thực lực. Nhưng này mới trải qua bao lâu, Diệp Thần Phong liền trở thành địa huyền giới nhân vật nổi tiếng. Hiện tại Tần Sương Sương tin tưởng, tương lai một ngày nào đó Diệp Thần Phong tuyệt đối sẽ đứng lên địa huyền giới cao nhất. Nhưng là người Tần Sương Sương cùng Diệp Thần Phong ở giữa khoảng cách đem càng ngày càng xa xôi. Bây giờ Diệp Thần Phong đối với Tần Sương Sương mà nói dường như trong bầu trời đêm xa không thể chạm tinh tinh. Diệp Thần Phong xoay người hướng về Tả Đức Nguyên đi tới, đưa lưng về phía Tần Sương Sương cùng Tần Khả Nhi phất phất tay, nói ra an tâm tại Vân Tiên Tông tu luyện đi. Ta tin tưởng các ngươi về mặt tu luyện cũng sẽ có một phen thành tựu. Tả Đức Nguyên phân phó một tên Vân Tiên Tông nội môn trưởng lão sắp xếp Tần Sương Sương cùng Tần Khả. Tần Sương Sương cùng Tần Khả Nhi đứng tại chỗ, hai người bọn họ nhìn xem càng chạy Việt Viễn Diệp Thần Phong, Tần Khả Nhi thấp giọng hỏi, Sương Sương tỷ, lẽ nào hắn đúng là công tử thần bí sao? Tần Sương Sương gật gật đầu, hồi đáp, không có sai, kỳ thực lúc trước ta có thể trưởng khống Tần gia, ngồi trên Tần gia gia chủ vị trí, cũng là Diệp Thần Phong trong bóng tối hỗ trợ. Tần Khả Nhi nhất thời náo loạn một cái đại xấu hổ, tại trước đó đi tới Vân Tiên Tông thời điểm. Tần Khả Nhi cũng đã có nói công tử thần bí là người người trong lòng, một mực tại thổi phồng công tử thần bí. Hiện tại người cuối cùng cũng coi như biết lúc đó Diệp Thần Phong vì sao lại nói công tử thần bí khẳng định đối với nàng Tần Khả Nhi không có hứng thú, bởi vì Diệp Thần Phong liền là công tử thần bí. Sương Sương tỷ, ngươi có phải hay không yêu thích hắn? Tần Khả Nhi không khỏi hỏi. Tần Sương Sương lắc lắc đầu, người thở dài nói, yêu thích thì lại làm sao? Không thích thì lại làm sao? Ta không xứng với hắn. Hay là ta cả đời này cũng sẽ không lập gia đình, bởi vì hào quang của hắn quá mức chói mắt, nam nhân khác cùng hắn so với so sánh, căn bản liền hắn một phần ngàn cũng so không hơn. Tần Khả Nhi nhìn thấy Tần Sương Sương như thế bi thương, người lập tức nói ra, Sương Sương tỷ, như vậy chúng ta liền liều mạng nỗ lực tu luyện, ta sẽ một mực bồi tiếp Sương Sương tỷ. Ta tin tưởng một ngày nào đó ánh mắt của hắn hội ở trên người ngươi dừng lại. Diệp Thần Phong nhưng không chút nào biết Tần Sương Sương cùng Tần Khả Nhi ở giữa nói chuyện. Diệp Thần Phong, Tả Đức Nguyên cùng Tả Phi Bạch ba người này, bọn hắn cùng đi tiến vào Vân Tiên Tông Đại Điện, về phần một đám nội môn trưởng lão, Tả Đức Nguyên để mỗi người bọn họ tản đi rồi, mà Vân Tiên Tông Tông Chủ, gần đoạn thời gian cũng vừa hay rời khỏi Vân Tiên Tông. Lại đi trong Mây Tiên Tông trong đại điện sau. Tả Đức Nguyên lập tức mời Diệp Thần Phong vào chỗ rồi, Tả Phi Bạch nhưng là đứng ở Tả Đức Nguyên cùng Diệp Thần Phong phía sau. Tả Đức Nguyên trả đắm chìm tại cực phẩm linh căn trong khiếp sợ, hắn nói ra, Diệp lão đệ, tương lai địa huyền giới tuyệt đối là thiên hạ của ngươi, ta từ Phi Bạch trong miệng biết rồi ngươi tại Âm Minh Tông thượng sự tình, lão đệ ngươi thật đúng là để lão ca ta cảm thấy không bằng rồi. Bất quá, lão đệ, ta cũng không có đem chuyện của ngươi nói cho bất luận người nào, chuyện này chỉ có ta cùng Phi Bạch con thỏ nhỏ chết bầm này biết.
Diệp Thần Phong là tùy ý khoát tay áo một cái, nói ra, lão ca, ta có một việc phải nói cho ngươi, gần nhất U Minh quỷ vực ma đạo tông môn dục già dục dịch, ta còn nghe nói ma đế huyết thiên tại trong vòng mấy tháng yếu thức tỉnh rồi. Ma đế huyết thiên, vừa nghe đến danh tự này, Tả Đức Nguyên nụ cười trên mặt biến mất không còn chút nào, hắn đột nhiên từ trên ghế đứng lên, hỏi, lão đệ, ngươi lời ấy thật chứ? Diệp Thần Phong không chút do dự gật gật đầu, nói ra, lão ca, trước đây không lâu, ta tại Thiên Vân Thành thời điểm, gặp ma tu quỷ diện nhà sư, mà chính ta cũng sáng lập một cái môn phái nhỏ, lần này ta về chính mình tông môn thời điểm, phát hiện tông môn được ma đạo luyện huyết tông cho chiếm lĩnh. Bất quá, cũng may, cuối cùng ta nghĩ biện pháp đem luyện huyết tông người toàn bộ diệt trừ, này ma đế huyết thiên yếu thức tỉnh sự tình, ta chính là từ luyện huyết tông tông chủ trong miệng bức hỏi lên. Tả Đức Nguyên đối với ma đế huyết thiên hiểu rõ rất nhiều, hắn khi nghe đến Diệp Thần Phong chắc chắn như thế sau khi trả lời, hắn biết ma đế huyết thiên yếu thức tỉnh sự tình trên căn bản là khẳng định, bằng không U Minh quỷ vực ma đạo tông môn tuyệt đối sẽ không như thế xuẩn xuẩn dục động. Buồn cười là, đã đến bây giờ, chính đạo tông môn dĩ nhiên không có thu đến bất cứ tin tức gì. Nếu như lần này nếu không có Diệp Thần Phong đến báo cho, như vậy e sợ chỉ có chờ đến phần lớn ma đạo tông môn nhiều lần rời đi U Minh quỷ vực, chính đạo tông môn người mới sẽ phát hiện không được bình thường. Đứng ở Tả Đức Nguyên cùng Diệp Thần Phong sau lưng Tả Phi Bạch, sắc mặt của hắn cũng có vẻ hơi khó coi, hắn mặc dù không có gặp ma đế huyết thiên, thế nhưng liên quan với ma đế huyết thiên sự tình, Tả Phi Bạch vẫn là nghe qua rất nhiều. 300 năm trước, cái kia chàng chính đạo cùng ma đạo đại chiến, nếu không có ma đế huyết thiên ngăn cơn sóng dữ, e sợ ma đạo tông môn đừng nói là trốn U Minh quỷ vực bên trong rồi, liền liền bất luận cái nào người sống cũng sẽ không lưu lại. Tả Đức Nguyên trên mặt vẻ mặt càng ngày càng ngưng trọng, một lát sau, hắn nói ra, lão đệ, ma đế huyết thiên một khi thức tỉnh, e sợ toàn bộ huyền giới tuyệt đối sẽ đại loạn rồi, ta nhất định phải thông báo một chút Ngô lão đầu. Tả Đức Nguyên trong miệng Ngô lão đầu tự nhiên là Lạc Nhật Đảo lão tổ Ngô Thanh Sơn rồi. Lão đệ, người kế tiếp có tính toán gì? Bằng không liền ở lại của ta Vân Tiên Tông đi. Tả Đức Nguyên lần nữa mở miệng nói. Diệp Thần Phong lắc lắc đầu, hắn lần này tới Vân Tiên Tông ngoại trừ nói rõ ma đế huyết thiên sự tình, hắn bây giờ trong tay trả nhiều hơn một viên long cốt lệnh, hắn cũng muốn hỏi hỏi Tả Phi Bạch có hứng thú hay không cùng hắn đồng thời tiến vào Long Nguyên trong bí cảnh. Diệp Thần Phong nói ra, lão ca, lần này ta là tới tìm Phi Bạch, các ngươi có hay không nghe nói qua Long Nguyên bí cảnh. Trong tay ta vừa vặn nhiều hơn một viên long cốt lệnh, có long cốt khiến sau đó đợi được Long Nguyên bí cảnh mở ra, là có thể thuận lợi tiến vào Long Nguyên bí cảnh. Diệp Thần Phong đem Long Nguyên bí cảnh sự tình đơn giản hướng về Tả Đức Nguyên cùng Tả Phi Bạch nói một lần. Chương 1653, đưa đan dược. Không biết xấu hổ ra. Tả Phi Bạch tuy rằng chưa từng nghe nói Long Nguyên bí cảnh, nhưng Tả Đức Nguyên đối Long Nguyên bí cảnh là hơi có nghe thấy. Tả Đức Nguyên biết chỉ có địa huyền giới nhất phẩm tông môn đệ tử, bọn hắn mới có tư cách tiến vào Long Nguyên bí cảnh. Có người nói phàm là có thể từ Long Nguyên trong bí cảnh sống sót mà đi ra ngoài người, như vậy tương lai nhất định sẽ trở thành một phương cường giả. Tả Phi Bạch khi biết Long Nguyên bí cảnh chỗ tốt sau đó cả người hắn lập tức trở nên hưng phấn lên, hắn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, mà Diệp Thần Phong lại nói, Tả lão ca, Phi Bạch, trong tay ta một viên long cốt khiến là từ Xích Viêm Tông cái kia lấy được, còn có một viên long cốt khiến là ta giết nhất phẩm tông môn đệ tử lấy được. Sau ta muốn đi cùng Xích Viêm Tông người hội hợp, Xích Viêm Tông bên trong thích hợp nhất tiến vào Long Nguyên bí cảnh chỉ có một người, bất quá, trong tay ta một viên long cốt khiến dù sao cũng là từ Xích Viêm Tông tay bên trong chiếm được, ta còn nhất định muốn hỏi một chút ý kiến của bọn họ, nếu như Xích Viêm Tông thật không có người thích hợp tiến vào Long Nguyên bí cảnh, trong tay ta thêm ra một viên long cốt khiến mới có thể cho Phi Bạch. Tuy rằng Diệp Thần Phong chính là Xích Viêm Tông hai vị lão tổ sư phụ, hắn mở miệng lời nói Xích Viêm Tông hai vị lão tổ tuyệt đối sẽ không có nửa điểm bất mãn, nhưng Diệp Thần Phong cũng không phải một cái người vong ân phụ nghĩa, dù sao trong tay hắn quả thứ nhất long cốt khiến là từ Xích Viêm Tông trong tay có được, hắn vẫn là yếu hỏi một chút Xích Viêm Tông hai vị lão tổ ý tứ. Tả Đức Nguyên cùng Tả Phi Bạch không có nửa điểm bất mãn, Tả Phi Bạch đối với Diệp Thần Phong nói ra, lão tổ tông, không việc gì đâu, nếu như Xích Viêm Tông còn có người muốn đi vào Long Nguyên bí cảnh. Như vậy lần này ta tự xem như ra ngoài chơi một chuyến.
Diệp Thần Phong gật gật đầu, hắn lại nhắc nhở, Phi Bạch, tuy nói Long Nguyên trong bí cảnh cơ duyên trồng chất, thế nhưng nguy hiểm trong đó khẳng định cũng không thiếu. Lại tăng thêm ta cùng tứ đại nhất phẩm trong tông môn ba cái tông môn có cửu hận, ngươi lần này nếu như có thể cùng ta đồng thời tiến vào Long Nguyên bí cảnh, ngươi nhất định sẽ gặp phải trong đó ba đại tông môn truy sát, cho nên ngươi nhất định phải suy nghĩ cho kỹ. Tả Phi Bạch không chút do dự hồi đáp, lão tổ tông, muốn trở thành cường giả. Ta liền tuyệt đối không thể trông trước trông sau, mặc kệ có thể hay không sống sót từ Long Nguyên trong bí cảnh đi ra, ta đều không oán không hối. Một bên Tả Đức Nguyên cũng tán đồng nói ra, Diệp lão đệ, Phi Bạch nói không sai, tiểu tử này mệnh liền để chính hắn đi trưởng khống đi. Vạn nhất Phi Bạch thật sự có thể từ Long Nguyên trong bí cảnh sống sót mà đi ra ngoài, đến lúc đó ma đế huyết thiên cũng e sợ yếu thức tỉnh rồi. Tam đại nhất phẩm tông môn chỉ sợ cũng không có tinh lực đến đối phó chúng ta rồi. Được, đã như vậy ta cùng Phi Bạch hiện tại liền rời đi, khoảng cách lần này Long Nguyên bí cảnh mở ra không thời gian dài bao lâu, còn có một giai đoạn muốn đuổi. Diệp Thần Phong hiện tại không thể tại Vân Tiên Tông dừng lại lâu rồi. Tả Đức Nguyên cũng không có lại giữ lại Diệp Thần Phong rồi. Hắn nói ra, lão đệ, ta chuẩn bị cho các ngươi một đầu yêu thú biết bay đi. Như vậy các ngươi dọc theo đường đi cũng có thể thuận tiện một ít. Bây giờ Diệp Thần Phong vẫn không có hoàn toàn thích ứng sau lưng Thanh Vân Kiếm, chạy đi Long Nguyên bí cảnh đoạn đường này, vừa vặn là không sai là thích ứng quá trình. Hắn vội vã cự tuyệt nói, lão ca, không cần, ta gần nhất vừa lúc ở tu luyện, ta còn là chính mình bay trên trời tốt. Tả Phi Bạch thấy Diệp Thần Phong đều không cần phải bay yêu thú. Hắn tự nhiên cũng không tiện đề nghị, Tả Đức Nguyên để Tả Phi Bạch đi đem một đám nội môn trưởng lão cũng gọi đến tập trung, ma đế tuyết trời muốn thức tỉnh rồi, hiện tại nhất định muốn lập tức thương lượng xong kế sách ứng đối. Tại một đám nội môn trưởng lão đến đại điện sau, Diệp Thần Phong cùng Tả Phi Bạch cũng chuẩn bị rời khỏi, trong đó lúc trước bồi tiếp Tả Đức Nguyên cùng đi hướng về Lạc Nhật đảo nội môn trưởng lão. Trong lòng bọn họ nhưng là thật tâm thật ý coi Diệp Thần Phong là làm lão tổ tông, bọn hắn chả cũng không biết ma đế huyết thiên thức tỉnh sự tình, bọn hắn từng cái trong miệng hô Diệp Thần Phong vì lão tổ đông, muốn giữ lại Diệp Thần Phong tại Vân Tiên Tông ở thêm mấy ngày. Về phần những kia lần trước không có bồi tiếp Tả Đức Nguyên đi hướng Lạc Nhật đảo nội môn trưởng lão. Cho tới bây giờ bọn hắn chả rơi vào trong sương mù, bọn hắn nhất thời chả không thể nào tiếp thu được gọi Diệp Thần Phong vì lão tổ tông. Bọn hắn cố ý đứng so sánh dựa vào sau. Diệp Thần Phong đối với những kia không có mở miệng gọi hắn lão tổ tông người, trong lòng của hắn cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Hắn ngược lại là nhìn xem phía trước mặt những này từng cái nhiệt tình gọi hắn lão tổ đông nội môn trưởng lão, trong lòng của hắn là có chút ngượng ngùng, hắn người lão tổ này tông ngược lại là cũng không thể đồ vô dụng rồi. Cũng còn tốt, Diệp Thần Phong hỗn độn trong chiếc nhẫn luyện chế ra không ít đan dược đây. Có nhất phẩm bổ linh đan, nhất phẩm dưỡng linh đan, nhị phẩm dưỡng thần đan cùng tam phẩm ngưng mạch đan. Diệp Thần Phong trong đầu ý thức hơi động, trong tay liền không ngừng xuất hiện từng bình đan dược, hắn đối với những này mở miệng gọi hắn lão tổ tông nội môn trưởng lão, nói ra, đây là một phẩm bổ linh đan, mỗi người các ngươi hai bình. Đây là một phẩm dưỡng linh đan, nhị phẩm dưỡng thần đan cùng tam phẩm ngưng mạch đan, này ba loại đan dược cũng mỗi người nắm hai bình, mỗi bình trong đều có 5 viên đan dược. Những này nhiệt tình hô Diệp Thần Phong vì lão tổ tông nội môn trưởng lão, bọn hắn từng cái có phần lăng thần, dù sao bọn hắn biết Diệp Thần Phong chính là ngũ phẩm luyện khí sư, lúc trước Diệp Thần Phong giúp Tả Đức Nguyên chữa trị một cái linh khí bên trong linh trận đồ, ở đây bao quát Tả Đức Nguyên cùng Tả Phi Bạch, bọn hắn bất cứ người nào cũng không biết Diệp Thần Phong vẫn là luyện dược sư đây. Những kia trong tay cầm mấy cái bình sứ nội môn trưởng lão, bọn hắn dồn dập đem bình sứ mở ra. Một tên trong đó nội môn trưởng lão sắc mặt đỏ lên nói, đúng là đan dược. Hơn nữa còn là phẩm tương cực kỳ thượng đẳng đan dược. Tam phẩm ngưng mạch đan, đây không phải đã sớm thất truyền sao? Này tam phẩm ngưng mạch đan là có mở rộng gân mạch cùng cứng cỏi gân mạch tác dụng, cho dù đối niết bàn cảnh cường giả cũng là có chỗ tốt cực lớn. Diệp Thần Phong lại tiện tay lấy ra 5 bình ngưng mạch đan, hắn đưa cho Tả Đức Nguyên, nói ra Tả lão ca. Này 5 bình ngưng mạch đan ngươi thu cẩn thận. Tả Đức Nguyên sửng sốt sau một hồi lâu, hắn mới lên tiếng, lão đệ, ngươi những đan dược này là từ đâu tới? Có vẻ như liền linh dược cốc cũng không cách nào luyện chế ra ngưng mạch đan a.
Lại nói bây giờ linh dược cốc đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa rồi. Chương 1654, hội hợp, không phục. Thời gian như nước chảy. Một cái chớp mắt 20 ngày liền đi qua. Mắt thấy Long Nguyên bí cảnh mở ra ngày muốn tới rồi. 20 ngày trước, Diệp Thần Phong thừa dịp Vân Tiên trong tông môn trưởng lão trong lúc đó cãi vã, hắn liền cùng Tả Phi Bạch lén lút rời đi. Trải qua này 20 ngày không ngừng chạy đi. Diệp Thần Phong cùng Tả Phi Bạch đã yếu tới gần Phong Hỏa Thành. Gió này Hỏa Thành là khoảng cách Long Nguyên bí cảnh tương đối gần một tòa thành một trong, lúc trước Diệp Thần Phong cùng Xích Viêm Tông lão tổ Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An, chính là ước định tại Phong Hỏa trong thành gặp mặt. Bóng người phi ở trên bầu trời Diệp Thần Phong, hắn hoàn toàn không có làm sơ chật vật rồi, hắn bắt đầu từ từ thích ứng sau lưng cực kỳ trầm trọng Thanh Vân kiếm rồi. Tuy rằng hắn chả không cách nào làm được đem Thanh Vân kiếm trọng lượng không nhìn, nhưng tối thiểu áo của hắn sẽ không bị cả người mồ hôi cho thấm ướt. Tại đây đi đường trong 20 ngày, Diệp Thần Phong đương nhiên cũng chưa quên tu luyện Ma Thiên Quyết, Thần Huyết Quyết cùng Chiến Vương Cường Thân Quyết rồi. Diệp Thần Phong tạo hóa cảnh nhất trọng thiên trung kỳ thực lực, sớm đã là vững chắc không thể lại vững chắc. Cho nên, tại 15 ngày trước, Diệp Thần Phong một bên chạy đi, vừa bắt đầu dùng bên trong tiểu thế giới trăm ngàn năm linh trúc diệp rồi, mỗi lần chỉ phục dùng một mảnh linh trúc diệp một cái sừng nhỏ. Cho dù như thế, tại ngắn ngủi này một đoạn thời kỳ, Diệp Thần Phong thực lực cũng từ tạo hóa cảnh nhất trọng thiên trung kỳ, thuận lợi tăng lên tới tạo hóa cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ rồi. Đương nhiên Diệp Thần Phong nhục thân cường độ cũng khóa nhập luân hồi cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ tầng thứ. Kèm theo Diệp Thần Phong thực lực tăng lên, hỗn độn nhẫn tiểu thế giới diện tích lại khuếch trương lớn hơn không ít, mà sinh trưởng ở bên trong tiểu thế giới. Tòa kia hơn 1.000 mét trên núi cao một gốc thọ linh thụ. Nguyên bản này khỏa thọ linh thụ nhìn qua trụi lủi, trên thân cây liền một chiếc lá cũng không có, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi bình thường. Thế nhưng, theo Diệp Thần Phong thực lực tăng lên, cây kia thọ linh thụ từ từ khôi phục sinh cơ, tối thiểu thân cây không còn khô quắt nữa rồi. Từ trên cành cây cũng đang chậm chậm mọc ra lá cây rồi. Cảm giác được điểm này Diệp Thần Phong, trong lòng của hắn là cực kỳ hưng phấn, dù sao một viên thọ linh quả có thể tăng trưởng 500 năm tuổi thọ, bây giờ thọ linh thụ sản sinh biến hóa. Vậy thì chứng minh Diệp Thần Phong lúc trước suy đoán không có sai rồi, theo thực lực của hắn không ngừng tăng lên, thọ linh thụ cũng sẽ tăng nhanh thành thục kết ra thọ linh quả. Diệp Thần Phong mình ngược lại là không cần dùng đến thọ linh quả. Hắn muốn để thọ linh thụ tăng nhanh kết ra thọ linh quả, này hoàn toàn là vì hắn thế tục giới người thân suy tính. Dù sao Diệp Thần Phong gia gia đã tuổi không nhỏ, cha mẹ hắn cũng người đã trung niên rồi, Diệp Thần Phong muốn để người bên cạnh hắn đều đến sống mãi. Đây cơ hồ còn khó hơn lên trời. Có thể đã có này thọ linh quả sau đó Diệp Thần Phong tối thiểu có nhiều thời gian hơn đi hoàn thành chuyện này rồi. Đương nhiên trong những ngày qua, đi theo Diệp Thần Phong Tả Phi Bạch, hắn nguyên bản thực lực tại tạo hóa cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ, bây giờ hắn cũng tăng lên tới tạo hóa cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong. Diệp Thần Phong cũng không hề cho Tả Phi Bạch dùng trăm ngàn năm linh trúc diệp, đương nhiên đó cũng không phải Diệp Thần Phong không nỡ bỏ, mà là Tả Phi Bạch nhục thân cường độ không có Diệp Thần Phong cường hãn, nếu như bây giờ cho Tả Phi Bạch dùng trăm ngàn năm linh trúc diệp. Nói không chắc không những không thể đến giúp Tả Phi Bạch, trăm ngàn năm linh trúc diệp bên trong năng lượng. Còn có thể thanh Tả Phi Bạch xung kích được nội thương, dù sao linh trúc diệp bên trong năng lượng là phi thường cuồng bạo. Bất quá, tuy rằng Tả Phi Bạch không thể dùng trăm ngàn năm linh trúc diệp, thế nhưng Diệp Thần Phong hỗn độn trong chiếc nhẫn đan dược có không ít, chỉ cần tại Tả Phi Bạch phạm vi có thể chịu đựng được bên trong, Diệp Thần Phong là tận lực thỏa mãn Tả Phi Bạch đan dược nhu cầu. Cho nên, Tả Phi Bạch tại ngắn ngủi này trong 20 ngày, hắn cũng mới đột phá một cái tiểu tầng thứ. Nguyên bản hắn yếu đột phá một cái tiểu tầng thứ, e sợ tối thiểu còn cần tiêu tốn chừng một năm thời gian. Trên bầu trời, Tả Phi Bạch là theo sát ở Diệp Thần Phong bên cạnh, mấy ngày này Diệp Thần Phong tốc độ phi hành không tính là nhanh, Tả Phi Bạch cũng không có hỏi nhiều, hắn chỉ là theo chân Diệp Thần Phong, hắn nhưng cũng không biết Diệp Thần Phong sau lưng thanh này dỉ xét loang lổ thanh vân kiếm trọng lượng. Tả Phi Bạch hiện tại trong lòng đối mặt Diệp Thần Phong là phục sát đất rồi. Ở trong mắt hắn Diệp Thần Phong quả thực là châu bò tới cực điểm. Trống trơn là ngũ phẩm luyện khí sư cùng tứ phẩm thân phận của luyện dược sư, e sợ một khi tiết lộ ra ngoài, vậy thì đầy đủ chấn động toàn bộ huyền giới rồi.
Dọc theo con đường này, Tả Phi Bạch mỗi một khắc đều coi Diệp Thần Phong là làm của mình lão tổ tông đối xử. Hắn nhìn thấy nơi xa dưới đáy xuất hiện một tòa thành. Hắn mở miệng nói, lão tổ tông, đó phải là Phong Hỏa Thành, chúng ta có phải không hiện tại liền đi xuống? Diệp Thần Phong gật gật đầu, hắn và Tả Phi Bạch rơi xuống Phong Hỏa Thành cửa thành xa chỗ mặt đất thượng. Sau đó, Diệp Thần Phong cùng Tả Phi Bạch liền hướng Phong Hỏa Thành cửa thành đi đến. Gió này Hỏa Thành cũng là một tòa vẫn tính nổi danh người tu luyện thành trì, muốn đi vào Phong Hỏa Thành, mỗi người đều phải yếu giao nộp 3 khối linh thạch trung phẩm. Tiến vào Phong Hỏa Thành người tu luyện cũng không ít, ở cửa thành ngược lại là xếp hàng ngũ đến. Diệp Thần Phong cùng Tả Phi Bạch cũng đứng vào trong đội ngũ. Tả Phi Bạch cùng Diệp Thần Phong tuổi tác gần như, Tả Phi Bạch ngoại trừ đối Diệp Thần Phong tôn kính bên ngoài, hắn tại Diệp Thần Phong trước mặt cũng sẽ tùy ý nói chuyện phiếm. Chỉ thấy Tả Phi Bạch ánh mắt tập trung vào phía trước đội ngũ, một người mặc trang phục màu đỏ trên người cô gái, người nữ nhân này vóc người hết sức nóng nảy, chỉ từ bóng lưng nhìn, tuyệt đối là một cái làm cho nam nhân chảy nước miếng mỹ nữ tuyệt sắc. Tả Phi Bạch thân là Vân Tiên Tông thiếu chủ, hắn trong xương vẫn có một ít công tử bột hơi thở, hắn cười nói, lão tổ tông, người xem nữ nhân này, người xem của nàng đại. Cái mông, tuyệt đối là mắn đẻ, đoán chừng là sinh con dự đoán. Tả Phi Bạch tiếng nói không cao lắm, nhưng cũng không tính thấp. Tại Tả Phi Bạch tiếng nói vừa vặn hạ xuống xong, chỉ thấy phía trước tên kia ăn mặc trang phục màu đỏ nữ nhân, người đột nhiên quay đầu lại đến, ánh mắt của nàng hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong cùng Tả Phi Bạch, người không có ẩn giấu bên trong thân thể thật khí thế, thực lực của nàng tại tạo hóa cảnh nhị trọng thiên trung kỳ, tên của nàng gọi là Lý Nghiên Nghiên. Một thân màu đỏ trang phục đủ để chứng minh này Lý Nghiên Nghiên chính là một cái tính khí nóng nảy nhân vật, hình dạng của nàng ngược lại là cũng cực kỳ không sai, hoàn toàn có thể được xưng là mỹ nữ, ngũ quan thanh tú, màu da trắng hơn tuyết, mái tóc áo choàng. Lý Nghiên Nghiên rõ ràng cho thấy nghe được Tả Phi Bạch nói rồi, trong con ngươi xinh đẹp của nàng mơ hồ để lộ ra phẫn nộ, Diệp Thần Phong trong lòng là bất đắc dĩ cười khổ một cái, mà Tả Phi Bạch nhưng là chỉ làm như không nhìn thấy. Vào thành sắp xếp đội ngũ lập tức đến phiên Lý Nghiên Nghiên, cho nên, Lý Nghiên Nghiên cũng không có cùng Diệp Thần Phong, Tả Phi Bạch so đo, người tại giao nộp 3 khối linh thạch trung phẩm sau, người liền đi vào Phong Hỏa Thành. Rất nhanh, Diệp Thần Phong cùng Tả Phi Bạch cũng đến phiên, hai người bọn họ tại giao nộp linh thạch sau, bọn hắn cũng tiến vào Phong Hỏa Thành. Diệp Thần Phong từ hỗn độn trong chiếc nhẫn lấy ra một khối ngọc bội. Ngọc bội kia là Xích Viêm Tông lão tổ Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An giao cho hắn, thông qua ngọc bội, tại trong phạm vi nhất định là có thể cảm giác được sự tồn tại của đối phương rồi. Diệp Thần Phong đang lợi dụng ngọc bội cảm ứng một thoáng sau đó hắn mang theo Tả Phi Bạch một đường hướng về mặt đông đi đến. Diệp Thần Phong mang theo Tả Phi Bạch đi tới một nhà tên là Thiên Hương Các Tửu Lâu. Tại Diệp Thần Phong cùng Tả Phi Bạch đi tới rượu cửa lầu thời điểm, một thân trang phục màu đỏ Lý Nghiên Nghiên. Người cũng chỉ là so với Diệp Thần Phong cùng Tả Phi Bạch nhanh một bước đã tới Thiên Hương Các. Diệp Thần Phong cùng Tả Phi Bạch nhìn thấy Lý Nghiên Nghiên, này Lý Nghiên Nghiên tự nhiên cũng nhìn thấy Diệp Thần Phong cùng Tả Phi Bạch rồi. Lý Nghiên Nghiên trong lòng lửa giận trong nháy mắt trừng vọt lên, đặc biệt là nhớ tới vừa vặn Tả Phi Bạch lời đã nói, dưới cái nhìn của nàng Diệp Thần Phong cùng Tả Phi Bạch quả thực là dùng nửa người dưới suy tính động vật. Người mở miệng quát lên, hai người các ngươi chả thật sự cho rằng ta còn khi dễ. Dĩ nhiên đi theo ta đến nơi này, ta xem các ngươi hai cái e sợ mất mạng rời đi Phong Hỏa Thành. Lý Nghiên Nghiên bên trong thân thể tạo hóa cảnh nhị trọng thiên trung kỳ thật khí thế trong nháy mắt để được đưa lên. Nhưng chính lúc thời điểm này, từ phía trên hương các bên trong đi ra hai cái lão đầu, hai cái này lão đầu không phải là Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An ma. Lý Nghiên Nghiên đang nhìn đến Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An sau, người thu hồi khí thế của mình, người khuôn mặt lộ ra nghịch ngợm nụ cười. Này Lý Nghiên Nghiên kỳ thực chính là Xích Viêm Tông thủ tịch đại đệ tử, trước đó người một mực một người ở bên ngoài rèn luyện, lần này người cũng muốn đi vào Long Nguyên bí cảnh, người cũng là đến cùng Xích Viêm Tông hai vị lão tổ hội hợp. Lý Nghiên Nghiên tại Xích Viêm Tông bên trong luôn luôn là rất được hai vị lão tổ xem trọng. Theo Lý Nghiên Nghiên nếu để cho hai vị lão tổ biết trước mặt hai người này dám điều hí người, e sợ trực tiếp sẽ bị hai vị lão tổ cho đập chết. Nhưng chính lúc Lý Nghiên Nghiên muốn mở miệng thời điểm,
Xích Viêm Tông lão tổ Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An bay thẳng đến Diệp Thần Phong đi tới, hai người bọn họ cực kỳ cung kính nói, sư phụ, ngài đã tới a hát. Tiếp lấy, Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An mới chú ý tới Lý Nghiên Nghiên, Tằng Quang Viễn nói ra, Nghiên Nghiên, người cũng tới rồi, còn không mau chạy tới đây bái kiến ngươi lão tổ tông. Tằng Quang Viễn trong miệng lão tổ tông tự nhiên là Diệp Thần Phong rồi, này Lý Nghiên Nghiên là trong nháy mắt trợn tròn mắt. Nụ cười trên mặt nàng biến mất rồi, người không tự chủ nói ra, Tằng lão tổ, Tiền lão tổ, các ngươi xưng hô như thế nào này biến thái là sư phụ. Hắn thế nào lại là của ta lão tổ tông, cái này không thể nào. Một thân trang phục màu đỏ Lý Nghiên Nghiên là khuôn mặt không phục. Diệp Thần Phong là gương mặt phiền muộn, hắn làm sao lại thành Lý Nghiên Nghiên trong miệng biến thái. Vừa vặn nói Lý Nghiên Nghiên đại, cái mông rõ ràng là tả phi bạch ma. Chương 1655, ngoan, làm nghe lời. Phong Hỏa Thành, Thiên Hương bên ngoài các, một thân trang phục màu đỏ Lý Nghiên Nghiên, đôi mắt đẹp của nàng trừng lên Diệp Thần Phong, trắng nõn trên mặt che kín không thể tin tưởng. Này Lý Nghiên Nghiên thân là Xích Viêm Tông thủ tịch đại đệ tử, khoảng thời gian này người một mực tại bên ngoài một mình rèn luyện, vì chính là chuẩn bị sẵn sàng tiến vào Long Nguyên bí cảnh. Lý Nghiên Nghiên chả cũng không biết liên quan với Diệp Thần Phong sự tình. Đương nhiên nàng và Xích Viêm Tông trong lúc đó cũng là có một loại nào đó phương thức liên lạc. Tại trước đây không lâu, người nhận được hai vị lão tổ đưa tin, làm cho nàng tới rồi Phong Hỏa Thành hội hợp, người mới một đường đi tới Phong Hỏa Thành. Lúc này, Diệp Thần Phong cũng không hề đem trong cơ thể khí thế thu lại đến mức tận cùng, cho nên, Lý Nghiên Nghiên có thể mơ hồ cảm giác được, Diệp Thần Phong thực lực tại tạo hóa cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ, như vậy một cái thực lực so với nàng còn yếu người. Có tài cán gì để Xích Viêm Tông hai vị lão tổ xưng là sư phụ? Một người như vậy có tài cán gì làm cho nàng Lý Nghiên Nghiên hô một tiếng lão tổ tông? Chuyện này quả thật là đùa giỡn ma. Xích Viêm Tông lão tổ Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An, hai người bọn họ thấy Lý Nghiên Nghiên vô lễ như thế, trong lòng bọn họ là bất mãn lên. Nguyên bản Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An bái Diệp Thần Phong vi sư, chính là bởi vì bọn hắn bội phục Diệp Thần Phong trận pháp trình độ. Sau đó, Diệp Thần Phong lại hóa giải Xích Viêm Tông tông chủ kịch độc trong cơ thể, Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An biết Diệp Thần Phong chả là một gã tứ phẩm luyện dược sư. Quan trọng nhất là trải qua Âm Minh Tông một trận chiến, Diệp Thần Phong người sư phụ này tại hai người bọn họ lão đầu trong lòng thân ảnh càng ngày càng cao lớn lên rồi. Bây giờ Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An đối Diệp Thần Phong người sư phụ này, tuyệt đối là tôn kính vô cùng, lại mà lúc trước tam đại nhất phẩm tông môn lão tổ công kích Xích Viêm Tông. Tại thời khắc quan trọng nhất vẫn là Diệp Thần Phong cứu vớt Xích Viêm Tông đây này. Đáng tiếc tất cả những thứ này thân là Xích Viêm Tông thủ tịch đại đệ tử Lý Nghiên Nghiên. Nàng là tia không biết chút nào. Nghiên Nghiên, lẽ nào ngươi không nghe thấy lời của ta sao? Vị này chính là ta cùng Tiền lão đầu sư phụ, lẽ nào để cho ngươi kêu một tiếng lão tổ tông? Ngươi cũng không muốn sao? Vẫn là ngươi tự nhận thức vì thực lực của mình cường hãn. Không thanh hai chúng ta lão đầu để ở trong mắt. Tằng Quang Viễn ngữ khí nghiêm túc quát lớn. Lý Nghiên Nghiên lần này ở bên ngoài rèn luyện, người ngược lại là có không sai kỳ ngộ, cho nên thực lực của nàng mới một lần bước vào tạo hóa cảnh nhị trọng thiên trung kỳ. Lý Nghiên Nghiên thấy mặt âm trầm hai vị lão tổ, trong lòng nàng là oan ức tới cực điểm. Lúc trước hai vị này lão tổ đối với nàng nhưng là chưa từng có đã nói nặng như vậy lời nói, viền mắt của nàng đều có chút đỏ lên, người trừng lên Diệp Thần Phong. Người ở trong lòng mắng, chết khốn nạn, thối khốn nạn, rõ ràng là ngươi nói ta đại. Cái mông, người này thối khốn nạn có tư cách gì để cho ta kêu một tiếng lão tổ tông? Diệp Thần Phong nếu như biết Lý Nghiên Nghiên ý nghĩ trong lòng. Hắn mới thật sự là ủy khuất đây. Diệp Thần Phong tùy ý khoát tay áo một cái, nói ra, được rồi, Quang Viễn, Vinh An, các ngươi cũng không cần khó xử nha đầu này rồi. Chúng ta hay là trước nói một chút Long Nguyên bí cảnh sự tình đi. Lý Nghiên Nghiên thấy Diệp Thần Phong như xưng hô này hai vị lão tổ. Lại vẫn dám gọi nàng là nha đầu, theo Lý Nghiên Nghiên Diệp Thần Phong tuổi tác nói không chắc chả nhỏ hơn nàng thượng một đến hai tuổi đây. Trong lòng nàng là càng nghĩ càng bị đè nén, người không phục nói ra, Tằng lão tổ, Tiền lão tổ, chẳng lẽ nói này biến thái cũng phải cùng ta đồng thời tiến vào Long Nguyên bí cảnh. Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An nguyên bản ý định không tính đến rồi, nhưng nghe được Lý Nghiên Nghiên lại một lần nữa không giữ mồm giữ miệng, hai người bọn họ là trong nháy mắt trợn mắt trừng trừng rồi,
Tiền Vinh An quát lên, Lý Nghiên Nghiên, vị này là sư phụ của chúng ta. Chúng ta đều phải rất cung kính hô một tiếng sư phụ, lẽ nào cho ngươi hô một tiếng lão tổ tông? Ngươi cảm thấy ủy khuất sao? Tả Phi Bạch cũng mở miệng cười nói, muội tử, nghe ca ca một câu, hô một tiếng lão tổ tông, đây tuyệt đối là ngươi chiếm tiện nghi đây. Diệp Thần Phong phải không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian rồi, hắn lại mở miệng nói, được rồi, quên đi. Lý Nghiên Nghiên hàm răng cắn chặt môi, người thuộc về tuyệt đối tính tình nóng nảy, chả đặc biệt yêu để tâm vào chuyện vụn vặt, người tức giận nói, không thể tính rồi, ta không biết ngươi là như thế nào lừa hai ta vị lão tổ, nhưng ta yếu đánh với ngươi một trận cao thấp, nếu như ngươi thắng ta, như vậy ta liền gọi ngươi một tiếng lão tổ tông, nhưng nếu như ngươi thua rồi, như vậy ngươi lập tức rời đi nơi này. Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An trên mặt cũng trưng bốc lên lửa giận. Diệp Thần Phong chính là hai người bọn họ sư phụ, nếu như nói Lý Nghiên Nghiên tại hai người bọn họ trước mặt hồ đồ một cái, này vậy thì thôi, vấn đề là tại hai người bọn họ sư phụ trước mặt hồ đồ, này để hai người bọn họ lão đầu nhất thời cảm giác trên mặt tối tăm. Chính lúc Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An phải đem Diệp Thần Phong cứu vớt Xích Viêm Tông sự tình nói lúc đi ra, Diệp Thần Phong là tùy ý khoát tay áo một cái, hắn bình thản nhìn xem Lý Nghiên Nghiên, nói ra, được. Ta liền cùng ngươi vui đùa một chút đi. Nếu Lý Nghiên Nghiên là muốn cùng Diệp Thần Phong đồng thời tiến vào Long Nguyên bí cảnh, như vậy Diệp Thần Phong tối thiểu muốn chiếm được Lý Nghiên Nghiên tán đồng, dù sao này Lý Nghiên Nghiên cũng coi như là Xích Viêm Tông đệ tử, Diệp Thần Phong cũng phải cấp Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An mấy phần mặt. Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An thấy Diệp Thần Phong đều nói như vậy, bọn hắn lập tức mời Diệp Thần Phong đám người tiến vào Thiên Hương Các. Hôm nay Hương Các xem như là Xích Viêm Tông sản nghiệp. Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An mang theo Diệp Thần Phong đám người đi tới Thiên Hương Các trong hậu viện, để trong hậu viện tạp dịch đều lui xuống. Lý Nghiên Nghiên khóe miệng hiện lên một nụ cười đắc ý, người quát lên, là chính người đáp ứng đánh với ta một trận, sau đó ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, chỉ là tạo hóa cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ thực lực, người cũng xứng làm ta Lý Nghiên Nghiên lão tổ tông sao. Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An là giận không chỗ phát tiết, mà Tả Phi Bạch cũng có chút khó chịu chừng lên Lý Nghiên Nghiên rồi, bọn hắn nhưng cũng là biết Diệp Thần Phong sức chiến đấu, Âm Minh Tông thượng một trận chiến, bọn hắn đều ký ức chưa phai đây. Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An có phần do dự nhìn xem Diệp Thần Phong, dù sao Long Nguyên bí cảnh yếu mở ra, nếu như Lý Nghiên Nghiên bị thương, khẳng định như vậy liền không cách nào tiến vào Long Nguyên bí cảnh rồi. Diệp Thần Phong cảm giác được Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An ánh mắt, hắn lạnh nhạt nói, yên tâm, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Một thân trang phục màu đỏ Lý Nghiên Nghiên, người nghe thế lời nói sau, sắc mặt nàng trong nháy mắt đỏ lên một mảnh, người được Diệp Thần Phong cho rất khinh bỉ. Hơn nữa còn là như thế trắng da khinh bỉ, ngực lớn nhưng không có đầu óc. Tả Phi Bạch ở một bên khinh thường nói, Lý Nghiên Nghiên là cắn chặt hàm răng. Người quát lên, ta ngược lại muốn xem thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu. Lý Nghiên Nghiên trong tay trong nháy mắt xuất hiện một cái trường kiếm màu tím, dưới lòng bàn chân linh khí tuôn ra, bóng người hướng về Diệp Thần Phong phong lao đi rồi. Màu tím kiếm ảnh không ngừng ở trong không khí tránh qua. Lý Nghiên Nghiên tốc độ cực kỳ nhanh, thậm chí so với phần lớn tạo hóa cảnh nhị trọng thiên trung kỳ cao thủ đều phải nhanh. Vấn đề là người lần này gặp Diệp Thần Phong. Tuy nói Diệp Thần Phong sau lưng treo Thanh Vân Kiếm, nhưng Diệp Thần Phong cũng bước đầu thích ứng Thanh Vân Kiếm. Có Thanh Vân Kiếm trọng lượng áp chế, Diệp Thần Phong tốc độ không cách nào toàn bộ phát huy ra, nhưng cho dù như thế, hắn yếu tránh né Lý Nghiên Nghiên công kích cũng không vấn đề quá lớn. Lý Nghiên Nghiên phát xuất hiện mình vô luận như thế nào cũng công kích không tới Diệp Thần Phong, trong lòng nàng trở nên xúc động lên, người quát lên có bản lĩnh ngươi đừng trốn a hát. Trốn trốn tránh tránh tính là gì nam nhân? Được, ta sẽ tác thành ngươi. Diệp Thần Phong khóe miệng hơi nhếch lên, nguyên bản một mực nằm ở tránh né Diệp Thần Phong, hắn đột nhiên đã phát động ra công kích, linh khí từ trong cơ thể hắn tuôn trào ra, bóng người quỷ mị cực kỳ, khiến người ta căn bản nhìn không thấu. Trong không khí để lại từng đạo tàn ảnh, Lý Nghiên Nghiên căn bản theo không kịp Diệp Thần Phong tốc độ, công kích của nàng liên tiếp thất bại, người chỉ cảm thấy cái cổ khẩu mát lạnh. Nhất cổ nam nhân mùi bay vào trong lỗ mũi của nàng, đợi đến người phản ứng đến đây thời điểm. Chỉ thấy Diệp Thần Phong đã xuất hiện tại Lý Nghiên Nghiên phía sau, thân thể của hắn dán chặt Lý Nghiên Nghiên sau lưng, bàn tay phải đã giữ ở Lý Nghiên Nghiên cổ rồi, âm thanh nhưng vẫn là rất bình thản, ngươi thua rồi.
Lý Nghiên Nghiên vẫn là lần đầu tiên được nam nhân dựa vào gần như thế, người muốn phản bác, nhưng sự thực bày ở trước mắt, người ngoại trừ tính cách nóng nảy, người vẫn là một cái nói một không hai người, người trong lỗ mũi hử lạnh một tiếng, nói ra, không phải là tốc độ nhanh chút mà. Lão Tổ Tông, Lý Nghiên Nghiên thấp giọng bất mãn gọi một câu, Diệp Thần Phong cười tay trái vuốt ve Lý Nghiên Nghiên sợi tóc, nói ra, ngoan. Làm nghe lời, lần sau tại Lão Tổ Tông trước mặt của ta, người cũng không làm được nghịch ngợm nha. Trong khi nói chuyện, Diệp Thần Phong đã buông ra Lý Nghiên Nghiên, mà Lý Nghiên Nghiên nhưng là tức giận ngực kịch liệt phập phồng, người một mặt không cam lòng trừng lên Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong nhưng là một mặt không sao cả sờ sờ mũi, hắn nhìn ra được Lý Nghiên Nghiên làm ra tất cả, này chính là tính cách của nàng gây ra. Chương 1656, Càn Khôn Đại. Lên trời các, thiên hương các, lầu ba một gian trong bao gian. Diệp Thần Phong ngồi ở vị trí đầu não bên trên, Tằng Quang Viễn, Tiền Vinh An cùng Tả Phi Bạch ba người này, bọn hắn ngồi ở Diệp Thần Phong dưới tay chỗ ngồi, về phần thua ở Diệp Thần Phong trên tay Lý Nghiên Nghiên, người thì là một người đứng ở phòng riêng bên phải trong góc, trong lòng nàng còn đang tức giận đây. Người cũng không muốn đối mặt Diệp Thần Phong, Lý Nghiên Nghiên hội thỉnh thoảng lướt qua một mắt Diệp Thần Phong, người thực sự không nghĩ ra hai vị lão tổ, vì sao lại bái Diệp Thần Phong vi sư. Vừa vặn người tuy rằng thua ở Diệp Thần Phong trong tay, thế nhưng trong lòng nàng không có chút nào chịu phục, dưới cái nhìn của nàng Diệp Thần Phong chỉ là tốc độ nhanh một ít mà thôi, người tin tưởng tại sức mạnh cùng chiến kỹ bên trên, Diệp Thần Phong tuyệt đối không cách nào vượt qua của nàng. Ngồi ở chủ vị Diệp Thần Phong, hắn mở miệng nói, Quang Viễn, Vinh An, các ngươi Xích Viêm Tông có còn hay không thích hợp tiến vào Long Nguyên bí cảnh người. Lời này vừa nói ra, Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An hơi thay đổi sắc mặt, mà đang tại sinh một ngạt Lý Nghiên Nghiên, người vọt thẳng đã đến Diệp Thần Phong trước mặt, người cực độ ủy khuất nói, người vẫn tính là người đàn ông sao? Lẽ nào người muốn cướp đoạt ta tiến vào Long Nguyên bí cảnh tư cách? Ngươi, lòng dạ của ngươi quá hẹp hòi. Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An lập tức tỉnh táo lại, Tiền Vinh An mở miệng nói, sư phụ, chúng ta hết thảy đều nghe ngài, Lý Nghiên Nghiên vừa nãy xác thực làm quá mức. Lý Nghiên Nghiên thấy Tiền Vinh An đối Diệp Thần Phong như thế tôn kính, người muốn mở miệng, nhưng lời nói lại kẹt tại trong cổ họng. Diệp Thần Phong cười khổ một tiếng, nói ra, Quang Viễn, Vinh An, ta cũng không phải yếu cướp đoạt nha đầu này tiến vào Long Nguyên bí cảnh tư cách, ta chỉ là muốn biết Xích Viêm Tông bên trong còn có người thích hợp tiến vào Long Nguyên bí cảnh sao. Nghe vậy, Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An là càng thêm nghi ngờ, Tằng Quang Viễn hồi đáp, sư phụ, Xích Viêm Tông bên trong ngoại trừ Lý Nghiên Nghiên bên ngoài. Tại thế hệ tuổi trẻ trong các đệ tử, không có ai thích hợp tiến vào Long Nguyên bí cảnh rồi, dù sao tứ đại nhất phẩm tông môn tiến vào Long Nguyên bí cảnh đệ tử, thực lực khẳng định tối thiểu đã tới tạo hóa cảnh. Mà chúng ta Xích Viêm Tông tuổi trẻ trong hàng đệ tử đời thứ nhất, chỉ có Lý Nghiên Nghiên đã tới tạo hóa cảnh. Còn lại đều tại tạo hóa cảnh dưới, để tạo hóa cảnh bên dưới đệ tử tiến vào Long Nguyên bí cảnh, đây quả thực là chính mình đi chịu chết. Một bên Tả Phi Bạch nghe được Tằng Quang Viễn sau khi trả lời, trong lòng của hắn là thở phào nhẹ nhõm, lúc trước Diệp Thần Phong là nói với hắn tốt, chỉ có Xích Viêm Tông bên trong không có ai thích hợp tiến vào Long Nguyên bí cảnh. Diệp Thần Phong trong tay thêm ra một viên long cốt khiến mới dễ cho hắn, dù sao Diệp Thần Phong quả thứ nhất long cốt khiến là từ Xích Viêm Tông trong tay lấy được. Diệp Thần Phong gật đầu nói, được, vậy lần này ta muốn mang Phi Bạch đồng thời tiến vào Long Nguyên bí cảnh, trước đây không lâu, ta giết vài tên Phong Lôi Tông, Kiếm Vũ Sơn Trang cùng Tinh Vân Tông đệ tử. Từ trong tay bọn họ đã lấy được một viên long cốt lệnh, nguyên bản nếu như Xích Viêm Tông bên trong chả có đệ tử thích hợp tiến vào Long Nguyên bí cảnh, như vậy ta đây viên thêm ra long cốt khiến dự định giao cho các ngươi Xích Viêm Tông. Nghe được Diệp Thần Phong giết tam đại nhất phẩm tông môn đệ tử, Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An là sắc mặt hơi chút biến đổi, mà Lý Nghiên Nghiên nhưng là sắc mặt hoàn toàn khó coi. Diệp Thần Phong thuận miệng nói ra, cho dù ta không có giết chết này ba cái nhất phẩm tông môn đệ tử, e sợ tiến vào Long Nguyên bí cảnh sau, này ba cái tông môn đệ tử cũng sẽ đối với ta đuổi tận giết tuyệt. Tằng Quang Viễn gật gật đầu, nói ra, đúng vậy, hiện tại chúng ta đã cùng này ba đại tông môn không chết không thôi rồi. Một bên Lý Nghiên Nghiên hỏi, Tằng Lão Tổ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tằng Quang Viễn giản lược nói, tại trước đây không lâu. Phong Lôi Tông, Kiếm Vũ Sơn Trang cùng Tinh Vân Tông Lão Tổ,
bọn hắn nỗ lực muốn đem chúng ta Xích Viêm Tông hủy diệt, may mắn mà có sư phụ mới khoác đã cứu chúng ta Xích Viêm Tông. Về phần những chuyện khác Tằng Quang Viễn thì là không có giải thích thêm rồi, dù sao sư phụ hắn Diệp Thần Phong sự tình, hắn cũng không muốn nhiều nói huyên thuyên. Lý Nghiên Nghiên một mặt không dám tin nhìn xem Diệp Thần Phong, người biết Tằng Quang Viễn không cần thiết nói dối. Người hiện tại trong lòng mặt cho rằng, nguyên lai là Diệp Thần Phong cứu vớt Xích Viêm Tông. Hai vị lão tổ mới xưng hô Diệp Thần Phong một tiếng sư phụ. Tam đại nhất phẩm tông môn lão tổ đây này a hát. Lý Nghiên Nghiên suy đoán Diệp Thần Phong nhất định là dùng một chút đặc thù biện pháp, lúc này mới cứu vớt Xích Viêm Tông. Muốn nói lấy Diệp Thần Phong tạo hóa cảnh thực lực, có thể chiến thắng tam đại nhất phẩm tông môn lão tổ, đây là Lý Nghiên Nghiên dù như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Lý Nghiên Nghiên cũng là một cái có ơn tất báo người, người một mực coi Xích Viêm Tông là làm nhà của chính mình, trong lòng nàng đối Diệp Thần Phong bất mãn nhất thời giảm bớt, người thật lòng nói với Diệp Thần Phong một câu, xin lỗi. Kế tiếp bầu không khí nhưng là hòa hoãn không ít, người ở chỗ này cũng xác định, để Tả Phi Bạch cũng cùng một chỗ tiến vào Long Nguyên bí cảnh bên trong. Tiền Vinh An từ trong lồng ngực lấy ra ba cái cũ nát túi tiền, từng cái túi vải chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ, hắn nói ra, sư phụ, tại Long Nguyên trong bí cảnh là hạn chế tất cả pháp tắc không gian, chữ vật giới chỉ tại Long Nguyên trong bí cảnh thì không cách nào sử dụng, này túi vải là năm đó phát thứ nhất xuất hiện Long Nguyên bí cảnh thời điểm, tại Long Nguyên trong bí cảnh lấy được. Chúng ta thanh loại này túi vải xưng là Càn Khôn Đại, này Càn Khôn Đại cũng là dùng làm chữ vật, bất quá, này Càn Khôn Đại không gian chứa đồ so với chữ vật giới chỉ nhỏ hơn rất nhiều, thế nhưng này Càn Khôn Đại tại Long Nguyên trong bí cảnh sẽ không được đến hạn chế, chúng ta Xích Viêm Tông bên trong cũng vừa hay còn lại này ba cái Càn Khôn Đại rồi. Tiền Vinh An đem ba cái Càn Khôn Đại lần lượt đưa cho Diệp Thần Phong, Tả Phi Bạch cùng Lý Nghiên Nghiên. Tại Tiền Vinh An dứt tiếng sau đó Tằng Quang Viễn cũng mở miệng, sư phụ, này Long Nguyên bí cảnh có thể nói là độc lập nhất phương tiểu thế giới, trong đó quái dị sinh vật không phải số ít, cho nên, ngoại trừ phải đề phòng tam đại nhất phẩm tông môn đệ tử, này Long Nguyên trong bí cảnh quái dị sinh vật cũng không thể không đề phòng. Bất quá, tại Long Nguyên trong bí cảnh có chung quanh tên là Lên Trời Các kiến trúc, này Lên Trời Các tại năm đó phát hiện Long Nguyên bí cảnh thời điểm liền tồn tại. Này chung quanh Lên Trời Các cực kỳ thần bí, chỉ cần đi vào Lên Trời trong các, Long Nguyên trong bí cảnh quái dị sinh vật liền không cách nào xông vào. Đương nhiên tại Lên Trời Các chi. Chương 1657, Thiên Tài Hội Tụ. Ngày kế, trời còn tờ mờ sáng thời điểm. Tại Xích Viêm Tông lão tổ Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An dẫn dắt đi, Diệp Thần Phong, Tả Phi Bạch cùng Lý Nghiên Nghiên đám người bọn họ liền xuất phát. Rời đi Phong Hỏa Thành sau. Một đường đi về phía nam. Bay trên trời ước chừng sau 5 tiếng. Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An mang theo Diệp Thần Phong đám người đã rơi vào Thiên Vũ trên núi. Hôm nay mưa núi phóng tầm mắt nhìn liên miên không dứt, tuyệt đối có thể xưng là một tòa thật to sơn mạch rồi. Tằng Quang Viễn đối với Diệp Thần Phong, nói ra, sư phụ, Long Nguyên bí cảnh mở ra địa phương chính hôm đó mưa trong núi. Hôm nay mưa trong núi có một cái cực kỳ thần bí trận pháp, chỉ có nhìn ra được trận pháp này huyền bí người, mới có thể tiến vào hôm nay mưa trong núi. Đương nhiên tại Long Nguyên bí cảnh mở ra trước một tháng, hôm nay mưa trong núi trận pháp mới sẽ khởi động, bình thường hôm nay mưa núi cùng phổ thông núi không có gì khác nhau. Chỉ cần có thể nhìn ra Thiên Vũ trong núi sự huyền bí của trận pháp, như vậy mặc kệ đứng ở Thiên Vũ núi vị trí nào, chúng ta đều có thể tiến vào hôm nay mưa núi nội bộ. Tiền Vinh An cũng lập tức nói ra, sư phụ, ta nghĩ tứ đại môn phái người cũng đã có một phần tiến vào Thiên Vũ trong núi rồi, bất quá, sư phụ ngài không cần phải lo lắng, một khi nhìn ra Thiên Vũ trong núi sự huyền bí của trận pháp, tiến vào Thiên Vũ trong ngọn núi sau đó trong đó có một cổ cường đại mà lực lượng bí ẩn, nếu có người dám ở bên trong chém giết, như vậy tất cả mọi người sẽ bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này đánh thành cho. Cho nên, trên trời mưa trong ngọn núi, tứ đại môn phái Phong Lôi Tông, Kiếm Vũ Sơn Trang cùng Tinh Vân Tông, bọn hắn cũng tuyệt đối không dám đối với chúng ta động thủ, về phần Thiên Âm Môn. Này ngược lại là một cái so sánh chính phái tông môn, từ trước đây đến bây giờ còn không có làm khó qua chúng ta Xích Viêm Tông đây. Hôm nay mưa núi liên miên không dứt, cho dù Phong Lôi Tông, Kiếm Vũ Sơn Trang cùng Tinh Vân Tông lão tổ. Muốn tại Xích Viêm Tông người tiến vào Thiên Vũ trong ngọn núi trước đó chặn lại. Cái này cũng là hầu như không thể nào,
dù sao chỉ cần nhìn ra được Thiên Vũ trong núi trận pháp huyền bí, như vậy đứng ở Thiên Vũ núi bất luận một nơi nào, đều có thể thuận lợi tiến vào Thiên Vũ núi nội bộ. Hôm nay mưa trong núi sự huyền bí của trận pháp, Xích Viêm Tông cùng tứ đại tông môn lão tổ đều là biết rõ, đây đối với Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An tới nói căn bản không có bất kỳ độ khó. Chỉ cần chiếu vào tổ tiên lưu lại chỉ thị đi làm là được rồi. Chỉ thấy Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An trong miệng nói năng hùng hồn, khi thì đưa ngón tay cắn phá, khi thì đem đầu lưỡi ta của mình cắn phá. Đem tiên huyết tung ở trong không khí, không ngừng phác họa đồ án. Nếu Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An hiểu được tiến vào Thiên Vũ trong ngọn núi phương pháp, như vậy Diệp Thần Phong cũng vui vẻ được thanh nhàn. Ngày hôm qua Diệp Thần Phong đã đem muốn dùng đồ vật đều đựng vào trong túi càn khôn rồi. Dù sao chờ đến Long Nguyên bí cảnh sau, Diệp Thần Phong hỗn độn nhẫn đoán chừng cũng tạm thời không cách nào sử dụng. Đương nhiên nguyên bản tại hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới thiên kim chuột tiểu kim, đồng dạng là được Diệp Thần Phong cho mang ra ngoài, hôm nay kim thử tiểu kim nhưng là tầm bảo lợi khí, lần này tiến vào Long Nguyên bí cảnh phải dựa vào tên tiểu tử này tầm bảo rồi. Giờ khắc này, thiên kim chuột tiểu kim an ổn xuyên ở, Diệp Thần Phong trong lồng ngực trong quần áo. Từ khi Diệp Thần Phong cùng con vật nhỏ này lập được chủ tớ khế ước sau đó con vật nhỏ này trở nên là nghe lời rất nhiều. Mà Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An cũng dùng máu tươi của mình. Ở trên không khí cùng buộc vòng quanh một cái đồ án, kỳ thực chỉ cần Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An một người trong đó phác họa là được rồi. Hai cái này lão đầu đồng thời động thủ là để bảo đảm không có sơ hở nào. Trôi nổi ở trong không khí huyết hồng sắc đồ án. Trong nháy mắt cùng Thiên Vũ trong núi trận pháp tạo thành cộng hưởng. Từ trong không khí đồ án bên trong bắn ra nhất cổ quang mang mãnh liệt, này cổ ánh sáng trong nháy mắt đem Tằng Quang Viễn, Tiền Vinh An cùng Diệp Thần Phong đám người cho bao phủ lại rồi. Chỉ cảm thấy hoa mắt, thân thể nhẹ bấng. Đợi đến lần nữa tỉnh hồn lại thời điểm, Diệp Thần Phong đám người trước mặt cảnh tượng thay đổi hoàn toàn. Chỉ thấy Diệp Thần Phong bọn hắn đi tới một vùng không gian kỳ lạ bên trong. Vùng không gian này ngược lại là phi thường rộng rãi. Vùng không gian này bốn phía đều phát tán hào quang nhàn nhạt, do đó Diệp Thần Phong đám người có thể thấy rõ ràng tất cả xung quanh. Đương nhiên nơi này chả cũng không phải Long Nguyên bí cảnh, chỉ là chờ đợi Long Nguyên bí cảnh mở ra địa phương. Tại Diệp Thần Phong đám người vừa mới xuất hiện tại đây nơi không gian kỳ dị bên trong, Diệp Thần Phong liền cảm thấy tam đạo nồng nặc sát khí. Diệp Thần Phong hướng về sát khí truyền tới địa phương nhìn sang, hắn lập tức nhìn thấy Phong Lôi Tông lão tổ Độc Vương Phùng Quang Sơn, Kiếm Vũ Sơn Trang lão tổ Phạm Chí Dũng cùng Tinh Vân Tông lão tổ Tạ Chánh Long rồi. Này ba cái lão đầu trước đây không lâu đi tấn công Xích Viêm Tông, nguyên vốn có thể đem Xích Viêm Tông một lần hủy diệt, nhưng nửa đường lại giết ra đến một cái Diệp Thần Phong, này Diệp Thần Phong lợi dụng lão Bạch cùng lão Hắc truyền thụ dọa người pháp môn, đem này ba cái lão đầu sợ đến là chật vật đào tẩu. Đương nhiên cuối cùng này ba cái lão đầu cũng phát hiện điểm này, bọn hắn lúc trước suýt chút nữa là tức giận thổ huyết, bọn hắn nhưng là tam đại nhất phẩm tông môn lão tổ A Hát. Lại bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu sợ đến như vậy, trong lòng bọn họ hận không thể đem Diệp Thần Phong lột ra chóc thịt rồi. Địa huyền giới tứ đại nhất phẩm trong tông môn, niết bàn cảnh lão tổ cũng không chỉ một người, lần này Long Nguyên bí cảnh mở ra, xem ra Phong Lôi Tông, Kiếm Vũ Sơn Trang cùng Tinh Vân Tông. Chính là Phùng Quang Sơn, Phạm Chí Dũng cùng Tạ Chánh Long lãnh đạo. Tại Phùng Quang Sơn, Phạm Chí Dũng cùng Tạ Chánh Long thân sau, phân chớ đứng mấy tên thanh niên, những người này phải là muốn đi vào Long Nguyên bí cảnh được rồi. Những này thanh niên từng cái trên mặt đều hiện lên cao ngạo vẻ mặt, đặc biệt là đứng ở trước nhất đầu ba tên thanh niên. Xích Viêm Tông lão tổ Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An, bọn hắn đang đối mặt ba đại tông môn lão tổ sát ý lúc. Hai người bọn họ trên mặt không có quá nhiều biến hóa, dù sao ở nơi này ai cũng không thể chém giết, bằng không sẽ bị sức mạnh thần bí đánh chết, trừ phi ba đại tông môn người muốn đồng quy vô tận. Tiền Vinh An thấp giọng tại Diệp Thần Phong bên tai, nói ra, sư phụ, đứng ở Phong Lôi Tông lão tổ Độc Vương Phùng Quang Sơn sau lưng người thanh niên kia, hắn chính là địa huyền giới đỉnh cấp thiên tài, tên của hắn gọi là Trần Nguyên Hàn, thực lực tại tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ. Hơn nữa còn tập được Phùng Quang Sơn một thân độc thuật. Đứng ở Kiếm Vũ Sơn Trang lão tổ Phạm Chí Dũng sau lưng thanh niên gọi là Giang Ngọc Đường, một thân thực lực tại tạo hóa cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, hắn nắm giữ Kiếm Vũ Sơn Trang hết thảy kiếm thuật, có thể nói là một cái kiếm đạo thiên tài.
Về phần đứng ở Tinh Vân Trưởng Thượng Tổ Tạ Chánh Long sau lưng thanh niên gọi là Thạch Thiên Ninh, một thân thực lực đồng dạng tại tạo hóa cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, cơ thể hắn cường độ cực kỳ bất phàm, hơn nữa học xong Tinh Vân Tông một loại bí thuật, thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Tiền Vinh An tại hơi chút dừng lại một chút sau đó hắn tiếp tục nói, sư phụ, này ba cái thanh niên chính là này ba đại tông môn bên trong thiên tài tuyệt thế rồi, mỗi người đều có vượt cấp khiêu chiến thực lực, nói thí dụ như Phong Lôi Tông Trần Nguyên Hàn, ta nghe là hắn có thể lấy tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ thực lực, ung dung giết chết luân hồi cảnh nhất trọng thiên cường giả. Này ba đại tông môn đỉnh cấp thiên tài, bọn hắn các loại thủ đoạn nhất định là tầng tầng lớp lớp. Sư phụ ngài tiến vào Long Nguyên bí cảnh sau nhất định phải cẩn thận mới tốt. Tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ, tạo hóa cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong. Diệp Thần Phong trong con ngươi vẻ mặt nghiêm túc mấy phần, bất quá, không bao lâu thời gian, hắn liền thích hoài, Phong Lôi Tông Trần Nguyên Hàn, Kiếm Vũ Sơn Trang Giang Ngọc Đường cùng Tinh Vân Tông Thạch Thiên Ninh, ba người này nhất định là từ nhỏ bắt đầu tu luyện, lấy ba đại tông môn nội tình đến bồi dưỡng ba người này. Bọn hắn bây giờ có thể tăng lên tới thực lực này, này cũng hẳn là hợp tình hợp lý. Dù sao Diệp Thần Phong từ thông linh cảnh đến bây giờ tạo hóa cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ, hắn mới bỏ ra thời gian bao lâu. Nếu như hắn cũng từ nhỏ đã tu luyện, tiếp thu các loại tư nguyên bồi dưỡng lời nói, hắn có lẽ có thể đem Trần Nguyên Hàn đám người nổ tung mấy trăm con phố đi. Đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh Tả Phi Bạch, trên mặt hắn hi hi ha ha cũng đã biến mất. Hiện tại hắn đã minh bạch lần này tiến vào Long Nguyên bí cảnh, này đối với hắn mà nói chỉ sợ là cửu tử nhất sinh rồi, bất quá, trong lòng của hắn cũng không có lùi bước ý nghĩ, bởi vì hắn muốn trở thành cường giả, hắn muốn trở thành cùng hắn lão tổ tông Diệp Thần Phong như thế kiểu như châu bò cường giả. Tiểu rác rưởi, ngươi lại vẫn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Xem ra ngươi đúng là chán sống. Phong Lôi Tông lão tổ Độc Vương Phùng Quang Sơn, hắn khóe mắt cơ bắp không ngừng nhúc nhích. Trên mặt tràn ngập cực độ lửa giận, trong cổ họng hắn lớn tiếng quát lớn. Hừ, tiểu rác rưởi, còn có Xích Viêm Tông người, nếu như các ngươi thức thời, đem trong tay long cốt khiến giao ra đây, hay là chúng ta vẫn có thể lưu các ngươi một cái toàn thây. Kiếm Vũ Sơn Trang lão tổ Phạm Chí Dũng cũng hướng về phía Diệp Thần Phong quát lên. Mà khi Tinh Vân Tông lão tổ Tạ Chánh Long cũng phải mở miệng quát tháo thời điểm, Diệp Thần Phong lại tùy ý mở miệng, làm sao? Ba người các ngươi lão tạp mau mù thì thầm cái gì? Có bản lĩnh động thủ giết ta à? Ta liền sợ các ngươi không gan này. Độc Phương Phùng Quang Sơn đám người ba cái lão đầu, bọn hắn nhất thời sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng cực kỳ, bọn họ đích xác không dám ở nơi này động thủ. Một khi động thủ, ở đây tất cả mọi người sẽ bị sức mạnh thần bí đánh chết, này không thể nghi ngờ là đồng quy vu tận rồi. Trong lúc nhất thời, không khí của hiện trường yên tĩnh lại. Hơn nữa an tĩnh đáng sợ. Chương 1658, kéo Minh Hữu. Diệp Thần Phong nhìn lướt qua Phùng Quang Sơn, Phạm Chí Dũng cùng Tạ Chánh Long sau lưng hết thảy thanh niên, hắn phát hiện thực lực yếu nhất cũng đang tạo hóa cảnh tam trọng thiên sơ kỳ. Diệp Thần Phong khi tiến vào Long Nguyên bí cảnh sau, hắn ngược lại là có một ít tự vệ thủ đoạn, hắn xuất hiện tại lo lắng chính là Tả Phi Bạch cùng Lý Nghiên Nghiên. Nếu như hai người bọn họ tại Long Nguyên trong bí cảnh gặp phải ba đại tông môn đệ tử, như vậy chỉ sợ bọn họ hội vô cùng nguy hiểm. Tại Phong Lôi Tông Phùng Quang Sơn đứng phía sau 6 tên thanh niên, tại Kiếm Vũ Sơn Trang Phạm Chí Dũng đứng phía sau 5 tên thanh niên, tại Tinh Vân Tông Tạ Chánh Long đứng phía sau tại 6 tên thanh niên. Nguyên bản tứ đại nhất phẩm tông môn cùng Xích Phiêm Tông, từng cái tông môn đều có 5 viên long cốt khiến, nhưng Phong Lôi Tông, Kiếm Vũ Sơn Trang cùng Tinh Vân Tông. Lúc trước ép Xích Viêm Tông giao ra 3 viên long cốt khiến, này 3 viên long cốt khiến nhưng là này 3 cái tông môn chia đều. Trước đây không lâu Diệp Thần Phong giết Kiếm Vũ Sơn Trang Trương Thánh Tài, từ Trương Thánh Tài trong tay đã lấy được 1 viên long cốt lệnh, này mới khiến cho lần này Kiếm Vũ Sơn Trang chỉ có 5 người có thể tiến vào Long Nguyên bí cảnh bên trong. Diệp Thần Phong giao cho Tả Phi Bạch long cốt lệnh, chính là lúc trước Xích Viêm Tông cái viên này, mà bây giờ Diệp Thần Phong trong lồng ngực 1 viên long cốt lệnh. Chính là từ trên người Trương Thánh Tài lấy được rồi. Phùng Quang Sơn, Phạm Chí Dũng cùng Tạ Chánh Long ba người này sau lưng một đám đệ tử, bọn hắn đương nhiên cũng không biết mình lão tổ cùng Diệp Thần Phong ở giữa cửu hận được rồi, này ba cái lão đầu cũng sẽ không thanh lúc trước chuyện mất mặt như thế tình nói cho những người khác. Phùng Quang Sơn đám người sắc mặt âm trầm lặng yên không lên tiếng, bọn hắn cũng biết cho dù trong lòng lại có nhiều phẫn nộ,
bọn hắn cũng không thể ở nơi này động thủ. Kiếm Vũ Sơn Trang lão tổ Phạm Chí Dũng, hắn đột nhiên từ trên người Diệp Thần Phong cảm thấy nhất cổ hơi thở quen thuộc, bởi vì mỗi một cái Kiếm Vũ Sơn Trang long cốt khiến cho thượng, đều bị Kiếm Vũ Sơn Trang lão tổ lưu lại đặc biệt hơi thở. Người bên ngoài căn bản là không cách nào xóa đi. Kiếm Vũ Sơn Trang lão tổ Phạm Chí Dũng, hắn đang ngạc nhiên nghi ngờ chỉ chốc lát sau, hắn trong tròng mắt bung ra lửa giận là càng thêm thịnh vượng, hắn từng chữ từng câu mà hỏi, tiểu rác rưởi, chúng ta Kiếm Vũ Sơn Trang một viên long cốt khiến tại trên người ngươi. Là ngươi giết chúng ta Kiếm Vũ Sơn Trang đệ tử Trương Thánh Tài. Lời này vừa nói ra, Phong Lôi Tông lão tổ Phùng Quang Sơn cùng Tinh Vân Tông lão tổ Tạ Chánh Long, bọn hắn cũng hơi nheo mắt lại. Dù sao lúc trước Phong Lôi Tông cùng Tinh Vân Tông cũng có đệ tử cùng với Trương Thánh Tài, những đệ tử này tư chất đều tính thật tốt. Nhưng tại trước đây không lâu Trương Thánh Tài đám người bản mệnh ngọc bài toàn bộ nổ tung rồi, này đã nói lên Trương Thánh Tài đám người toàn bộ bị giết rồi, chuyện này quả thật là đang gây hấn với Phong Lôi Tông, Kiếm Vũ Sơn Trang cùng Tinh Vân Tông. Đến lúc này, Diệp Thần Phong cũng không có cần thiết giấu giếm rồi, dù sao lần này bọn hắn có ba người muốn đi vào Long Nguyên bí cảnh. Cho dù hiện tại không thừa nhận, e sợ các loại Long Nguyên bí cảnh mở ra thời điểm, Phong Lôi Tông các loại ba đại tông môn lão tổ cũng có thể đoán được. Diệp Thần Phong vô cùng thẳng thừng nói ra, tại trước đây không lâu ta đích xác giết mấy cái Phong Lôi Tông, Kiếm Vũ Sơn Trang cùng Tinh Vân Tông đệ tử. Là không phải là muốn cho các ngươi môn hạ đệ tử báo thù. Ra ra ta hôm nay liền đứng ở chỗ này, có bản lĩnh liền động thủ tới giết ta, đừng cứng cõi léo nha léo nhéo. Phong Lôi Tông lão tổ Phùng Quang Sơn, Kiếm Vũ Sơn Trang lão tổ Phạm Chí Dũng cùng Tinh Vân trưởng thượng tổ Tạ Chánh Long, ba người này lão đầu là tức giận mũi đều phải sai lệch, bọn hắn điên cuồng áp chế lửa giận trong lòng. Mà Phong Lôi Tông thiên tài Trần Nguyên Hàn, Kiếm Vũ Sơn Trang thiên tài Giang Ngọc Đường cùng Tinh Vân Tông thiên tài Thạch Thiên Ninh, ba người này từ của mình lão tổ phía sau đứng dậy, bọn hắn cực kỳ khinh thường nhìn xem Diệp Thần Phong. Bởi vì bọn họ đều cảm thấy Diệp Thần Phong tại tạo hóa cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ tầng thứ. Trần Nguyên Hàn ba người không nghĩ ra, thực lực này chỉ là tạo hóa cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ tiểu tử, là ai cho hắn lá gan lớn như vậy? Lại dám cùng bọn họ lão tổ hò hét, Kiếm Vũ Sơn Trang thiên tài Giang Ngọc Đường. Hắn lãnh đạm mở miệng nói, tiểu tử, đem chúng ta Kiếm Vũ Sơn Trang long cốt khiến giao ra đây, sau đó ngươi lại chính mình đánh gãy gân tay gân chân. Chờ lần này chúng ta từ Long Nguyên trong bí cảnh lúc đi ra, chúng ta hay là có thể cho ngươi thoải mái một chút. Không biết sống chết tiểu tử, lẽ nào ngươi cho rằng nơi này không thể chém giết? Ngươi liền có ngông cuồng tư cách sao? Nếu như ngươi dám bước vào Long Nguyên bí cảnh, hoặc là Xích Viêm Tông người dám bước vào Long Nguyên bí cảnh. Như vậy ta Trần Nguyên Hàn bảo đảm toàn bộ các ngươi đều phải chết không có chỗ chôn, xuất hiện tại các ngươi cho ta ngoan ngoãn hướng về ta lão tổ dập đầu xin lỗi. Sau đó tùy ý chúng ta Phong Lôi Tông xử trí. Phong Lôi Tông thiên tài Trần Nguyên Hàn cười lạnh nói. Tinh Vân Tông Thạch Thiên Ninh, hắn chỉ là bình thản nói một câu, rác rưởi, ngươi tiểu tử này cùng Xích Viêm Tông người, toàn bộ các ngươi đều là rác rưởi mà thôi, các ngươi căn bản không có tiến vào Long Nguyên bí cảnh tư cách. Được ba cái bối một phen nhục nhã, Xích Viêm Tông Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An, hai người bọn họ trong lòng cũng thoát ra lửa giận. Này ba đại tông môn người khinh người quá đáng rồi, năm đó từ Xích Viêm Tông trong tay bước ra ba viên long cốt lệnh, đây rõ ràng là cường đạo hành vi. Tả Phi Bạch cùng Lý Nghiên Nghiên cũng là gương mặt tức giận, ngược lại là Diệp Thần Phong trên mặt biểu lộ không có quá nhiều biến hóa, hắn liếc nhìn Giang Ngọc Đường, Trần Nguyên Hàn cùng Thạch Thiên Ninh, lạnh nhạt nói các ngươi là ba đại tông môn thiên tài. Các ngươi biết ta thích làm nhất cái gì sao? Ta thích nhất chính là dẫm thiên tài. Chỗ lấy ba người các ngươi nhất định là được ta dẫm, các ngươi cũng thật là nói nhảm, có bản lĩnh liền động thủ, như một đàn bà như thế chít chít hoa hoa, ta còn thực sự thay các ngươi e lệ. Giang Ngọc Đường, Trần Nguyên Hàn cùng Thạch Thiên Ninh ba người này, bọn hắn tại trong môn phái của mình, liền ngay cả nội môn trưởng lão thấy bọn họ, đều là đối với bọn hắn rất cung kính, được một cái không có danh tiếng gì tiểu tử như thế phản bác, bọn họ là hận đến cắn răng nghiến lợi. Nhưng bọn họ cũng không dám ở nơi này động thủ. Mà chính lúc thời điểm này, cái này không gian kỳ dị bên trong lại trong nháy mắt xuất hiện 6 người, 2 nam 4 nữ, cầm đầu là một gã màu da trắng nõn, hai hàng lông mày thon dài, ngũ quan ôn nhu, tóc đen áo choàng nữ nhân tuyệt sắc, người bên ngoài căn bản không nhìn ra người số tuổi thật sự, từ nữ nhân này trên người tản ra nhất cổ lạnh lẽo,
nhất cổ cự nhân ngàn dặm cảm giác. Nữ nhân này chính là Thiên Âm môn tông chủ Tô Băng Vân, một thân thực lực tại niết bàn cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ. Này Thiên Âm cửa tông chủ Tô Băng Vân, năm đó ở của nàng cùng trong đồng lứa, người chính là tuyệt đối thiên tài, hào quang của nàng lấn át còn lại ba đại tông môn tông chủ, bực này tuổi liền có niết bàn cảnh thực lực, hơn nữa chiến lực của nàng cũng tuyệt đối phi phàm. Tại Tô Băng Vân trong lồng ngực ôm một tên hơn 20 tuổi nữ tử, nữ nhân này sắc mặt trắng bệch, khí tức suy yếu, trên trán thỉnh thoảng bốc lên mồ hôi lạnh, trong miệng răng bạc vi vi cắn chặt, thật giống tại chịu đựng thống khổ gì bình thường. Bất quá, cô gái này dáng dấp cũng không thua với Tô Băng Vân, chỉ là so với Tô Băng Vân ngây ngô không ít, cô gái này tên là Du Thủy Giao, người chính là Thiên Âm môn thiên tài tuyệt thế, một thân thực lực tại tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ, ngược lại là cùng Phong Lôi tông thiên tài Trần Nguyên Hàn thực lực tương đương. Tại Thiên Âm cửa Tô Băng Vân đám người xuất hiện thời điểm, Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An cũng đúng Diệp Thần Phong thấp giọng giới thiệu một phen. Diệp Thần Phong có nhiều ý vị nhìn xem Tô Băng Vân trong ngực Du Thủy Giao, hắn nhìn ra được Du Thủy Giao tình hình phi thường không tốt, hẳn là trúng độc, hơn nữa còn cũng không phải vậy kịch độc. Tô Băng Vân xuất hiện ở đây nơi không gian kỳ dị về sau, người ôm Du Thủy Giao bay thẳng đến Độc Vương Phùng Quang Sơn đi đến, người lạnh lẽo nói ra, Phùng tiền bối, nếu như ngươi có thể cứu đổ nhi ta Du Thủy Giao, như vậy chúng ta Thiên Âm môn liền thiếu ngươi một cái nhân tình. Chỉ cần chúng ta Thiên Âm môn có thể làm được sự tình, chúng ta tuyệt đối không từ chối. Này Du Thủy Giao nguyên bản bởi vì Long Nguyên bí cảnh mở ra, người cũng là một người ở bên ngoài một mình lịch luyện, nhưng tại trước đây không lâu Du Thủy Giao trở về Thiên Âm môn thời điểm, người đã là thân chúng kịch độc rồi, liền bản thân nàng cũng không biết là lúc nào chúng độc. Ở nơi nào chúng độc, mà Thiên Âm môn một đám lão tổ không có một người có thể hóa giải Du Thủy Giao kịch độc trong cơ thể. Còn nữa bây giờ linh dược cốc cơ bản phá hủy, tứ phẩm luyện dược sư cũng không có một tên rồi, Thiên Âm môn cũng không chiếm được tứ phẩm luyện dược sư trợ giúp. Mắt thấy Du Thủy Giao càng ngày càng suy yếu, Long Nguyên bí cảnh cũng phải mở ra, cho nên, Tô Băng Vân mới dự định để Độc Vương Phùng Quang Sơn thử một lần, dù sao Độc Vương Phùng Quang Sơn vừa có thể hạ độc, hắn cũng có thể giải độc. Phong Lôi Tông lão tổ Độc Vương Phùng Quang Sơn, hắn biết Thiên Âm môn luôn luôn chú trọng nhất hứa hẹn. Có thể có được Thiên Âm môn chịu đựng, chuyện này với bọn họ Phong Lôi Tông tới nói tuyệt đối là mới có lợi. Phùng Quang Sơn cũng biết Tô Băng Vân từ trước đến giờ là một cái làm việc lưu loát người, cho nên, hắn vì Phong Lôi Tông lợi ích, hắn cũng không nói nhảm, hắn trực tiếp kiểm tra một hồi Du Thủy Giao tình hình. Một lát sau, Phùng Quang Sơn là cau mày, hắn lắc lắc đầu, nói ra, Tô Tông Chủ, nhà đầu này bên trong chính là ngàn tuyệt tiêu độc, e sợ trên thế giới này không ai có thể hóa giải. Thứ cho ta không thể ra sức. Mà xa xa Diệp Thần Phong, hắn một mực chờ đợi chờ cơ hội này, hắn nếu như có thể kéo đến Thiên Âm môn người minh hữu này, khi tiến vào Long Nguyên bí cảnh sau, chuyện này với hắn cùng Tả Phi Bạch, Lý Nghiên Nghiên là tuyệt đối mới có lợi. Diệp Thần Phong hắng giọng một cái, hô ta đúng là có thể thử một lần, có lẽ ta có thể giúp nàng hóa giải trong cơ thể độc tố. Chương 1659, Đổ ước. Không gian kỳ dị bên trong. Diệp Thần Phong thanh âm có vẻ hơi đột ngột. Trong lúc nhất thời, ở đây ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Diệp Thần Phong trên người. Xích Phiêm Tông lão tổ Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An cùng với Tả Phi Bạch, bọn hắn ngược lại từng thấy Diệp Thần Phong bản lãnh, bây giờ nghe được Diệp Thần Phong lời nói này, bọn hắn khẳng định Diệp Thần Phong là có biện pháp rồi, nếu như Diệp Thần Phong có thể cứu Thiên Âm môn đệ nhất thiên tài Du Thủy Giao tính mạng, đây tuyệt đối là mới có lợi. Về phần Lý Nghiên Nghiên, nàng là một mặt nghi hoặc nhìn Diệp Thần Phong, bởi Diệp Thần Phong rất nhiều sự tích, Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An đều không có nói với Lý Nghiên Nghiên rõ ràng, cho nên theo Lý Nghiên Nghiên, Diệp Thần Phong ngoại trừ tốc độ nhanh một ít ở ngoài, thật giống liền thực lực đều so với nàng thấp một cái tiểu tầng thứ đây. Phải biết ngàn tuyệt hoa chính là địa huyền giới đệ nhất kịch độc, liền ngay cả niết bàn cảnh ngũ trọng thiên cao thủ chúng rồi này kịch độc. Chỉ sợ cũng chỉ có thể ôm nỗi hận mà kết thúc rồi, Phong Lôi Tông lão tổ Độc Vương Phùng Quang Sơn một thân độc thuật xuất thần nhập hóa, liền Phùng Quang Sơn đều không thể hóa giải ngàn tuyệt tiêu kịch độc, thử hỏi địa huyền giới còn có ai có thể hóa giải. Hay là tứ phẩm luyện dược sư luyện chế đan dược có thể làm cho ngàn tuyệt tiêu độc tố chỉ hoãn khuếch tán, nhưng hôm nay linh dược cốc cơ hồ bị công tử thần bí cho dằn vặt chết rồi, linh dược cốc căn bản không tồn tại tứ phẩm luyện dược sư rồi. Cho nên, Lý Nghiên Nghiên đối Diệp Thần Phong căn bản không ôm có lòng tin.
Theo Lý Nghiên Nghiên, nếu như Diệp Thần Phong không cách nào hóa giải du thủy giao kịch độc trong cơ thể, như vậy e sợ liền Thiên Âm Môn cũng sẽ đắc tội, khi tiến vào Long Nguyên bí cảnh sau, bọn hắn e sợ sẽ phải chịu tứ đại nhất phẩm tông môn truy sát. Nhưng Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An hai vị lão tổ đều không có mở miệng, người Lý Nghiên Nghiên là càng thêm không có mở miệng tư cách. Dù sao ở đây còn có những tông môn khác tại, người không thể quá mức tùy hứng. Ha ha ha! Phong Lôi Tông lão tổ Độc Vương Phùng Quang Sơn, hắn đột nhiên lên tiếng bắt đầu cười lớn. Ở trong mắt hắn Diệp Thần Phong quả thực chính là một cái tiểu tử cuồng vọng, này ngàn tuyệt tiêu kịch độc, hắn dám khẳng định trên đất huyền giới không người có thể hóa giải, hắn đã từng nghiên cứu này ngàn tuyệt hoa có tới hơn 20 năm, nhưng hắn căn bản tìm không ra hóa giải này ngàn tuyệt hoa kịch độc phương pháp xử lý. Tiểu, xúc, sinh, ngươi biết cái gì là ngàn tuyệt hoa sao? Ngươi lại dám nói ngươi có thể hóa giải ngàn tuyệt tiêu kịch độc. Hoang đường, quả thực là quá hoang đường. Độc Phương Phùng Quang Sơn mỗi lần nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt. Trong đó là tràn ngập không hề che giấu chút nào sát ý. Phong Lôi Tông thiên tài Trần Nguyên Hàn, hắn cũng tập được Phùng Quang Sơn một thân độc thuật, hắn đối với Thiên Âm Môn Tông chủ Tô Băng Vân. Khá là cung kính nói, Tô tiền bối, ngàn tuyệt tiêu độc tố thật giống ngươi cũng là biết rõ, tiểu tử này vốn là tại ăn nói bừa bãi. Tô Băng Vân cùng trong lòng nàng khí tức hư nhược du thủy giao các loại Thiên Âm Môn đệ tử. Ánh mắt của bọn họ cũng dồn dập như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người. Tô Băng Vân nhìn xem chỉ có hơn 20 tuổi Diệp Thần Phong. Trên mặt nàng vốn là hiện lên một vệt hy vọng, nhưng trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất rồi. Tô Băng Vân hai cái mày liễu chăm chú nhíu lại, người cảm thấy được Diệp Thần Phong chỉ có tạo hóa cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ thực lực, dù Thủy Giao chính là người thương yêu nhất đồ nhi, mấy ngày nay trong lòng nàng khá là buồn bực, trong lòng một mực đè nén một cơn lửa giận đây. Tô Băng Vân đang nhìn đến Diệp Thần Phong bên cạnh Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An sau, người đã nhận định Diệp Thần Phong chính là Xích Viêm Tông đệ tử, trong lòng nàng hầu như hủy bỏ Diệp Thần Phong có thể hóa giải du thủy giao kịch độc trong cơ thể rồi. Khí tức càng ngày càng hư nhược du thủy giao, người cũng là đầy mặt thất vọng nhìn xem Diệp Thần Phong, ở trong mắt nàng Diệp Thần Phong hay là một cái yêu làm náo động. Không người có bản lãnh mà thôi. Tô Băng Vân thấy Diệp Thần Phong trên mặt vẻ mặt không có bất kỳ gợn sóng, vì mình đồ nhi tính mạng, cho dù là một phần vạn hy vọng, người cũng không thể bỏ qua, người âm thanh lạnh lẽo nói ra, người thật sự có thể cứu đồ nhi ta tính mạng. Sau lưng treo thanh vân kiếm Diệp Thần Phong, hắn ung dung gật gật đầu, nói ra, thử một lần chẳng phải sẽ biết sao. Một bên Phong Lôi Tông thiên tài Trần Nguyên Hàn, hắn khiển trách, tiểu tử, cái gì gọi là thử một lần. Ngươi biết ngàn tuyệt hoa sao? Diệp Thần Phong hờ hững lắc đầu, ta chưa từng nghe nói ngàn tuyệt hoa, bất quá, ta nghĩ trên thế giới này không có bất kỳ một loại kịch độc là ta Diệp Thần Phong không cách nào hóa giải. Trần Nguyên Hàn đối Diệp Thần Phong là càng thêm khinh thường rồi, hắn thân là Phong Lôi Tông đệ nhất thiên tài, thậm chí tại toàn bộ địa huyền giới trẻ tuổi trong, hắn cũng là đứng đầu nhất thiên tài, hiện tại hắn cho rằng Diệp Thần Phong chính là một cái ngốc nghếch trắng. Hắn và Diệp Thần Phong người như thế phân cao thấp, này thật là có mất thân phận của hắn. Trần Nguyên Hàn cũng bình tĩnh lại, hắn giễu cợt nói, liền ngàn tuyệt hoa đều chưa từng nghe nói, ngươi liền muốn hóa giải ngàn tuyệt tiêu kịch độc. Ta lão tổ được gọi là Độc Vương, hắn ròng rã nghiên cứu hơn 20 năm ngàn tuyệt hoa, hắn đều không có nghiên cứu ra hóa giải ngàn tuyệt hoa kịch độc phương pháp xử lý. Diệp Thần Phong cực kỳ tự tin liếc nhìn Trần Nguyên Hàn, lại nhìn một cái Phùng Quang Sơn. Nói ra, này lão tạp mao làm không được chuyện tình, người dựa vào cái gì cho là ta cũng không làm nổi. Kiếm Vũ Sơn Trang thiên tài Giang Ngọc Đường, hiện tại Diệp Thần Phong ở trong mắt hắn hoàn toàn là một cái khiêu lương tiểu sử rồi. Hắn đi tới Trần Nguyên Hàn bên cạnh, nói ra, trên thế giới này chính là có quá nhiều tự cho là đúng ngu xuẩn rồi. Ngàn tuyệt tiêu độc tố lẽ nào tưởng rằng nát phố lớn phổ thông kịch độc sao? Tiểu tử, vội vàng đem chúng ta Kiếm Vũ Sơn Trang long cốt khiến giao ra đây. Ta xem ngươi thuần túy là muốn cùng Thiên Âm Môn bấu víu quan hệ chứ. Nhưng ngươi cũng quá ngây thơ rồi chứ. Tinh Vân Tông thiên tài Thạch Thiên Ninh, hắn nhếch miệng cười nói, để tiểu tử này tiến vào Long Nguyên bí cảnh cũng tốt, chúng ta đến lúc đó là có thể thật tốt dằn vặt hắn. Tô Băng Vân nghe Diệp Thần Phong cùng Trần Nguyên Hàn đám người lời nói, người trắng nõn trên mặt hiện lên vẻ giận dữ, người trên căn bản đã minh bạch, Diệp Thần Phong phải cùng ba đại tông môn có cửu oán.
Diệp Thần Phong làm như vậy là vì cùng Thiên Âm môn bấu víu quan hệ. Sắc mặt của nàng hoàn toàn băng lạnh xuống, nàng nhìn Diệp Thần Phong, âm thanh lạnh lùng tới cực điểm, nếu không phải nơi này không thể giết người, người đã biến mất ở trên thế giới này rồi, về sau tốt nhất chăm sóc người miệng mình. Diệp Thần Phong trong lòng thái độ đối với Tô Băng Vân cũng cực kỳ không hài lòng, hắn nhưng là hảo tâm hảo ý muốn yếu ra tay cứu chị Du Thủy Giao, hắn cười lạnh nói, Tô trưởng môn, ta lại nói một lần cuối cùng, ta có tự tin 100% cứu chị ngươi Đổ Nhi. Đáng tiếc ta hiện tại không tâm tình rồi, liền để ngươi Đổ Nhi tự sinh tự diệt đi thôi. Tô Băng Vân tuyệt đẹp trên khuôn mặt trong nháy mắt che kín vẻ giận dữ, người không ngừng bình tức lửa giận của mình, Du Thủy Giao trong lòng nàng chả là vô cùng trọng yếu, người cắn răng hỏi, ngươi thật sự có biện pháp. Tô trưởng môn, lẽ nào ngươi thật sự muốn nghe tin này tiểu rác rưởi? Liền lão phu đều không thể hóa giải ngàn tuyệt hoa kịch độc, lão phu dám cam đoan. Trên thế giới này tuyệt đối không ai có thể hóa giải. Độc Phương Phùng Quang Sơn cực kỳ khẳng định nói. Phong Lôi Tông thiên tài Trần Nguyên Hàn, hắn cũng nhanh nói tiếp, Tô tiền bối, nếu như ngươi để tiểu tử này cứu trị ngươi Đồ Nhi, cái kia nói không chừng sẽ trực tiếp được tiểu tử này hại chết. Kiếm Vũ Sơn Trang thiên tài Giang Ngọc Đường cùng Tinh Vân Tông thiên tài Thạch Thiên Ninh, bọn hắn cũng đi theo nghênh hợp. Diệp Thần Phong trong lòng là cực kỳ không sảng khoái. Hắn bây giờ còn là muốn kéo Thiên Âm môn lấy tư cách minh hữu, đây là vì Lý Nghiên Nghiên cùng Tả Phi Bạch cân nhắc, hắn quát lên, các ngươi cho ra ra ta toàn bộ câm miệng, nếu như ta có thể hóa giải ngàn tuyệt tiêu kịch độc đâu này. Trần Nguyên Hàn không chút do dự nói ra, nếu như ngươi có thể hóa giải ngàn tuyệt tiêu kịch độc, như vậy ta Trần Nguyên Hàn lấy của mình võ đạo chi tâm phát thệ, ta lập tức cho ngươi quỳ xuống. Giang Ngọc Đường cũng lập tức nói ra, đúng vậy. Ta cũng lấy võ đạo chi tâm phát thệ, nếu như ngươi có thể hóa giải ngàn tuyệt tiêu kịch độc, như vậy ta Giang Ngọc Đường cũng cho ngươi quỳ xuống. Thạch Thiên Ninh cũng lập tức nói ra, ta cũng lấy của mình võ đạo chi tâm phát thệ, ta cũng có thể cho ngươi quỳ xuống, đáng tiếc chuyện như vậy vĩnh viễn cũng sẽ không phát sinh. Nếu như nói là phổ thông phát thệ, như vậy đúng là không có bất luận ảnh hưởng gì, nhưng người tu luyện lấy của mình võ đạo chi tâm phát thệ, một khi vi phạm thệ ngôn. Như vậy tâm tính sẽ chịu đến ảnh hưởng, tại trên con đường tu luyện có thể sẽ từ đó nửa bước khó tiến. Cho nên, người bình thường sẽ không lấy của mình võ đạo chi tâm phát thệ, nhưng lần trở lại này Du Thủy Giao bên trong chính là ngàn tuyệt tiêu kịch độc, trên thế giới này không ai có thể hóa giải, cho nên Trần Nguyên Hàn bọn người mới qua loa như vậy. Diệp Thần Phong cười nhún nhún vai, nói ra, được, đã như vậy, ta cũng bằng vào ta võ đạo chi tâm phát thệ. Nếu như ta hóa giải không được ngàn tuyệt tiêu độc tố, như vậy ta cho ba người các ngươi quỳ xuống. Tiếp lấy, Diệp Thần Phong vừa nhìn về phía Tô Băng Vân, hắn đối Tô Băng Vân vừa vặn thái độ cũng hết sức bất mãn, khóe miệng hắn khẽ mỉm cười, nói ra Tô trưởng môn, không bằng giữa chúng ta cũng đánh cược một lần, làm sao? Nếu như ta có thể giúp cho ngươi Đổ Nhi hóa giải kịch độc trong cơ thể, ngươi liền chủ động hôn ta một cái. Còn có vào lần này tiến vào Long Nguyên bí cảnh sau đó các ngươi Thiên Âm môn đệ tử yếu cùng chúng ta Xích Viêm tông kết làm minh hữu. Chương 1660, các ngươi có thể quỳ xuống. Tĩnh, phi thường yên tĩnh, toàn bộ không gian kỳ dị bên trong tĩnh chỉ còn dư lại tiếng hít thở rồi. Phải biết Tô Băng Vân là ai? Người nhưng là đường đường Thiên Âm môn tông chủ, trên đất huyền giới tứ đại tông môn bên trong, Thiên Âm môn mặc dù là thấp nhất điều chỉnh một cái tông môn. Thế nhưng Thiên Âm môn nội tình để mặt khác ba đại tông môn cũng là nhìn không thấu, có thể nói Thiên Âm môn là tứ đại tông môn trong, thần bí nhất một cái tông môn. Thiên Âm môn sở trường nhất chính là các loại âm luật chiến kỹ, bọn hắn thông qua tiếng đàn, tiếng tiêu vân. Vân âm luật, dùng này để đạt tới công kích hiệu quả, cho nên tại Thiên Âm trong môn phái nữ đệ tử chiếm đa số, nam đệ tử chỉ có nữ đệ tử một nửa. Này Thiên Âm cửa tông chủ Tô Băng Vân. Năm đó nhưng là địa huyền giới công nhận thiên tài tuyệt thế, bằng không lấy nàng bằng chừng ấy tuổi, người cũng sẽ không có niết bàn cảnh nhị trọng thiên thực lực. Về phần mặt khác ba đại tông môn tông chủ, thực lực hôm nay cũng còn dừng lại tại luân hồi cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, đến niết bàn cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong trong lúc đó đây. Có thể nói Tô Băng Vân hoàn toàn che kín rồi, mặt khác ba đại tông môn tông chủ ánh sáng. Tô Băng Vân dáng dấp tướng mạo đẹp. Mặt khác ba đại tông môn tông chủ nhưng là đều triển khai theo đuổi, đáng tiếc Tô Băng Vân một lòng theo đuổi tu luyện, người đến nay vẫn không có yêu thích qua bất kỳ người đàn ông nào.
Tô Băng Vân được địa huyền giới nhân xưng chi vì băng tiên tử. Hơn nữa Tô Băng Vân tính khí chả là nổi danh lạnh lẽo, nếu có ai dám mạo phạm đến người, đặc biệt là số nam nhân, người sẽ trực tiếp đưa đối phương đi gặp Diêm Vương gia. Bây giờ Diệp Thần Phong dĩ nhiên đối Tô Băng Vân đưa ra yêu cầu như thế. Nếu như Diệp Thần Phong có thể hóa giải Du Thủy Giao trong cơ thể ngàn tuyệt hoa kịch độc, Tô Băng Vân liền muốn chủ động hôn một cái Diệp Thần Phong. Tô Băng Vân trên mặt xuất kỳ không có phẫn nộ, thật sự là Diệp Thần Phong biểu hiện quá mức tự tin rồi, nếu như Diệp Thần Phong thật sự có thể hóa giải người đồ nhi kịch độc trong cơ thể. Như vậy người hôn một cái Diệp Thần Phong lại có làm sao? Ngược lại là Tô Băng Vân trong ngực Du Thủy Giao, người đôi mắt đẹp nổi giận trừng lên Diệp Thần Phong, về phần Tô Băng Vân sau lưng Thiên Âm môn đệ tử, bọn hắn cũng là từng cái ánh mắt cực kỳ bất hiếu thiện. Tô Băng Vân nhìn xem Diệp Thần Phong, nói ra, nếu như ngươi dám gạt ta, như vậy ngươi hẳn phải biết hậu quả chứ. Nhưng nếu như ngươi có thể hóa giải đồ nhi ta kịch độc trong cơ thể, như vậy ta có thể đáp ứng ngươi nói lên đổ ước. Diệp Thần Phong cũng chỉ bất quá muốn áp chế Tô Băng Vân nhuệ khí, hắn không ưa nhất loại này cao cao tại thượng nữ nhân, hắn cực kỳ không để ý nói, đây là tự nhiên, ngươi tự đợi đến chủ động hôn ta đi. Một bên Lý Nghiên Nghiên lôi kéo Diệp Thần Phong ống tay áo, người nhỏ giọng nói, ngươi không muốn sống nữa. Ngàn tuyệt tiêu kịch độc không thể hóa giải, chẳng lẽ là ngươi xem thượng Tô Băng Vân, nàng cũng không phải là ngươi có thể ưa thích nữ nhân. Diệp Thần Phong ngón tay gảy một cái Lý Nghiên Nghiên mi tâm, nói ra, không lớn không nhỏ, có ngươi như thế cùng lão tổ tông lời ta nói đấy sao? Ngươi liền ngoan ngoãn ở một bên nhìn xem được rồi. Tả Phi Bạch cũng vội vàng nói, đúng vậy, chỉ cần lão tổ tông ra tay, trên thế giới này có chuyện gì có thể khó đến ta Tả Phi Bạch lão tổ tông. Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An cũng làm cho Lý Nghiên Nghiên bình tĩnh đừng nóng. Chỉ cần ở một bên nhìn xem là được rồi. Bọn hắn đối Diệp Thần Phong là có tuyệt đối tự tin. Bất kể nói thế nào, Tằng Quang Viễn, Tiền Vinh An cùng Tả Phi Bạch ba người này, bọn hắn nhưng là biết Diệp Thần Phong chính là tứ phẩm luyện dược sư. Dưới cái nhìn của bọn họ, cho dù Diệp Thần Phong hóa giải không được ngàn tuyệt tiêu kịch độc, để kịch độc tạm hoãn khuếch tán nhất định là có thể. Diệp Thần Phong từng bước hướng về Tô Băng Vân cùng Du Thủy Giao đi tới, vừa vặn bởi Diệp Thần Phong là đang đối mặt những người còn lại. Ở đây những người khác đều không nhìn thấy Diệp Thần Phong sau lưng Thanh Vân Kiếm. Bây giờ ở đây những người khác nhìn thấy, Diệp Thần Phong sau lưng dỉ xét loang lổ Thanh Vân Kiếm, sau đó bọn hắn mỗi một người đều châm chọc khiêu khích lên. Này là từ đâu nhô ra hai lúa? Lẽ nào Xích Viêm Tông liền nghèo thành như vậy phải không? Nhìn hắn cõng ở sau lưng đồng nát sắt vụn. Nhưng đừng nói như vậy, nói không chắc này đồng nát sắt vụn vẫn là bảo vật đây. Rất có thể là tiểu tử này truyền ra bảo. Ha ha ha, Phong Lôi Tông thiên tài Trần Nguyên Hàn, Kiếm Vũ Sơn Trang thiên tài Giang Ngọc Đường cùng Tinh Vân Tông thiên tài Thạch Thiên Ninh, bọn hắn nghe chung quanh trào phúng, bọn hắn khóe miệng vi vi hiện lên ý cười, bọn hắn căn bản không có coi Diệp Thần Phong là làm đối thủ, bọn hắn thậm chí cho rằng Diệp Thần Phong liền cho bọn họ sách giày cũng không đủ tư cách. Mà Phong Lôi Tông lão tổ Phùng Quang Sơn, Kiếm Vũ Sơn Trang lão tổ Phạm Chí Dũng cùng Tinh Vân Tông lão tổ Tạ Chánh Long, này ba cái lão đầu cũng cực kỳ bình tĩnh. Ngàn tuyệt tiêu kịch độc địa huyền giới không người có thể giải, Diệp Thần Phong một khi hóa giải không được. Như vậy Xích Viêm Tông đem đối mặt tứ đại tông môn lửa giận. Đến lúc đó, nếu như Diệp Thần Phong, Tả Phi Bạch cùng Lý Nghiên Nghiên còn dám bước vào Long Nguyên bí cảnh. Như vậy dù sao sẽ chết phi thường thê thảm. Diệp Thần Phong ung dung không vội đi tới Tô Băng Vân cùng Du Thủy Giao trước mặt, hắn trực tiếp cầm lên Du Thủy Giao cổ tay, này làm cho Du Thủy Giao là xấu hổ đỏ hai má, người tức giận trừng lên Diệp Thần Phong, mà Tô Băng Vân trong lòng phẫn nộ cũng bất cứ lúc nào yếu bạo phát. Diệp Thần Phong lại cực kỳ khinh thường đối với Du Thủy Giao, nói ra, người đó là cái gì ánh mắt? Ta nếu xuất thủ cứu ngươi, như vậy ngươi chính là ta bệnh nhân, thầy thuốc lòng cha mẹ. Ở trong mắt ta ngươi chỉ là bệnh nhân của ta mà thôi, đừng cho ta bày làm ra một bộ thối mặt đến. Được Diệp Thần Phong dừng lại cố sức chửi, hư nhược Du Thủy Giao sắc mặt nàng đỏ lên, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh rồi. Mà chính lúc Tô Băng Vân yếu mở miệng quát tháo thời điểm, Diệp Thần Phong lại nói, mạch tượng hỗn loạn, khí mất máu, độc tố đã tiến vào ngũ tạng lục phủ, trước đó là cái nào khốn nạn chữa trị cho nàng. Thực sự là hại người rất nặng. Trước đó thay Du Thủy Giao bảo mệnh tự nhiên là Thiên Âm môn lão tổ rồi,
Diệp Thần Phong trực tiếp là Thanh Thiên Âm Môn lão tổ cho mắng, chính lúc Tô Băng Vân lại muốn phẫn nộ mở miệng thời điểm, lần nữa được Diệp Thần Phong đã cắt đứt, này làm cho Tô Băng Vân trong lòng uất ức tới cực điểm. Được rồi, hiện tại ta muốn bắt đầu trị liệu. Diệp Thần Phong từ trong lồng ngực lấy ra một bộ ngân châm, Thiên Kim Chuột Tiểu Kim cũng từ trong ngực của hắn trốn ra, nhìn đến một bên Phùng Quang Sơn là đau lòng không ngớt, hôm nay Kim Thử nguyên bản nhưng là hắn Phùng Quang Sơn. Ngươi dự định làm sao trị liệu đồ nhi của ta? Tô Băng Vân hỏi, Diệp Thần Phong chuyện đương nhiên nói, một bộ ngân châm là đủ. Một bộ ngân châm là đủ, một bên Độc Phương Phùng Quang Sơn, hắn là phát phì cười rồi, hắn quát lên, tiểu rác rưởi, người đùa gì thế? Dựa vào một bộ ngân châm liền muốn hóa giải ngàn tuyệt tiêu kịch độc. Đầu óc ngươi không có gặp sự cố chứ? Phong Lôi Tông thiên tài Trần Nguyên Hàn, hắn cười lạnh nói, tiểu tử, kỳ thực ngươi không cần ra tay rồi, ngươi bây giờ là có thể hướng về chúng ta quỳ xuống. Kiếm Vũ Sơn Trang Giang Ngọc Đường cũng đầy mặt tự tin nói, dựa vào một bộ ngân châm muốn hóa giải ngàn tuyệt tiêu kịch độc. Cái kia ngươi cho rằng Độc Vương tiền bối tính là gì? Hắn nhưng là nghiên cứu hơn 20 năm, hắn cũng không có nghiên cứu ra hóa giải ngàn tuyệt hoa kịch độc phương pháp xử lý. Để tiểu tử này hướng về chúng ta quỳ xuống, chuyện này với chúng ta tới nói cũng là một loại sỉ nhục, kỳ thực tiểu tử này nối tới chúng ta quỳ xuống tư cách cũng không có. Tinh Vân Tông thiên tài Thạch Thiên Ninh lời thề son sắt nói. Một bên khác Tằng Quang Viễn ba người ngược lại là thần sắc như thường, bất quá, Lý Nghiên Nghiên nghiễm nhiên dường như con kiến trên chảo nóng rồi. Tô Băng Vân thấy Diệp Thần Phong chỉ cần một bộ ngân châm, người rốt cục không cách nào ức chế trong cơ thể tức giận, chính lúc lửa giận của nàng yếu toàn bộ bạo phát lúc đi ra, Diệp Thần Phong đã đem Du Thủy Giao cánh tay phải thượng tay áo vén lên, ngân châm trong tay của hắn nhanh chóng đâm vào Du Thủy Giao trên cánh tay, hắn đối với Tô Băng Vân nói ra, không nên quấy rầy ta trị liệu. Tô Băng Vân tức giận là ngực kịch liệt phập phồng, người sắp được Diệp Thần Phong cho tức chết rồi. Người rõ ràng cảm giác được Diệp Thần Phong này mấy châm không có bất kỳ đặc thù. Thừa dịp Tô Băng Vân thở phì phò thời điểm, Diệp Thần Phong lén lút đem ngón tay của chính mình phá vỡ, năm giọt thần huyết trong nháy mắt ngưng tụ đi ra, theo ngân châm chảy vào Du Thủy Giao trong huyết dịch. Thần huyết có thể hóa giải trong thiên địa bất luận một loại nào độc tố. Năm giọt thần huyết đầy đủ hóa giải Du Thủy Giao trong cơ thể ngàn tuyệt tiêu kịch độc rồi. Tại đem thần huyết lặng lẽ dẫn vào Du Thủy Giao trong máu, sau đó Diệp Thần Phong thủ trưởng trong nháy mắt đặt tại Du Thủy Giao dưới trên bụng, này làm cho Du Thủy Giao là ngượng ngùng vạn phần, người hư nhược quát lên, người buông ra, người buông ra. Câm miệng. Diệp Thần Phong lạnh lẽo quát lên. Diệp Thần Phong dựa vào trong cơ thể linh khí, hắn đang nhanh chóng thôi phát Du Thủy Giao trong cơ thể năm giọt thần huyết. Một bên Trần Nguyên Hàn, Giang Ngọc Đường cùng Thạch Thiên Ninh ba người này, trên mặt bọn họ từ đầu tới cuối duy trì hí hành hạ nụ cười. Mà Tô Băng Vân cũng muốn quát tháo Diệp Thần Phong đình chỉ, nhưng chính lúc thời điểm này, chỉ thấy Du Thủy Giao khí tức đang chậm rãi vững chắc, Tô Băng Vân trên mặt nhất thời hiện lên khó mà tin nổi. Nguyên bản sắc mặt tái nhợt Du Thủy Giao, sắc mặt của nàng cũng đang nhanh chóng khôi phục hồng nhuận, chỉ là thời gian 10 hơi thở, Du Thủy Giao sắc mặt liền khôi phục bình thường. Diệp Thần Phong đặt tại Du Thủy Giao bụng dưới thượng thủ trưởng cũng buông lỏng ra, hắn lạnh nhạt nói, được rồi, ngàn tuyệt tiêu kịch độc ta hóa giải. Du Thủy Giao thân là người trong cuộc, nàng là ngây người như phỗng rồi, nguyên bản người cho là mình là chắc chắn phải chết rồi, nhưng nàng hiện tại không cảm giác được bên trong thân thể có bất kỳ một tia không khỏe được rồi. Người từ Tô Băng Vân trong lồng ngực đứng lên, người ngơ ngác nhìn Diệp Thần Phong. Tại Du Thủy Giao sắc mặt khôi phục, khí tức khôi phục thời điểm, hiện trường ngoại trừ Tằng Quang Viễn ba người có chuẩn bị tâm tư bên ngoài, những người khác toàn bộ lâm vào trong khiếp sợ. Diệp Thần Phong ánh mắt nhìn Trần Nguyên Hàn, Giang Ngọc Đường cùng Thạch Thiên Ninh, hắn bình thản nói ra, được rồi, xuất hiện tại các ngươi có thể quỳ xuống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 83.